Đại hào môn Tiêu Phàm, bản dịch chuẩn. Chương 31, hỗn độn chu thiên đại trận. Mọi người còn đang kêu sợ hãi, trước mắt bỗng nhiên một hoa, Tiêu Phàm đã tiến vào máy xúc phòng điều khiển, đứng tại tăng sư phó bên người. Tất cả kêu sợ hãi lại im bặt mà dừng, từng cái há to miệng, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái này hình đại sư động tác cũng quá nhanh đi, dựa theo tiểu thuyết võ hiệp thuyết pháp chính là như quỷ như mị a. Tại Tiêu Phàm trong mắt, tăng sư phó tình huống này xem xét chính là sát khí nhập thể. Cứ việc hôm qua hắn đã đem Mộ Viên hung sát chi khí loại trừ hầu như không còn, nhưng chôn sâu lòng đất tụ sát pháp khí lại chưa từng lấy ra. Một đêm trôi qua, Mộ Viên lại tụ tập một chút hung sát chi khí, loại trình độ này sát khí đối với Tiêu Phàm mà nói, tất nhiên là không chút nào đủ luận, nhưng tăng sư phó chỉ là người bình thường, tình huống tự nhiên không giống. Mà lại từ máy xúc thiết tí chỗ ngồi đến xem, ngay tại hôm qua Tiêu Phàm đo ra ngũ hành canh kim chi vị, có khả năng trực tiếp đào bên trong bảy trận pháp khí. Này phong thủy sát trận tà ác vô so, ngay cả Tiêu Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết là xuất từ môn gì phái chi thủ, bảy trận pháp khí uy lực không hề tầm thường. Chôn dưới đất 6 tháng, ngày ngày thụ hung sát chi khí ngâm, sớm đã trở nên cực kỳ tà ác, tăng sư phó bỗng nhiên bị pháp khí công kích, nơi nào chống đỡ chịu được. Nếu không phải hôm qua thiên tuyệt đại bộ phận phân sát khí đã bị Tiêu Phàm loại trừ, hiện tại tùy tiện đến nơi đây thi công, bị đại lượng hung sát chi khí bỗng nhiên hướng tiến vào thể nội, chỉ sợ tăng sư phó không chết cũng muốn nổi điên. Tiêu Phàm tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải chống đỡ tăng sư phó tâm mạch, nội tức khắp nơi, nháy mắt liền đem tăng sư phó thể nội sát khí khu trừ phải không còn một mảnh. Sau đó một cỗ ấm áp khí tức tại tăng sư phó kỳ kinh bát mạch du tẩu một chu thiên, tăng sư phó liền là tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy hình đại sư liền đứng tại bên cạnh mình, không khỏi giật nảy mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Phàm mỉm cười nói, tăng sư phó, có phải là quá mệt nhọc, thân thể không thoải mái a? Hung sát chi khí nhập thể, tăng sư phó nhưng thật ra là bị bỗng nhiên xuất hiện trong đầu khủng bố cảnh tượng dọa hôn mê bất tỉnh, Tiêu Phàm lấy hạo nhiên chính khí giúp hắn khu trừ sát khí, liền đới hắn ở sâu trong nội tâm cực độ sợ hãi suy nghĩ tự nhiên cũng đồng loạt khu ra ngoài thân thể. Tránh khỏi tăng sư phó ngạc nhiên, kinh hãi cái khác nhân viên thi công. Nghe Tiêu Phàm nói như vậy, tăng sư phó ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, hắc hắc, tối hôm qua đánh bài đánh cho quá muộn, ngủ không ngon, làm trò cười cho thiên hạ, hắc hắc. Nếu là thân thể không thoải mái, vậy liền nghỉ một lát lại làm, không nên miễn cưỡng. Không có việc gì, không có việc gì, ta không sao, thật. Ta lập tức tiếp lấy làm, tăng sư phó giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân thông thái, tinh lực 10 phần, luôn miệng nói. Nói đùa. Trần chủ tịch huyện cùng trong trấn bí thư trưởng trấn liền ở một bên nhìn thấy đâu, sao có thể tiêu cực biếng nhác. Tốt, vậy ngươi chú ý một chút, Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, nhảy xuống máy xúc, trực tiếp đi tiến vào mộ viên, âm thầm bấm quyết thi pháp, chân đạp thất tinh, trấn áp kia mấy món bảy trận pháp khí. Mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn, sớm đã trở nên kính sợ có phép. Cái này hình đại sư có phải là biết pháp thuật, lại mặc kệ hắn, vừa rồi phi thân nhảy lên máy xúc, động tác này nhanh nhẹn thần tốc. Nhưng tuyệt đối không phải người bình thường so ra mà vượt. Thi công tiếp tục tiến hành, đến xế chiều mặt trời xuống núi thời điểm, trên cơ bản đem mộ viên lúc đầu xi măng hòn đá thanh lý không còn, mộ tổ trở nên một mảnh hỗn độn. Trần chủ tịch huyện muốn tại hình đại sư trước mặt đồ cái biểu hiện, liền đề nghị trong đêm khởi công, bị Tiêu Phàm không khách khí chút nào không. Vừa rồi thanh lý những cái kia xi măng hòn đá, Tiêu Phàm cũng chưa phát hiện bảy trận năm kiện pháp khí, có thể thấy được chôn sâu ở dưới nền đất. Thứ này không thể để cho nhân viên thi công nhìn thấy, miễn cho bốn phía truyền dương. Đối ngoại tuyên truyền, chỉ là một lần nữa tu tập một chút mộ viên, phong thủy bố cục loại hình lời nói, sách cũng không thể sách. Người bình thường còn thì thôi, lão Tiêu nhà thế nhưng là kinh sư đại hào môn, há có thể cùng loại này phong kiến mê tín đổ vật nhất lên nửa điểm liên quan. Đây cũng là Tiêu Phàm vì cái gì không lấy lão Tiêu nhà đích trưởng tôn thân phận ra mặt, muốn dịch dung giả dạng thành hình đại sư nguyên nhân. Thậm chí ngay cả cho Dương Thạch gọi điện thoại Tiêu Thiên Tiêu nhị ca, cũng là biết thế nào mà không biết tại sao. Trần Hiểu Minh không dám trái lời hình đại sư phân phó, mang theo các công nhân về nhà nghỉ ngơi đi. Lúc nửa đêm phân, ba đầu bóng đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại tổ sơn phía trên. Hai người, một con mèo, chính là âm lịch đầu tháng, bên trên huyền nguyệt sớm đã tránh tiến vào tầng mây, bầu trời một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có Hắc Lân hai mắt. Lóng lánh lục oánh oánh quang mang. Nếu là có ai lúc này tại mồ mả bên trong đụng phải bọn hắn, không bị tại chỗ hù chết mới là lạ.
Tự nhiên, khuya khoắt, cũng sẽ không có ai nhàm chán đến chạy mồ mả đi lên chơi. Tiêu Phàm cùng Tân Lâm đều không cần chiếu sáng, mượn nhờ cực kỳ ám nhược điểm điểm tinh quang, cũng đủ để cho bọn hắn thấy rõ ràng con đường, huống chi còn có Hắc Lân phía trước bên cạnh dẫn đường. Trực tiếp đi tới mộ tổ chỗ, Hình đại sư cùng Lâm bí thư riêng phần mình mang theo một cái xẻng sắt. Tiêu Phàm rất nhanh liền xác định rõ ngũ hành mậu thổ vị trí, hai người đồng loạt động thủ, theo bùn đất đào xuống đi. Bởi vì một mực bị xi măng bao trùm lấy, bùn đất rất xốp, đào lên hào không lao lực. Đinh một tiếng, truyền đến kim loại giao kích tiếng vang. Một khối lớn cỡ bàn tay pháp khí, rất nhanh liền bị Tiêu Phàm đào lên. Tân Lâm mở ra tùy thân mang theo cường lực đèn pin, chiếu xạ tại kiện pháp khí kia phía trên. Pháp khí đen nhánh, thành hình ngũ giác hình dạng, là kim loại chế phẩm, nhẹ nhàng lau đi bên trên nhiễm bùn đất, một cái kỳ quái đồ án hiện ra, là một loại giống chó lại không phải chó động vật đồ án, lật qua, một bên khác thì là một cái hình thù kỳ quái phù lục đồ án. Có manh mối sao? Tân Lâm nhẹ giọng hỏi. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, hay là nhìn không ra, chỉ sợ thật không phải mấy cái kia lưu phái dở trò quỷ. Nếu quả thật cùng hiện giai đoạn trong nước nổi danh nhất mấy cái phong thủy lưu phái có liên quan, Tiêu Phàm tuyệt đối không thể một chút ấn tượng đều không có. Trên thực tế, có quan hệ mấy cái kia phong thủy kham dư lưu phái yếu nghĩa tinh túy, vô cực thuật tàng bên trong đều có tương đối tường tận ghi chép, làm vô cực môn tham khảo tư liệu, để lấy thừa bù thiếu. Trước tiên đem pháp khí đều móc ra lại nói. Không bao lâu, năm mai lớn cỡ bàn tay bảy trận pháp khí đều lấy ra ngoài, chính diện toàn bộ là loại kia như chó không phải chó đồ án, mặt sau phù lục đồ án thì không giống nhau. Năm kiện pháp khí toàn bộ lấy ra, Tiêu Phàm rõ ràng cảm thấy nguyên bản chậm rãi hướng bên này tụ tập hung sát chi khí ngay tại bốn tản mát. Phong thủy sát trận đã phá. Tốt, thời gian không còn sớm, hiện tại chúng ta bắt đầu bày trận. Tiêu Phàm đem năm kiện pháp khí đều giao cho Tân Lâm cất giấu, Tân Lâm lại từ tùy thân mang theo trong bao đeo lấy ra từng mai pháp khí. Thú vị là, nàng lấy ra những pháp khí này, cũng là hình ngũ giác, chỉ là so móc ra chó hình pháp khí phải nhỏ hơn nhiều. Ước chừng hai thốn vuông, cũng không phải kim loại chế phẩm, mà là từng mảnh óng ánh hoàng sơn ngọc, xúc cảm trơn nhăn ấm áp, số lượng muốn lại phải hơn rất nhiều. Đây không phải Tiêu Phàm Lâm thời tế luyện pháp khí, sớm tại trước khi rời kinh liền đã tế luyện tốt lắm. Tiêu Phàm bốc lên trời cơ phản vệ phong hiểm, cưỡng ép lên quẻ, thôi diễn ra Tây Nam Đại Hung, báo trước mộ tổ tổ trạch phương hướng xảy ra vấn đề lớn, đương nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng. Mặc kệ mộ tổ tổ trạch có phải là thật hay không có vấn đề lớn. Tiêu Phàm đều dự định tại mộ tổ bày trận, đem mộ tổ dùng tinh vi pháp trận bảo vệ. Trước đây Tiêu Phàm không có tại mộ tổ bày trận, là bởi vì căn bản liền không nghĩ tới có phong thủy thuật sĩ sẽ nhằm vào lão Tiêu gia mộ tổ xuất thủ. Làm vô cực môn đời thứ 64 trưởng giáo truyền nhân, Tiêu Phàm tinh thông phong thủy kham dư chi thuật, tự nhiên biết, thiện đổi Tiêu gia dạng này một cùng một hào môn đại tộc mộ tổ phong thủy, ra hại toàn bộ Tiêu thị gia tộc, là tuyệt đối nghịch thiên hành sự. Trời cơ phản phệ. Thi thuật giả bản thân tuyệt khó ngăn cản được. Làm không tốt thi thuật giả gia tộc mình đụng phải thảm họa, thậm chí so Tiêu gia càng dữ dội hơn. Bị gia hại nhân địa vị càng cao, thân phận càng hiển quý, lực ảnh hưởng càng to lớn, trời cơ phản phệ lực lượng liền càng mạnh. Chắc hẳn không có cái kia cao minh phong thủy thuật sư sẽ làm dạng này lưỡng bại câu thương chuyện ngu xuẩn. Lão Tiêu nhà cũng hẳn không có đắc tội lợi hại như vậy thầy phong thủy. Trừ cái đó ra, càng trọng yếu hơn một điểm là từ Tiêu Phàm quy về vô cực môn dưới, hắn thụ nghiệp ân sư chỉ thủy tổ sư liền nhiều lần khuyên bảo hắn, thuật sư sở tác sở vi, đều là tiết lộ trời cơ, có thể nói nghịch thiên mà đi. Chỉ có một lòng hướng thiện, làm nhiều việc thiện, mới có thể trừ khử trời cơ phản phệ tai họa. Vô cực môn đời đời truyền lại, trưởng giáo truyền nhân tu luyện nguyên khí công pháp, danh tự liền gọi hạo nhiên chính khí. Cùng vô cực chín tướng thi nhỗ trợ lẫn nhau, hạo nhiên chính khí tu luyện được càng tinh thâm. Tại thuật pháp đạt thành tựu cao cũng liền càng cao cường hơn. Tỷ như Phật môn hộ pháp thần thông, đều có tương ứng từ bi Phật pháp đến hóa giải lệ khí. Giết người đả thương người thần thông càng mạnh, Phật pháp bên trên tu vi liền nhất định phải càng tinh thâm, nếu không nhất định rơi vào ma chướng, khó mà tự kiềm chế. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm lĩnh hội không thấu, không biết là người phương nào cùng lão Tiêu nhà có như thế thâm cừu đại hận, muốn lấy loại này nhất quyết tuyệt thủ đoạn tiến hành ra hại. Việc cấp bách là trước tiên đem hộ pháp đại trận bố trí xong. Tiêu Phàm cùng Tân Lâm đồng loạt động thủ, đem mười mấy món pháp khí dựa theo phương hướng khác nhau, chôn sâu xuống dưới đất bùn trong đất. Đây là trận pháp gì? Chôn hạ tối hậu một kiện pháp khí, Tân Lâm nâng người lên, thật dài thở một hơi, hỏi. Mang theo điểm điểm ý tò mò,
Hỗn độn chu thiên trận, chính ta tìm hiểu ra đến, trận pháp này tương đối phức tạp, nhưng hiệu quả hẳn là còn có thể. Về sau bất luận kẻ nào lại nghĩ tại mộ tổ động tay chân, liền sẽ có chút khó khăn. Tiêu Phàm hời hợt nói, Tân Lâm liền rõ ràng trong lòng, trừ phi người đến tại thuật pháp bên trên tạo nghệ cao hơn Tiêu Phàm, nếu không lại nghĩ đánh tiêu ra mộ tổ phong thủy chủ ý, kia chính là mình muốn chết. Trận pháp này có thể tăng cường mộ tổ phong thủy cát khí A. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, nói kia cũng không cần thiết muốn. Cái này mộ tổ phong thủy vốn là đã phi thường tốt, là khó gặp tốt huyệt, chỉ cần không còn bị người phá hư liền đầy đủ. Lại lấy thuật pháp tăng cường, có chút vẽ rắn thêm chân. Tân Lâm nhẹ gật đầu. Giờ Sửu ba khắc, hai người một mèo lại lặng yên không một tiếng động rời đi tổ sơn. Trần Hiểu Minh làm việc phi thường đắc lực, năm ngày sau đó, một cái mới mộ viên tu dựng lên, mộ viên lỗ hổng đối diện tiền phương sơn khe núi, tránh đi lợi kiếm mũi nhọn, mộ viên cửa vào hai bên, bày ra một đôi kỳ lân thủy thú trấn thủ. Mộ viên xây xong về sau, thôn trưởng dẫn Hồng Sơn thôn một đám trưởng ấu già trẻ, tại tam tổ công tam tổ bà trước mộ châm ngòi rất nhiều pháo, lại tế bái một phen, vô cùng náo nhiệt. Tiêu Phàm mời Dương Thạch cùng Trần Hiểu Minh cùng một chỗ ăn cơm, ngày kế tiếp liền cùng Tân Lâm một đạo, nhẹ lướt đi. Chương 32, Thiên Phạt. Nghiêm Kim Sơn nằm tại trên giường bệnh, đau nhức đến chết đi sống lại. Đừng bảo là thân nhân bằng hữu, thậm chí ngay cả tư cách già nhất y tá trưởng, cũng không nguyện ý tới gần giường bệnh của hắn. Toàn thân trên dưới đều chảy ra ngoài chảy xuống nùng huyết, vô luận dùng cái gì thuốc đều vô dụng, từ thực chất bên trong đầu ra bên ngoài nát, thần tiên đều không có cách nào. Tam Giang thành phố bệnh viện nhân dân đã vì Nghiêm Kim Sơn bệnh mở qua 3 lần chuyên gia hội chẩn, cuối cùng cũng không thể tra ra nguyên nhân bệnh, chỉ có thể phân loại thành nghi nan tạp chứng. Bất quá có một việc để các bác sĩ rất kỳ quái, chính là bệnh nhân này tại bệnh viện đã ở 3 tháng, bệnh tình càng ngày càng chuyển biến xấu, đầu não nhưng thủy chung thanh tỉnh, cho tới bây giờ đều chưa từng phát sinh ngất xỉu hiện tượng. Cái này có chút không hợp logic, bình thường mà nói, nhân thể đối đau đớn nhẫn nại có một cái cực hạn. Một khi vượt qua cực hạn này, liền sẽ ngất đi. Đây là một loại từ ta bảo vệ cơ chế. Rất nhiều miêu tả phái phản động phim ảnh TV bên trong, thường xuyên có thể nhìn thấy dạng này ống kính, người thụ hình bù không được kịch liệt đau nhức hôn mê, thẩm vấn phái phản động liền dùng nước lạnh lại cho dội tỉnh lại, tiếp tục nghiêm hình tra tấn. Đây mới là hợp lý. Nghiêm Kim Sơn loại tình hình này rất không hợp lý. Còn có một cái hiện tượng, cũng không hợp lý. Nghiêm Kim Sơn thế mà đến bây giờ đều còn sống. Cứ việc kiểm tra biểu hiện, hắn toàn thân khí quan đều xảy ra vấn đề, nhưng hắn chính là không chết được. Kỳ thật gần nhất cái này hơn một tháng, bởi vì người bệnh tình trạng kinh tế khẩn trương, thanh toán không nổi đại bút tiền chữa trị dùng, bệnh viện đã không thế nào cho hắn dùng thuốc, chính là dùng chút bình thường nhất thuốc tiêu viêm vật. Cứ như vậy, hắn quả thực là gánh vác được. Tam Giang thành phố bệnh viện nhân dân sở dĩ không có đem Nghiêm Kim Sơn đuổi ra khỏi cửa, mặc kệ tự sinh tự diệt. Thứ nhất là tuân theo cách mạng chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, thứ hai cũng là nghĩ đem Nghiêm Kim Sơn lưu lại, làm một nghiên cứu đối tượng. Ngược lại muốn xem, hắn đến cùng có thể chống đỡ tới khi nào. Loại này nghiêm trọng vi phạm sinh lý thường thức cùng chữa bệnh thường thức sự tình, cũng không phải là thường xuyên có thể đụng tới. Có lẽ cùng Nghiêm Kim Sơn sau khi chết, có thể thông qua thi thể giải phẫu điều tra đến chân thực nguyên nhân. Nghiêm Kim Sơn một người ở một cái phòng bệnh. Không có cái khác bất luận cái gì bệnh nhân nguyện ý cùng hắn cùng phòng. Nhìn xem cái này khủng bố cảnh tượng, lúc đầu không có bệnh đều muốn dọa ra bệnh tim tới. Trong phòng bệnh tràn đầy hôi thối mùi, Tân Lâm vừa đi tiến vào phòng bệnh, thiếu chút nữa bị cỗ này hôi thối hun ngất đi, liên tục không ngừng đưa tay che ngừng nói mũi, lập tức vận hơi thở ba chu thiên, lại liên tục điểm mình mấy chỗ huyệt đạo, triệt để che đậy rơi mình khứu giác công năng, mới dám tiếp tục hướng phía trước. Ngược lại là Tiêu Phàm thần sắc như thường, chậm rãi đi đến Nghiêm Kim Sơn giường bệnh trước đó. Nghiêm Kim Sơn căn bản không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ là không chỗ ở chu lên, thân thể lại nằm tại trên giường bệnh, không cách nào di động. Mỗi lần kịch liệt đau nhức đột kích, hắn toàn thân trên dưới liền không có một tơ một hào khí lực, cả ngón tay đầu đều không động đậy, chỉ có thể một tiếng tiếp theo một tiếng kêu rên. Tiêu Phàm cứ như vậy đứng tại giường bệnh của hắn trước, lãnh đạm nhìn qua hắn, đã không thống hận, cũng không thương hại. Tân Lâm cách giường bệnh xa xa, nhìn xem Nghiêm Kim Sơn toàn thân chảy xuôi không thôi nùng huyết, Tân Lâm từng đợt buồn nôn. Đối với Tân Lâm đến nói, đây tuyệt đối là không hề tầm thường. Làm Thất Diệu Cung truyền nhân, nàng đã từng chịu qua nhất tàn khốc huấn luyện, thấy qua vô số khiến người bình thường dùng mình cảnh tượng, không nói thần kinh đã luyện được như là như sắt thép cứng rắn, tối thiểu cũng giống đầu tơ thép.
Hiện tại nhìn thấy Nghiêm Kim Sơn cái dạng này, Tân Lâm không phải sợ hãi, là buồn nôn. Nghiêm Kim Sơn một mực tại kêu rên, Tiêu Phàm nâng lên cổ tay phải, ngón trỏ hư không bắn ra, một cỗ hạo nhiên chính khí vô thanh vô tức bắn vào Nghiêm Kim Sơn huyệt thiên trung. Nghiêm Kim Sơn vặn vẹo thân thể bỗng nhiên đi lên ưỡn một cái, tiếng kêu rên dần dần ngừng xuống tới. Ngươi, là, ai? Lại sau một lúc lâu, Nghiêm Kim Sơn tán loạn vô thần hai mắt, nhìn về phía Tiêu Phàm, khàn khàn cuống họng, từng chữ hỏi, tựa hồ mỗi hỏi ra một chữ, đều cần ngưng tụ hắn khí lực toàn thân. Đã thật lâu không ai từng nói chuyện với hắn. 6 tháng trước, thân thể của hắn khó chịu nằm viện thời điểm, thê tử của hắn cùng nhi tử còn tại bệnh viện bồi bảo vệ hắn. 4 tháng trước, con của hắn không tiếp tục xuất hiện tại phòng bệnh. Lúc ấy hắn hỏi lão bà, nhi tử đi đâu rồi, lão bà nói cùng người cùng một chỗ làm ăn đi. Lại qua 2 tháng, thê tử của hắn cũng không thấy tăm hơi. Lúc này, Nghiêm Kim Sơn đã không có người có thể hỏi. Chính hắn toàn thân chảy mủ, ngay cả phòng bệnh đều ra không được, bác sĩ y tá cũng không thể cho hắn một cái xác thực trả lời chắc chắn. Nghiêm Kim Sơn biết tình huống tuyệt đối không ổn, nhưng không có biện pháp. Tiêu Phàm là gần 2 tháng qua, một cái duy nhất tiếp cận hắn giường bệnh không phải nhân viên y tế. Như trước vẫn là hình đại sư cách ăn mặc trang phục. Địch tình không rõ, thậm chí ngay cả một điểm manh mối đều không có, Tiêu Phàm không thể không cẩn thận chút. Tân Lâm cũng hỏi qua hắn, vì cái gì khỏi phải thuật bói toán tiến hành thôi diễn, Tiêu Phàm chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Đối phương hoàn toàn che đậy trời cơ, công lực không kém hắn. Ngay cả tìm tới Nghiêm Kim Sơn, đều theo chiếu phá án quá trình đến, không phải thuật pháp chi lực. Tiêu Phàm cùng Tân Lâm đi trước La Châu huyện bệnh viện nhân dân thăm hỏi Hồng Sơn thôn lão bí thư chi bộ, lúc ấy lão bí thư chi bộ đã đến cuối cùng trước mắt, treo một hơi thôi. Tiêu gia mộ tổ mộ viên nặng mới tu kiến làm xong ngày, lão bí thư chi bộ tại bệnh viện ốm chết. Sau đó, Tiêu Phàm hai người tới Tam Giang thành phố, tìm được tại Tam Giang thành phố kinh thương Tiêu An. Cái kia tự xưng họ Nghiêm phong thủy đại sư, chính là Tiêu An cho lĩnh được Hồng Sơn thôn đi. Tiêu Phàm tìm tới Tiêu An thời điểm, Tiêu An tâm tình phi thường hỏng bét. Từ khi cho tam tổ công tam tổ bà sửa qua mộ viên, việc buôn bán của hắn liền càng làm càng không thuận, cơ hồ mỗi tháng đều thua thiệt tiền, liên tục 5, 6 tháng, cơ hồ liên lão vốn đều nhanh đền hết. Vợ con cũng lần lượt sinh bệnh ở tiến vào bệnh viện, lặp đi lặp lại, làm sao chữa đều đoạn không được cây, mà lại bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Tiêu An tại nửa tháng trước cũng bắt đầu ho khan, không dám đi bệnh viện nhìn. Sợ lại tra ra cái gì thói xấu lớn đến, chỉ dám tại chỗ khám bệnh tùy tiện mở chút thuốc đánh cái châm, khi cảm mạo trị. Dưới mắt, hắn là thật bệnh không dậy nổi. Không chỉ là vấn đề tiền, còn có thời gian cùng tinh lực cũng tiêu hao không nổi. Nếu là hắn lại ở viện, ai tới chiếu cố nằm viện vợ con. Tiêu An mỗi ngày đều mượn rượu giải sầu, uống đến say không còn biết gì. Không uống say hắn căn bản là ngủ không yên. Tại Tiêu An miệng bên trong, Tiêu Phàm biết Nghiêm Kim Sơn hạ lạc. Nguyên bản cũng biết, Nghiêm Kim Sơn tình huống khẳng định so lão bí thư chi bộ cùng Tiêu An càng hỏng bét, nhưng hỏng bét đến tình trạng như thế, vẫn như cũ có chút vượt quá Tiêu Phàm ngoài ý liệu. Ta là Tiêu gia bằng hữu, ta họ Hình, Tiêu Phàm ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ. Hắn tìm Nghiêm Kim Sơn, cũng không phải là muốn tới cùng Nghiêm Kim Sơn tính sổ sách. Không có cần thiết này, thiên phạt chi lực trừng phạt, vượt xa nhân gian nhất thiết cực hình. Tiêu Phàm chỉ là muốn từ Nghiêm Kim Sơn nơi này tìm tới một điểm manh mối. Nghe nói là Tiêu gia bằng hữu, Nghiêm Kim Sơn trong mắt lập tức lộ ra lại là hổ thẹn lại là thống hận thần sắc, gương mặt vặn vẹo. Nghiêm Kim Sơn, ngươi là lưu phái nào? Đối Nghiêm Kim Sơn, Tiêu Phàm gọi thẳng tên, không thế nào khách khí. Nghiêm Kim Sơn hô xích thở hổn hển mấy cái, bỗng nhiên quái tiếu, hỏi ngược lại, thế nào, có phải là Tiêu gia xảy ra chuyện gì rồi? Tiêu Phàm từ tốn nói, Tiêu gia cùng ngươi có thâm cửu đại hận a? Ngươi tại sao phải dạng này? Thâm cửu đại hận, đương nhiên là có, ngươi không thấy được ta hiện tại cái dạng này sao? Nghiêm Kim Sơn cười lạnh nói, nhìn qua, khôi phục mấy phân tinh thần. Tự nhiên đây đều là Tiêu Phàm nguyên nhân. Giờ phút này, cả gian phòng bệnh đều tràn đầy hạo nhiên chính khí, đem hết thảy hung thần ngăn cách bên ngoài. Nghiêm Kim Sơn tạm thời thoát khỏi thống khổ tra tấn. Tiêu Phàm song mi có chút nhăn lại, nói, nguyên lai chính ngươi cũng đã sớm biết, sẽ gặp thiên phạt. Không, ta không biết. Ta muốn biết liền không làm chuyện này. Nghiêm Kim Sơn hét dầm lên. Tiêu Phàm im lặng. Sau một khắc, Nghiêm Kim Sơn gương mặt lần nữa vặn vẹo, hoảng sợ hỏi, ngươi nói cái gì? Thiên phạt, cái này, đây thật là thiên phạt chi lực. Thật chẳng lẽ có thiên phạt? Tiêu Phàm cau mày nói, ngươi nếu là phong thủy kham dư lưu phái truyền nhân,
chẳng lẽ chưa nghe nói qua thiên phạt chi lực? Nghiêm Kim Sơn trố mắt thật lâu, cười khổ một tiếng, nói ta là cái gì cậu thí thầy phong thủy rồi. Ta liền hiểu chút ra mau, ăn uống miễn phí. Ta nếu là biết đổi người ta mộ tổ phong thủy sẽ gặp thiên phạt, cho ta lại nhiều tiền, ta cũng không làm. Ai đưa cho ngươi tiền? Nghiêm Kim Sơn lại liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, ta làm gì phải nói cho ngươi. Ta đều cái dạng này, nói cho ngươi ngươi có thể cứu ta một mạng. Ngươi có bản sự như vậy? Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói ta cứu không được ngươi. Trên thế giới này, không có bất kỳ người nào có thể cứu được ngươi. Nếu có thể tùy tiện phá giải, cũng không gọi thiên phạt chi lực. Đã dạng này, kia ngươi đi đi, ta cái gì cũng sẽ không nói. Nghiêm Kim Sơn cắn răng nghiến lợi nói, 6 tháng tra tấn, đã để tâm lý của hắn hoàn toàn vặn vẹo biến hình, không thể dựa theo người bình thường tiêu chuẩn để cân nhắc. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, xoay người rời đi, quả nhiên không dừng lại thêm. Tiêu Phàm chưa đi đến cửa phòng bệnh, Nghiêm Kim Sơn lại bắt đầu kêu rên, từ trong cổ họng biệt xuất mấy câu đến, chớ đi. Van cầu ngươi, ngươi đã bản lãnh lớn như vậy, thanh ta giết đi. Chỉ cần ngươi đáp ứng thanh ta giết chết, ta liền nói cho ngươi biết, ai bảo ta làm như vậy. Tiêu Phàm quay đầu, nhìn hắn một chút, lắc đầu, bình tĩnh nói, không cần, ngươi cũng không biết hắn là ai. Mặt khác, ta còn phải nói cho ngươi, không ai có thể cứu ngươi, cũng không ai có thể giết ngươi. Ngươi còn có thể sống nửa năm, một năm này tội, ngươi nhất định phải chịu đựng hết mới có thể chết. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi cái này quỷ, a, à, thống khổ tiếng kêu rên. Lần nữa tại trong phòng bệnh vang lên, xa xa truyền ra ngoài. Đi thẳng đến cửa bệnh viện, Tân Lâm mới thật dài thở một hơi, thấp giọng hỏi, nhất định phải chịu đựng hết một năm. Ừm, đây là ông trời chú định, hắn trốn không thoát. Tân Lâm không khỏi nhẹ nhàng dùng mình một cái. Giống thống khổ như vậy dày vò, Nghiêm Kim Sơn thế mà còn muốn sinh thụ nửa năm. Thế nhưng là, vì sao lại tuyển hắn? Hắn giống như thật chỉ là cái giang hồ phiến tử. Tân Lâm chỉ cảm thấy đầy bụng điểm khả nghi. Người kia tuyển hắn, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Nghiêm Kim Sơn cùng Tiêu An nhận biết, Tiêu An coi hắn là đại sư, tương đối tốt lắc lư. Tiêu An là Hồng Sơn thôn người, còn cùng chúng ta cái này một phòng liên hệ máu mủ rất gần, thông qua Tiêu An đi thuyết phục lão bí thư chi bộ, tương đối có nắm chắc. Nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì Nghiêm Kim Sơn bản thân cùng con của hắn, đều là phú quý mệnh. Nhất là con của hắn, chúng ta vừa rồi tại một cái khác phòng bệnh gặp qua. Là đại phú đại quý tướng mệnh, vạn kim chi sinh, kỳ di chi thọ. Kỳ di chi thọ, hắn lúc đầu có thể sống 100 tuổi. Tân Lâm có chút giật mình. 100 tuổi đối với nàng đến nói, không tính bao nhiêu ghê gớm số tuổi thọ, tinh nhiên nội gia công pháp cao thủ, trường thọ 10 điểm bình thường. Bất quá đối với người bình thường mà nói, kia cũng đã rất ghê gớm. Huống chi còn có vạn kim chi sinh, Tiêu Phàm nói là xiếc miệng bên trên ghi lại ngạn ngữ. Tại quá khứ, có được bách kim gia sản. Cũng đã là nhà giàu sang. Thiên kim chi sinh thì là đại phú quý. Về phần vạn kim chi sinh, cơ hồ có thể nói là giàu giáp thiên hạ. Phú quý mà thọ kiểm tra, chính là mấy ngàn năm qua, chúng ta người trong nước theo đuổi nhân sinh cảnh giới tối cao. Ừm, nhưng là bây giờ những này phú quý cùng số tuổi thọ, đều đã bị chém rụng, Nghiêm Kim Sơn nhi tử, nhiều nhất còn có 7 ngày tuổi thọ. Còn có Tiêu An toàn gia, lúc đầu cũng là rất không tệ tướng mệnh. Bọn hắn là tốt nhất ứng kiếp người. Không có dạng này đại phú đại quý người làm kẻ chết thay, thiên phạt chi lực liền muốn phản vệ đến trên người của người kia, hắn đồng dạng không chịu đựng nổi. Tân Lâm hít vào một ngụm khí lạnh, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đi đâu tìm người kia? Người này cùng Tiêu gia, đến cùng lớn bao nhiêu cửu hận? Có dạng này một cái kinh khủng đối thủ ẩn núp trong bóng tối, tùy thời đối Tiêu gia xuất thủ, nếu như không lập tức tìm ra giải quyết hết, thật là khiến người ăn ngủ không yên. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu. Trên trán hiện lên một vẻ ưu buồn chi sắc. Già nhi, sợ là chúng ta hiện tại không có thời gian đi truy tra người kia. Chúng ta phải lập tức đuổi trở về thủ đô đi. Chương 33, hai vị lão gia tử. Lão gia tử vẫn tại bệnh viện ở, ngược lại là nghe theo Tiêu Phàm khuyến cáo, đổi một cái tiểu viện tử, chính là lão gia tử trước kia sinh bệnh nằm viện thường xuyên ở cái nhà kia. Tiêu Phàm không có vội vã tiến vào phòng bệnh, trước trong sân đi dạo một vòng. Xác định cái viện này phong thủy bố cục không có bị đến bất kỳ cải biến, cái này mới thoáng yên tâm. Xem ra tránh núp trong bóng tối tùy thời đối Tiêu gia xuất thủ người kia, hết sức cẩn thận, không dám ở kinh sư chi địa vọng động. Lão gia tử bảo vệ cấp bậc cao như thế, cũng không phải cái gì người đều có thể tùy ý tới gần, nhất là nằm viện trong lúc đó, cảnh vệ biện pháp càng là nghiêm mật.
dù coi như lấy Tiêu Phàm chi năng, nếu như không phải lão gia tử đích tôn, muốn tại nghiêm mật như vậy cảnh giới phía dưới, vô thành vô tức chui vào cái viện này, lại tiến hành phong thủy sát cục bày trận, cũng tuyệt đối không thể. Công nhiên đối Tiêu lão gia tử dạng này người có công lớn bất lợi, tuyệt đối là tìm chết tiết tấu. Nhưng mà mộ tổ cái kia phong thủy sát trận, tạo thành tổn thương thực tế quá lớn. Trong phòng bệnh yên tĩnh, Tiêu Phàm sau khi vào cửa, lão gia tử dựa lưng vào đầu giường, nửa nằm nửa ngồi, trên tủ đầu giường, trưng bày một chồng văn kiện, thư ký ngay tại cho lão gia tử pha trà nước. Trương y tá thì ở một bên trên ghế salon nhắm mắt nghỉ ngơi, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Nhìn cái này tư thế, lão gia tử tinh thần còn có thể, thư ký hẳn là vừa mới cho lão gia tử đọc qua văn kiện. Giống lão gia tử dạng này người có công lớn, thời thời khắc khắc chú ý quốc gia đại sự, chỉ cần tình trạng cơ thể cho phép, nghe văn kiện là mỗi ngày nhất định nhật trình an bài. Đa số thời điểm, là thuần túy trên ý nghĩa nghe văn kiện, không phát đồng hồ bất cứ ý kiến gì. Chỉ có đặc biệt vấn đề trọng yếu, lão gia tử mới có thể phát biểu ý kiến, tại trên văn kiện ký mấy chữ hoặc là viết một đoạn văn, từ thư ký hướng ngoại giới chuyển đạt. Nhưng loại tình huống này không thấy nhiều. Tiêu Phàm đẩy cửa đi tiến vào phòng bệnh, lúc đầu chính đang nhắm mắt dưỡng thần lão gia tử nhàn rỗi mở mắt. Cứ việc lão gia tử tuổi tác đã cao, lại tại mang bệnh, thân thể các khí quan vận hành trạng thái chắc chắn sẽ không quá tốt, thính giác khứu giác càng là thoái hóa nghiêm trọng. Nhưng loại này bách chiến nguyên nhung, bất cứ lúc nào, đều sẽ duy trì cực cao tính cảnh giác, kia thần kỳ giác quan thứ 6, cùng tình trạng cơ thể không quan hệ. Tiểu Phàm, đến rồi. Lão gia tử gầy gò trên mặt tràn ra vẻ tươi cười, chủ động cho Tiêu Phàm chào hỏi. Ra ra, Tiêu Phàm đi đến bên giường, ngồi xuống, cười ôn hòa, một cách tự nhiên cầm lão gia tử bàn tay khô gầy. Chỉ cần Tiêu Phàm về nhà, mỗi lần đều sẽ có động tác này. Người ở bên ngoài xem ra, đây là Tiêu Phàm hiếu thuận. Lão gia tử lại biết, Tiêu Phàm là muốn cho hắn bắt mạch. Đương nhiên, đây càng là hiếu thuận cụ thể thể hiện. Tiêu trưởng phòng, ngay tại pha trà nước thư ký mỉm cười cho Tiêu Phàm chào hỏi. Thư ký khoảng 40 năm tuổi, dị thường trầm ổn cá tính. Đối Tiêu gia mỗi cái thành viên, đều kiên trì xưng hô chức vụ, chỉ có niên kỷ quá nhỏ, chưa tham gia công tác hàng tiểu bối, mới xưng hô danh tự. Hoàng Bí Thư, Tiêu Phàm cũng là nho nhã lễ độ. Hoàng Bí Thư thuận tay nhiều rót một chén nước trà, cho Tiêu Phàm đưa tới. Trà là cực phẩm Long Tỉnh, chuyên cung cấp nhất lãnh đạo cấp cao người, chính tông nhất trà minh tiền trà. Tạ ơn, Tiêu Phàm khom người một chút, hai tay nhận lấy. Hoàng Bí Thư thở dài trong lòng, Tiêu gia vị này đích trưởng tôn, thực tế có chút đáng tiếc. Như thế nhã nhặn trầm ổn tính cách, thế gia hào môn đệ tử đời thứ ba bên trong coi là thật không nhiều, hết lần này tới lần khác muốn đi học đạo. Nếu như tham chính lời nói, liệu tất thành liền tuyệt không ở trước mắt trước cái gọi là kiệt xuất nhất mấy vị con cháu cách mạng đời thứ ba phía dưới. Vì thế, Tiêu bộ trưởng không biết phiền muộn bao nhiêu hồi. Đối Hoàng Bí Thư thầm than, Tiêu Phàm trong lòng tựa như gương sáng, nhưng không có tâm tư đi suy nghĩ. Lão gia tử mặc dù nhìn qua tinh thần muốn tốt một chút, mạch tượng phương diện, biến hóa không lớn, mấu chốt lão gia tử thể nội kia cỗ hung sát chi khí, không có chút nào tiêu trừ dấu hiệu. Đuôi lông mày tán loạn, hung văn ngang qua nhập miệng, điềm đại hung vẫn như cũ dị thường minh hiển. Xem ra mộ tổ phong thủy sát cục tạo thành nguy hại đã thành, dù coi như Tiêu Phàm đem sát cục phá vỡ, trong lúc cấp thiết, cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Người kia bố trí phong thủy sát trận cực khác thông thường. Hung thần tà lệ chi khí rất nặng, so với bình thường phong thủy thuật sư bố trí sát cục muốn lợi hại hơn nhiều. Cái này hay là bởi vì Tiêu lão gia tử cùng Tiêu Trạm bản thân là rất có cực quý tướng mệnh, Tiêu Phàm Tiêu Thiên huynh đệ đều là thiên tử mệnh, tăng thêm người kia khẩu vị quá lớn, muốn đem lão Tiêu nhà một nồi quái, nếu như chỉ là nhằm vào lão Tiêu ra một người nào đó xuất thủ, chỉ sợ sớm đã xảy ra bất trắc. Bày ra dạng này sát cục, thấy hiệu quả cực nhanh, mấy tháng ở giữa, nó hại đã thành. Nhưng muốn để mộ tổ phong thủy chậm rãi khôi phục, thấy hiệu quả liền chậm, về thời gian dài hơn nhiều. Thấy Tiêu Phàm song mi cau lại, lập tức lại giãn ra, lão gia tử mỉm cười hỏi, mấy ngày nay đi đâu rồi? Tiêu Phàm nói, ra một chuyến kém. Hắn nguyên bản không có ý định muốn giấu giếm lão gia tử, nhưng trước mắt đại địch trong bóng tối rình mò, nhưng lại không thể không đặc biệt cẩn thận. Cứ việc căn này trong phòng bệnh chỉ có 4 người, Hoàng Bí Thư cùng Trương Y Tá đều hẳn là rất đáng tin. Tiêu Phàm hay là lo lắng bọn hắn tại trong lúc vô tình tiết lộ mình đi Hồng Sơn thôn bí mật. Tại loại thời khắc mấu chốt này, Tiêu Phàm quyết không thể tùy tiện đem thân phận chân thật của mình bộc lộ ra đi. Bởi vì trời cơ che đậy, Tiêu Phàm không thể thôi diễn ra âm thầm ẩn tàng địch nhân đến cùng là thần thánh phương nào,
đồng dạng, người kia cũng thôi diễn không ra bí mật của hắn. Nếu như để kia người biết được lão Tiêu nhà cũng có một vị thuật pháp cao nhân, đối Tiêu Phàm đem càng thêm bất lợi. Địch tối ta sáng, binh gia tối kỵ. Lão gia tử ánh mắt sáng ngời nhìn qua hắn, chậm rãi nói, ta nghe nói, mấy tháng trước có người ở trên núi tu cái mộ viên, trước mấy ngày lại trùng tu một chút. Tiêu Phàm thoảng qua giật mình, nhìn về phía gia gia, không nói lời nào. Lão gia tử giải thích một câu, là sông Hán bất đồng chí trên báo cáo đến. Tiêu Phàm giật mình, tại Tiêu lão gia tử phụ mẫu mộ phần bên trên làm to chuyện, mặc kệ là nguyên nhân gì, sông Hán bất khẳng định phải đem tình huống này hướng lão gia tử báo cáo. Trầm ngâm một lúc, Tiêu Phàm nhẹ nói, gia gia, cá nhân ta ý kiến đâu, mộ viên sửa một cái cũng tốt, thuận tiện tế bái. Chỉ cần không làm cho quá xa hoa là được. Lão gia tử lại nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói Tiểu Phàm, nghiên cứu trung y châm cứu là chuyện tốt, quốc túy nha. Coi như nghiên cứu đạo gia kinh điển, đó cũng là quốc gia cho phép, người tại tông giáo cục đi làm, đây cũng là người bản chức làm việc. Về sau có rảnh, bồi gia gia tâm sự những sự tình này. Tiêu Phàm lại là giật mình, nhẹ nhàng gật đầu, nói, được rồi, gia gia, ta ghi nhớ ngài. Nói mấy câu, lão gia tử tựa hồ tinh lực có chút không xong, tựa ở đầu giường, có chút thở dốc. Tiêu Phàm liền âm thầm đem một sợi chân khí độ nhập lão gia tử thể nội, không có đi đụng dấu ở lão gia tử trong thân thể kia cỗ hung sát chi khí. Kia hung sát chi khí tạm thời ẩn mà chưa phát, Tiêu Phàm không dám vọng động, chỉ sợ vạn nhất khống chế không nổi, dẫn phát bất trắc. Coi như không có cái này trường kiếp nạn, lão gia tử cũng là tám mười mấy tuổi người, thân thể nội tình rất kém cỏi, nhưng chịu không được quá lợi hại dày vò. Lão gia tử tinh thần hơi tốt một chút, liền ở thời điểm này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Uông lão, Uông bí thư, mời tới bên này, là Tiêu Trạm cởi mở thanh âm. Hoàng bí thư sắc mặt biến hóa, bước nhanh hướng cổng nghênh đón, sớm đã đánh thức Trương y tá cũng liên tục không ngừng đứng dậy. Tiêu Phàm liền thấp giọng hướng lão gia tử nói, gia gia, là Uông gia gia cùng Uông bí thư đến thăm ngài. Lão gia tử có nghĩnh ngãng mau bệnh, đại đa số đã có tuổi lão nhân đều hoặc nhiều hoặc ít có chút nghĩnh ngãng, lão gia tử mang theo máy trợ thính, ngày bình thường thư ký niệm văn kiện, đều tương đối lớn âm thanh. Duy chỉ có Tiêu Phàm cùng lão gia tử nói chuyện, xem thường thì thầm, lão gia tử lại sẽ không nghe lầm một chữ. Cũng không có người để ý loại này chi tiết. Lão gia tử khóe miệng hiện lên một tia trào phúng chi ý, nhàn nhạt gật đầu. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Tiêu Trạm bồi tiếp một vị tóc tuyết trắng lão đồng chí cùng một vị năm mười mấy tuổi trung niên cán bộ đi đến. Hoàng bí thư liền vội vàng tiến lên mỉm cười chào hỏi, Uông lão tốt. Uông bí thư, Tiêu bộ trưởng, hào môn thế gia đối nhân xử thế đều có ý đã định, ở đây, Hoàng bí thư đại biểu cho Tiêu lão gia tử, Tiêu Trạm ngược lại biến thành khách nhân. Đương nhiên, mỗi cái thế gia quy củ đều có chỗ khác biệt, tùy từng người mà khác nhau. Được xưng là Uông lão đồng chí, tuổi chừng bát tuần, so Tiêu lão gia tử hơi trẻ mấy tuổi, thân hình cao lớn, eo rất xuôi thẳng, tóc mặc dù trắng bệch, lại là mặt đỏ lên, tinh thần cực dai, nhìn qua thể cốt so Tiêu lão gia tử rắn chắc nhiều, hướng kia một chạm, nghiêm nghị có uy. Mà được xưng là Uông bí thư trung niên cán bộ, lại cùng Uông lão gia tử khác lạ, gương mặt hơi có vẻ gầy cao, nhã nhặn. Mặt mang mỉm cười, lộ ra 10 điểm bình dị gần gũi. Hai vị này, Tiêu Phàm đều là nhận biết, một ngựa đi đầu Uông lão gia tử, chính là cùng Tiêu lão nổi danh Uông Kính bên trong đồng chí, thạc quả cận tồn mấy vị khai quốc người có công lớn một trong, ở trong nước chính đàn lực ảnh hưởng chi lớn, cùng Tiêu lão gia tử tướng so, cũng không kém bao nhiêu. Bất quá nghe đồn rằng, hai vị lão gia tử chính kiến không phải như vậy nhất trí, số trong 10 năm, thỉnh thoảng xuất hiện qua khác nhau thậm chí là tranh luận. Theo sát phía sau Uông bí thư, thì là Uông lão gia tử trưởng tử Uông Vĩ Minh, quan bái đông nam nào đó bớt bí thư, đứng hàng biên giới. Cùng Tiêu Trạm đồng dạng, là lấy Uông gia làm chủ chính trị đại phái hệ đời thứ hai người tiên phong nhân vật. Uông gia tình hình cùng Tiêu gia tình hình có chút tương tự, lão gia tử đều đức cao vọng trọng, tại cao tầng chính đàn có cực cao quyền uy, riêng phần mình trưởng tử đều là giới chính trị nhân tài kiệt xuất, ở chính bộ cấp cao vị, cũng là riêng phần mình đại phái hệ người phát ngôn. Uông Vĩ Minh còn có cái đệ đệ, là một nhà cỡ lớn công ty đa quốc gia tổng giám đốc, nhìn qua đã vứt bỏ chính tử thương, bất quá nhà kia công ty đa quốc gia đồng dạng có thâm hậu quan phương bối cảnh. Tiêu gia phụ tử, lão gia tử tính cách tương đối bình thản, uy nghiêm nội liếm, Tiêu Trạm thì thiết diện vô tư, tính cách tương đối hướng ngoại, lấy bàn tay sắt chứ danh. Uông gia phụ tử vừa vặn tương phản, lão gia tử thần thái uy vũ, yêu ghét rõ ràng, Uông Vĩ Minh lại nhã nhặn nhu hòa, bình dị gần gũi. Ngược lại cũng có hứng thú,
nhưng Đức đồng chí, người tốt, thấy Tiêu lão gia tử ngồi ở trên giường, Uông lão gia tử liền cười ha hả, lớn tiếng nói, 10 điểm cởi mở. Tiêu lão gia tử đại danh Tiêu Nhưng Đức, kính bên trong đồng chí, người tốt, Tiêu lão gia tử mỉm cười gật đầu, nhàn nhạt đáp lễ. Uông lão gia tử nhanh chân hướng trước giường bệnh đi tới, Tiêu Phàm liền khom người một chút. Uông gia gia, ngài tốt, a, à, ngươi là, đúng, ngươi là Tiêu Phàm. Ha ha, không sai không sai, ở đây bồi tiếp gia gia đâu, hảo hảo, rất hiếu thuận hài tử. Uông Kính bên trong cười ha hả, chủ động hướng Tiêu Phàm đưa tay ra. Bàn tay của hắn khoan hậu mềm mại, 10 điểm ấm áp. Chương 34, bệnh của gia gia sẽ tốt. Tiêu Phàm cơ hồ là thói quen dựng một chút Uông Kính bên trong mạch đập. Uông lão gia tử mạch tượng bình ổn hữu lực, lộ ra tình trạng cơ thể tốt vô cùng, cùng hắn tuổi thật tương đối mà nói, ít nhất phải trẻ tuổi 4-5 tuổi. Tại mấy vị đức cao vọng trọng người có công lớn bên trong, Uông lão gia tử tình trạng cơ thể, nguyên bản cũng chưa chắc đặc biệt xuất chúng. Mấy năm này, Uông gia xuôi gió xuôi nước, bọn nhỏ đều rất không chịu thua kém, nhất là Uông lão gia tử trưởng tôn Uông Thuật đều, tính cách giống hệt chính là cha Uông Vĩ Minh. Thiếu niên lão thành, có chút uy nghiêm nặng nề, niên kỷ cùng Tiêu Phàm tương tự, đã quan bái thực quyền chính sử cấp, tại một vị nào đó cự đầu văn phòng đảm nhiệm trọng yếu chức vụ. Bình thường mà nói, loại tình hình này tương đối hiếm thấy. Đương nhiệm bí thư tỉnh ủy nhi tử, khai quốc người có công lớn trưởng tôn, trực tiếp trở thành một vị nào đó cự đầu thư ký thành viên ban ngành, là tương đối phạm vào kỵ húy. Nhưng vị kia cự đầu, lại là công nhận Uông hệ đại lão, trước sân khấu nhân vật đại biểu. Là Uông lão gia tử dốc hết sức tiến cử đi lên. Uông Thuật đều đảm nhiệm thư ký của hắn, cũng liền 10 điểm thuận lý thành chương, có cái là bản phái hệ bồi dưỡng người nối nghiệp ý tứ. Uông đại thiếu bị kinh sư hào môn thế gia trưởng bối khen ngợi vì đệ tử đời thứ 3 tài năng xuất chúng nhất người, chí ít cũng là một trong. So ra mà nói, Tiêu Phàm loại này say mê tại phong kiến mê tín hào môn tử đệ, quả thực chính là vô đạo phản nghịch. Anh em nhà họ Tiêu, nhất quán bị thế gia trưởng bối làm mặt trái điển hình. Để mà giáo dục con cái của mình, tuyệt đối không được học anh em nhà họ Tiêu dáng vẻ. Nhất là Tiêu Một, quả thực chính là tự tuyệt tại hoạn lộ, một con đường đi đến đen, ngỗ nghịch bất hiếu về phần cực điểm. Ngược lại là Tiêu Hai, chỉ cần không còn hoàn khố bừa bãi, có lẽ còn có thể cứu. Uông gia cũng có ăn chơi thiếu gia, Uông Thuật đều đệ đệ Uông Hai, chính là cái hoàn khố trình độ không dưới Tiêu Hai hỗn trướng gia hỏa. Nhưng Uông Hai hoàn khố, đã sớm bị quang mang bắn ra bốn phía Uông lớn bao phủ. Vô người để ý với hắn. Đại tập đoàn vui vẻ phồn vinh, hậu thế lại không chịu thua kém, Uông lão gia tử tâm tình khoái trá, thân thể từ dù không sai. Uông lão gia tử về sau, Uông Vĩ Minh cũng chủ động đưa tay cùng Tiêu Phàm đem nắm, khích lệ nói, tiểu Tiêu A, rất không tệ, nghe nói ngươi tại nghiên cứu trung y thuật châm cứu, cái này rất tốt, là quốc túy, muốn phát dương quang đại. Một bên cùng đi Tiêu Trạm, sắc mặt liền hơi hơi trầm xuống một cái, có chút không vui. Đối ngoại tuyên dương Tiêu Trạm tại nghiên cứu trung y thuật châm cứu, tại lão Tiêu nhà mà nói, là bị buộc bất đắc dĩ, miễn cưỡng che lấp một chút thôi. Bình thường thế gia trưởng bối đều rất thức thời, tuyệt không tại Tiêu Trạm trước mặt nhắc tới cái đề tài này, miễn cho xấu hổ. Uông Vĩ Minh đầy mặt mỉm cười, nhìn qua là thật đang khích lệ Tiêu Phàm, nhưng ở Tiêu Trạm nghe tới, làm sao đều mang nói không nên lời mỉa mai chi ý. Đặc biệt cùng Uông Vĩ Minh nhi tử Uông Thuật đều một đôi so. Tiêu Phàm liền càng lộ ra ảm đạm phai mờ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Thử nghĩ 20 năm trôi qua, Uông Thuật đều đã thân cư cao vị, thụ mặc cho biên giới, trở thành uy phong hiển hách quyền lực nhân vật, miếu đường đại lão chỗ ngồi khách quý, cuộc sống xa hoa, hắn Tiêu Trạm nhi tử lại là cái mặc đạo bào vân du bốn phương lang trung, bị người triệu hoán mà đến, cho đại nhân vật châm cứu xem bệnh. Loại tương phản mảnh liệt này, gọi tâm cao khí ngạo Tiêu Trạm như thế nào tiếp nhận được. Tiêu Phàm ngược lại là cũng không thèm để ý, mỉm cười khiêm tốn hai câu. Uông gia gia, Uông bí thư, mời ngồi. Nói thì nói như thế, trước giường bệnh chỉ có một cái ghế, hắn tặng cho Uông lão gia tử, cũng không có lại muốn đi chuyển một cái ghế tới ý tứ. Tiêu Một Thiếu làm người nhã nhặn, thái độ khiêm tốn, chính là thiên tính cho phép, lại không có nghĩa là hắn sẽ cúi người làm người phục vụ. Kia tuyệt không phải Tiêu gia trưởng tôn, vô cực môn trưởng giáo truyền nhân nên làm sự tình. Hoàng bí thư tự nhiên không thể giống Tiêu Một Thiếu như thế ngạo khí, liên tục không ngừng chuyển hai cái ghế dựa tới, đặt ở Uông lão gia tử vị trí đầu dưới. Tiêu Trạm miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, đối Uông Vĩ nói rõ nói, Uông bí thư, mời ngồi. Tiêu bộ trưởng khách khí, Uông Vĩ Minh mỉm cười, theo lời ngồi xuống. Nhưng Đức đồng chí, thế nào? Cảm giác rất nhiều đi.
Uông lão gia tử ngồi xuống, liền lớn tiếng hỏi, thần sắc có chút lo lắng. Hai vị lão gia tử cứ việc chính kiến không hợp, dù sao mấy chục năm bằng hữu, Uông lão gia tử cũng là qua tuổi bát tuần, hiển nhiên bên người lão đồng chí lão bằng hữu từng cái tàn lụi, trong đầu rất khó chịu. Tiêu lão gia tử mỉm cười, nói ta ơn kính bên trong đồng chí quan tâm, ta đây cũng là bệnh cũ. Người này a, một đã có tuổi, thể cốt liền không nghe chỉ huy nha. Cái gì mau bệnh cũng dám đến khi phụ ngươi, bất quá cũng không có gì, năm đó cùng phái phản động đánh, cùng Nhật Bản quỷ tử đánh, Mỹ quốc lão đánh nhau, nhiều như vậy bom đạn đều không muốn ta lão tiêu mệnh, điểm này mau bệnh tính được cái gì. Ngữ khí nhu hòa, thực chất bên trong đầu ngạo khí nhưng cũng rõ ràng hiển lộ ra. Hai vị lão gia tử tư lịch đều rất già, bất quá Tiêu lão gia tử kinh lịch chiến đấu, so Uông lão gia tử càng nhiều hơn một chút. Tương đối mà nói, tại chiến tranh niên đại, Uông lão gia tử đa số thời điểm làm chính là hậu phương làm việc. Tiêu lão gia tử chủ yếu là ở tiền tuyến, cho tới nay trong thân thể còn lưu lại tiểu quỷ tử cây dưa hồng lựu đạn hai mảnh vụn. Bất quá cái kia hướng lão gia tử ném lựu đạn tiểu quỷ tử cũng không có lấy tốt, bị lão gia tử trở tay một súng cho quật ngã tại kia. Uông lão gia tử sắc mặt có chút ngưng lại, Tiêu lão gia tử ý tứ trong lời nói này, hắn như thế nào nghe không hiểu. Mặc dù nói, chiến tranh đánh chính là hậu cần, nhưng đó là quân sự nhà nghiên cứu tổng kết ra kinh nghiệm, tại chiến tranh chân chính niên đại, tiền tuyến chỉ huy và chiến sĩ tại nhân viên hậu cần trước mặt, luôn là có một loại nào đó vi diệu tâm lý ưu thế. Dù sao một cái ở hậu phương tổ chức lương thảo đạn dược, một cái lại tại phía trước bưng lưỡi lê cùng quỷ tử mặt đối mặt làm, càng thêm trực diện máu tươi cùng tử vong. Kính bên trong đồng chí, thân thể ngươi còn tốt đó chứ? Cũng là 80 tuổi người, phải chú ý bảo dưỡng a. Một câu chưa tất, Tiêu lão gia tử liền đảo khách thành chủ, hỏi thăm về Uông lão gia tử tình trạng cơ thể đến, nhìn qua, tinh thần có chút sức khỏe dồi dào. Này chủ yếu là quy công cho Tiêu Phàm vừa mới cho hắn vượt qua chân khí. Tiêu lão gia tử tính cách chính là như thế, nhìn qua bình dị gần gũi, lại thời thời khắc khắc nắm chắc quyền chủ động. So ra mà nói, Tiêu lão gia tử tại tầng cao nhất lực ảnh hưởng, hay là tại Uông lão gia tử phía trên? Chỉ là hai vị lão nhân nhà sớm đã lui xuống đến, quá nhỏ tiết đồ vật, cũng không có người đi so đo. Lẫn nhau ở giữa cạnh tranh, chủ yếu là tại tử tôn bối ở giữa triển khai. Uông kính bên trong cười ha ha một tiếng, nói tạ ơn nhưng nước đồng chí quan tâm, thân thể ta cũng không tệ lắm, ăn được ngủ được. Đương nhiên, đến cái tuổi này, bệnh này a, không chừng lúc nào nói đến là đến, ai biết được. Tiêu lão gia tử mỉm cười gật đầu, lại chuyển hướng Uông Vĩ Minh, hỏi, Vĩ Minh đồng chí, tỉnh lý làm việc vẫn thuận lợi chứ? Uông Vĩ Minh bận bịu tức khom người một chút, 10 điểm kính cẩn đáp, Tiêu lão, tỉnh lý làm việc coi như tương đối thuận lợi. Mấu chốt là đội ngũ cán bộ kiến thiết, nhất định không thể buông lỏng, nhất định phải nắm chặt, vồ xuống thực. Đúng vậy, Tiêu lão, chúng ta nhất định chứng thực tốt chỉ thị của ngài. Hôm nay trước đến thăm Tiêu lão gia tử, đối với Uông Vĩ Minh mà nói, chính là để bên trong phải có chi ý. Mặc kệ hai vị lão gia tử chính kiến làm sao không hòa, cũng mặc kệ hai cái lớn giữa gia tộc như thế nào minh tranh ám đấu, trên mặt mũi những vật này, vẫn là phải giảng cứu. Tiêu lão gia tử nằm viện trong lúc đó, cơ hồ tất cả tại chức lãnh đạo chủ yếu cán bộ cùng hiển hách hào môn thế gia đời thứ hai tử đệ nhân vật đại biểu, đều đến bệnh viện tới thăm qua. Bất quá Uông lão gia tử tự mình giá lâm, lại là đầu một cái. Mấy vị khác lão gia tử thể cốt, chưa hẳn thấy liền so Tiêu lão gia tử tốt hơn chỗ nào. Lúc đầu Tiêu lão gia tử thân thể tính là không sai, không phát sinh loại này ngoài ý muốn, dựa theo Tiêu Phàm thôi diễn, làm gì 3 năm 5 số tuổi thọ thiếu không được. Tình huống bây giờ đương nhiên khác nhau rất lớn. Tiêu Trạm hết sức chăm chú nghe nhà mình lão gia tử cùng Uông lão gia tử Uông Vĩ Minh phụ tử nói chuyện, Tiêu Phàm lực chú ý lại toàn đặt ở ba người tướng mạo khí sắc phía trên. Nhìn qua, Uông lão gia tử là 10 điểm trường thọ dấu hiệu. Hiện tại còn xa xa chưa từng đi đến điểm cuối của sinh mệnh thời kỳ. Đối với hào môn thế gia đại tộc mà nói, đây là mạnh nhất hữu lực thịnh vượng cam đoan. Uông Vĩ Minh tóc hơi có vẻ thưa thớt, nhưng nhan sắc đen bóng, rõ ràng không phải nhuộm. Cái trán thủy mị rộng lớn, trời bên trong không rảnh, nhật nguyệt giác to lớn, chủ quý tướng. Nhất là giữa trán đầy đặn, ấn đường chỗ ẩn ẩn có tử khí mờ mịt, càng là cực quý dấu hiệu, hoạn lộ bên trên rõ ràng chưa đạt đến đỉnh phong. Thuần lấy tướng mạo mà nói, Uông Vĩ Minh ngày khác chắc chắn địa vị cực cao. So ra mà nói, Tiêu Trạm tướng mạo và mấy ngày trước so sánh, cũng có chút biến hóa, ấn đường chỗ kia cỗ hung sát chi khí, có chỗ ẩn liếm, không bằng trước mấy ngày rõ ràng như vậy, nhưng cũng chưa từng tiêu trừ.
mũi thở chỗ huyết quang cũng ẩn nấp xuống dưới, như ẩn như hiện. Tình hình mặc dù hơi có chuyển biến tốt đẹp, lại cũng chỉ là thoảng qua đem điềm giữ đẩy về sau riêng một đoạn thời gian, tránh là tránh không khỏi. Tiêu Phàm lòng trầm xuống, xem ra hắn đối mộ tổ phong thủy sát trận uy lực đoán chừng phải còn chưa đủ. Lão gia tử dù sao tuổi tác đã cao, tuổi thọ không vĩnh có lẽ còn có thể quy kết làm quy luật tự nhiên, nhưng Tiêu Trạm tướng mạo vẫn như cũ như thế hung hiểm, lại tuyệt không phải tự nhiên chi lực. Ẩn núp trong bóng tối tên kia địch nhân, quả nhiên so hắn dự liệu càng thêm lợi hại. Có lẽ không chỉ một người, bất kỳ một cái nào phong thủy lưu phái, muốn truyền thừa xa xưa, đệ tử quá ít là không được, không chịu nổi bất luận cái gì ngoài ý muốn đả kích. Nhất là loại kia đơn truyền, quả thực liền có chút khôi hài. Lại không cần phải nói giang hồ hiểm ác, nhưng là phong thủy kham dư tiết lộ trời cơ đưa tới thiên phạt chi lực, liền có khả năng đem vị này tân tân khổ khổ bồi dưỡng được đến truyền nhân lập tức liền cho chôn vùi. Tiêu Phàm nghe sư phụ nói qua, Phổ Cực môn đời thứ 64 đệ tử, xa xa không chỉ hắn một người, thậm chí có sư huynh so hắn lớn mấy chục tuổi, đồ tử đồ tôn đều không ít. Phổ Cực môn mấy ngàn năm truyền thừa sử thượng, cũng xác thực xuất hiện qua mấy lần tình hình như vậy, chính là bị đặt vào kỳ vọng cao trưởng giáo truyền nhân ngoài ý muốn nổi lên, bất đắc dĩ từ đệ tử khác chi bên trong chọn lựa một vị kế nhiệm trưởng giáo. Phàm là loại tình hình này, tất nhiên sẽ tạo thành tông môn suy sụp một đoạn thời gian, dù sao trưởng giáo đệ tử là đạt được truyền thừa hoàn chỉnh nhất. Lớn chừng một khắc sau, Trương y tá rất huyền chuyển đưa ra ý kiến, nói thủ trưởng cần nghỉ ngơi nhiều. Uông lão gia tử cùng Uông Vĩ Minh liền là đứng dậy cáo từ, Tiêu Trạm cùng Tiêu Phàm tự mình đưa đến nguyệt cửa chỗ, lại trở lại phòng bệnh, lại phát hiện lão gia tử đã nằm xuống, mới vừa rồi còn hơi có vẻ mặt đỏ thắm sắc đã biến thành màu nâu xanh, lộ ra 10 điểm dã rời. Lão gia tử là lên dây cót tinh thần tại ứng đối, không nghĩ tại Uông gia phụ tử trước mặt yếu khí thế. Tiêu Trạm lập tức liền lo lắng, cha, yên tâm đi, bệnh của gia gia sẽ tốt. Tiêu Phàm nhẹ nói, trên trán tràn đầy vẻ kiên nghị. Chương 35, tắm rửa trai giới. Vừa về tới chỉ thủy xem, Tiêu Phàm lập tức tiến vào nhập mật thất dưới đất, bắt đầu bế quan. Chỉ thủy xem dưới mặt đất kiến trúc diện tích, thậm chí so đồng hồ kiến trúc diện tích còn rộng lớn hơn. Từ Tiêu Phàm thường ngày sinh hoạt thường ngày mật thất, giá sách sau một đầu lối đi bí mật tiến vào, đi tới một cái bốn vách tường dai không căn phòng, lại mở ra tiến vào xuống dưới đất thất cơ quan. Cơ quan cũng không phức tạp, yêu cầu duy nhất chính là nhất định phải lấy tinh thuần hạo nhiên chính khí mở ra. Hạo nhiên chính khí là Vô Cực môn lịch đại trưởng giáo tổ sư hộ thể thần công. Tầng hầm có dòng giã ba gian to lớn mật thất, để mà cất giữ Vô Cực môn các loại điển tịch. Tất cả điển tịch, hợp lại cùng nhau, chính là Vô Cực thuật tàng. Tiêu Phàm là mang theo từ mộ tổ thu hồi lại kia 5 mảnh bày trận pháp khí tiến vào xuống dưới đất thất. Tân Lâm biết, hắn nghĩ từ hãn như yên hải trong điển tịch tìm kiếm manh mối. Cứ việc Tiêu Phàm là Tân Lâm từ lúc chào đời tới nay gặp qua thiên phú cao nhất kỳ tài, nhưng dù sao não người không phải máy tính, Tiêu Phàm lại như thế nào siêu quần bạt tụy, cũng không có khả năng tại thời gian 20 năm bên trong, đem tràn đầy 3 phòng Vô Cực thuật tàng đều thật sâu khắc vào trong óc. Huống chi phía trước 10 năm, hắn còn phải như cái học sinh bình thường đồng dạng, hoàn thành mình việc học, mặc dù hắn hoàn toàn có thể tại trên lớp học hoặc là sau khi tan học nghiên tập Vô Cực môn điển tịch, tóm lại vẫn là phải phân tâm. Cho đến thi lên đại học, tiến vào đạo giáo học viện, Tiêu Phàm mới có thể đem tất cả thời gian tiêu vào đối Vô Cực thuật tàng nghiên cứu phía trên. Tiêu Phàm tinh lực chủ yếu, hay là nhằm vào Vô Cực chín tướng thiêng nghiên tập đi, đối với cái khác tướng thuật phong thủy xem bói lưu phái nghiên cứu, chỉ làm hắn nghiên tập Vô Cực chín tướng thiên tham khảo. Tân Lâm tự mình gánh vác lên chiếu cố Tiêu Phàm sinh hoạt hàng ngày sinh hoạt thường ngày trách nhiệm. Rất cẩn thận mà đem ngũ phẩm lá giã sơn sâm cắt thành tinh tế phiến mỏng. Chứa ở tinh xảo mâm sứ bên trong, bày ra tại Tiêu Phàm tiện tay địa phương, Tiêu Phàm mệt mỏi, khẽ vươn tay liền có thể bắt được miếng nhân sâm. Ngoài ra, một ngày 3 bữa đều là Tân Lâm tự mình xử lý, đem hạt thông, lỏng ma, hạt sen, đen hạt vừng, hoàng kỳ, củ khoai cùng đại bổ nguyên khí đồ ăn dược phẩm trộn lẫn lấy rùa đen thịt hầm nát, đưa đến Tiêu Phàm trong tay. Dù là như thế, Tân Lâm vẫn như cũng nhìn thấy Tiêu Phàm một chút xíu tiểu tụy xuống dưới, bên môi mọc ra một vòng thanh thanh gốc râu cằm. Vẻn vẹn 3 ngày, thật giống như lão mấy tuổi. Tân Lâm không dám khuyên, Tiêu Phàm loại nam nhân này, bình thản là chân bình hòa, bướng bỉnh cũng là thật bướng bỉnh. Người thành đại sự đều có một cái đặc điểm, đó chính là đặc biệt cầm được định chủ ý, một khi quyết tâm đã định, bất kỳ người nào khuyên nhủ đều không làm nên chuyện gì, sẽ chỉ nhiễu loạn tinh thần của hắn. Đệ tứ thiên, Tân Lâm bưng một bát nóng hồi hồi thịt rùa canh đi tiến vào tầng hầm,
phát hiện Tiêu Phàm đã buông xuống sách vở, hai tay chắp sau lưng, ở trong mật thất chậm rãi dạo bước, khí sắc so với hôm qua tốt hơn nhiều. Tìm tới manh mối rồi. Tân Lâm đem thịt rùa canh giao đến Tiêu Phàm trong tay, nhẹ giọng hỏi. Tiêu Phàm chậm rãi lắc đầu, từng miếng một mà ăn xong thịt rùa canh, thở phào một hơi, nói, già nhi, chuẩn bị tắm rửa, trai giới một ngày. Tân Lâm lấy làm kinh hãi, nói, ngươi còn muốn tính toán. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, nói ta không có thời gian lại tìm manh mối. Tân Lâm yên lặng gật đầu, nàng biết việc này đã quan hệ đến toàn bộ Tiêu thị đại gia tộc sinh tử tồn vong, lão gia tử còn tại nằm viện, nguy cơ lửa xém lông mày, Tiêu Phàm tu hành lại sâu, định lực mạnh hơn, cũng tuyệt không cách nào ngồi yên không lý đến. Tiêu Phàm thường ngày sinh hoạt thường ngày tĩnh tọa mật thất, kỳ thật cũng là phòng xếp, sát vách liền có một cái thiên nhiên suối nước nóng bể tắm, không lớn, có thể dung nạp 2 đến 3 người tắm rửa. Ngày bình thường cái này suối nước nóng bể tắm từ Tiêu Phàm cùng Tân Lâm dùng chung, tự nhiên tắm rửa lúc là tách ra. Nhưng Tiêu Phàm chính thức trai giới tắm rửa lúc ngoại lệ. Toàn bộ phòng tắm mây trưng sương mù quấn. Phòng tắm là trải qua đặc biệt thiết kế, sương mù sẽ không từ nóc nhà phát ra, mà là từ quạt hút rút nhập dòng nước ngầm. Không phải cư dân phụ cận, coi như từ mảnh này rừng trúc con đường phía trước qua, cũng tuyệt đối không biết trong này ẩn giấu đi một cái đạo quán nhỏ. Tiêu Phàm ngâm tiến vào bể tắm. Nhìn qua, Tiêu Phàm nhã nhặn thanh tú, cũng không khôi ngô cường tráng, trên thực tế, Tiêu Phàm dáng người cao, cơ bắp khỏe đẹp cân đối, chỉ là màu da tương đối trắng nõn, cùng trong phòng thể hình khỏe đẹp cân đối tiên sinh màu đồng cổ làn da có chỗ khác biệt. Hai tên hai mười mấy tuổi tuổi trẻ nữ lang đi tiến vào phòng tắm, chuẩn bị vì Tiêu Phàm tắm rửa. Toàn bộ chỉ thủy xem, trừ Tân Lâm bên ngoài, còn có 6 tên nữ tử phụ trách các hạng công việc thường ngày, đều là Tân Lâm từ Thất Diệu Cung mang tới. Có chút của hồi môn nữ y tứ. Tân Lâm là Thất Diệu Cung cung chủ bại bởi chỉ thủy tổ sư lễ vật, dựa theo hai vị trưởng môn lời quân tử, Tân Lâm cần vì Tiêu Phàm hộ pháp 7 năm. 7 năm kỳ đầy, Tiêu Phàm không việc gì, Tân Lâm liền có thể trở về bản môn. Phần này lễ vật, nhiều năm trước chỉ thủy tổ sư liền đã thắng tới tay, chẳng qua là lúc đó Tân Lâm niên kỳ còn trẻ con, công pháp chưa từng đại thành. Chỉ thủy tổ sư đồng ý Tân Lâm tiếp tục lưu lại Thất Diệu Cung tu luyện. 3 năm trước đây, Tân Lâm nghệ đầy xuất sư, liền là đúng hẹn đi tới chỉ thủy xem. Tân Lâm chỉ phụ trách vì Tiêu Phàm hộ pháp, kia 6 tên nữ tử, thì là vì hầu hạ Tân Lâm. Chỉ thủy tổ sư đều có thể để mắt tiền đặt cược, tổng cũng không thể là Thất Diệu Cung một tên đệ tử tầm thường. Tiêu Phàm nửa nằm nửa tựa ở trong bồn tắm, nhắm mắt dưỡng thần. 3 ngày không ngủ không nghỉ, đọc qua các loại điển tịch, thỉnh thoảng lấy chân khí điều tra kia mấy món pháp khí, có phần hao tâm tốn sức nghĩ. Lấy Tiêu Phàm nội tức chi thâm hậu, cũng cần tĩnh dưỡng thật tốt mấy canh giờ, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Hai tên tuổi trẻ nữ lang đi tới bể tắm bên cạnh, cởi guốc gỗ, đang chuẩn bị xuống nước, Tân Lâm đi đến, nhẹ nhàng khoát tay. Hai tên nữ lang liền là có chút khom người, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Tân Lâm một thân nguyệt lụa mỏng màu trắng váy dài, tóc đen khoác vẩy, chân trụi trắng bóp hai chân, chậm rãi đi tới, khúc dưới hai đầu gối. Nhẹ nhàng tại bể tắm bên cạnh quỳ xuống, bưng lên Tiêu Phàm cánh tay. Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, nói, già nhi, ngươi là Thất Diệu Cung thánh nữ. Tân Lâm lạnh nhạt nói, kia lại có quan hệ gì? Tiêu Phàm không khỏi im lặng, Thất Diệu Cung thánh nữ, địa vị đáng tôn sùng cỡ nào? Từ trước đều là Thất Diệu Cung chủ thứ nhất thuận vị người thừa kế, cũng chính là dự trữ cung chủ. Thất Diệu Cung trừ cung chủ bên ngoài, lấy thánh nữ thân phận tôn quý nhất. Trong 7 năm qua, ngươi nếu là xảy ra ngoài ý muốn, ta cũng không sống được. Tân Lâm lại tựa hồ rất tùy ý nói. Đây đúng là chỉ thủy tổ sư cùng Thất Diệu Cung chủ ước định, chỉ thủy tổ sư lấy cực cao minh thủ pháp, tại Tiêu Phàm cùng Tân Lâm trên thân dưới đồng mệnh cấm chế. Tân Lâm vì Tiêu Phàm mạo xưng nhâm hộ pháp trong 7 năm qua, Tiêu Phàm nếu là xuất hiện bất trắc, Tân Lâm cấm chế trên người lập tức phát động. Đương nhiên, cấm chế này là đơn hướng, chỉ đối Tân Lâm hữu hiệu, đối Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì chế ước. Tiêu Phàm kỳ thật cũng không tán thành làm như vậy, nhưng lệnh của sư phụ, lại không thể vi phạm. Già nhi, cấm chế kia, là sư phụ dưới, ta phá giải không được, chỉ có sư phụ lão nhân gia ông ta mới có thể tự mình phá giải. Tiêu Phàm rất áy náy nói, nếu như hắn có thể phá giải, đã sớm cho giải khai. Tiêu Phàm tuyệt không nguyện nô dịch bất luận kẻ nào, lại càng không cần phải nói nô dịch Tân Lâm. Không sao, cái này đều là lúc trước các sư phụ ước định. Tân Lâm bình tĩnh nói. Không chút phật lòng, giơ tay lên bên cạnh lụa mỏng, trong suối nước nóng ngâm một chút, đắp lên Tiêu Phàm ngoài miệng.
Tiêu Phàm bên môi đã dài một vòng gốc râu cằm. Ngươi an tâm nằm xong, buông lỏng chút, không muốn lại hao tâm tốn sức. Tân Lâm nói, bắt đầu cho Tiêu Phàm tắm rửa, động tác nhu hòa vô so. Cho Tiêu Phàm lau xong thân trên, Tân Lâm vô thanh vô tức xuống đến trong bồn tắm, suối nước nóng lập tức đưa nàng người khoác lụa mỏng đều ướt nhẹp, áp sát vào trên thân, thướt tha uyển chuyển dáng người hoàn toàn bày biện ra đến, quả nhiên là tăng một phân thì quá mập, giảm một phân thì quá gầy. Tân Lâm quăng ra bao trùm tại Tiêu Phàm ngoài miệng khăn lụa, bạch quang lóe lên, trong tay nhiều một thanh tinh xảo tiểu đao, lưỡi dao sắc bén vô song. Cúi người xuống, đao nhẹ nhàng dán tại Tiêu Phàm má một bên, một chút xíu cho hắn thổi mạnh râu ria. Tiêu Phàm hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, tiệp mao cùng mí mắt lại có chút lay động. Đừng nhúc nhích, đao rất sắc bén. Tân Lâm nhìn không được cảnh cáo một câu, tiêm tiêm tay nhỏ cũng có chút run. Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên. Lấy thất diệu cung thánh nữ thân thủ, lại sắc bén đao ở trong tay nàng, cũng là linh xảo vô so, đừng bảo là cho hắn cạo râu, liền xem như cạo tận 3000 phiền não tia, cũng chỉ là trong chớp mắt sự tình. Xem ra, cô nương nội tâm cũng giống như hắn, cũng không như bên ngoài đồng hồ bình tĩnh như vậy bình yên. Ừm, được rồi, lại biến xinh đẹp. Một thời gian uống cạn chung trà quá khứ, nhìn qua Tiêu Phàm sạch sẽ gương mặt cùng cằm, Tân Lâm nở nụ cười xinh đẹp, thấp giọng nói, ngẹo đầu thưởng thức một chút, lại không biết là đang thưởng thức thủ nghệ của mình hay là đang thưởng thức Tiêu Phàm dung nhan. Tiêu Phàm cánh tay khẽ động, bỗng nhiên cầm Tân Lâm tinh xảo nhu đề. Vào tay ấm áp, phảng phất giống như không xương. Ở chung 3 năm, đây là Tiêu Phàm lần thứ nhất nắm chặt Tân Lâm tay nhỏ, như vậy dùng sức, hai mắt cũng mở ra đến, yên lặng nhìn lại nàng. Tân Lâm xinh đẹp gương mặt, nhàn rỗi ở giữa hiện lên hai đóa diễm lệ hồng hà, như thế kiểu mị, thật dài tiệp mao không ngừng rung động, không dám nhìn tới Tiêu Phàm hai con ngươi. Già, Tân Lâm không nên, hàm răng trắng noãn, nhẹ khẽ cắn chặt mình môi dưới, ôn nhu sóng mắt, tại hắn tuấn lãng trên mặt cực nhanh đảo qua, như là bị hoảng sợ thỏ con, nhàn rỗi liền bay xa. Phòng tắm bầu không khí, bỗng nhiên trở nên kỳ dị vô so. Một lát, Tiêu Phàm chậm rãi buông ra mình tay. Hít sâu một hơi, ánh mắt nặng lại trở nên thanh tịnh tĩnh mịch. Dưới mắt, thời điểm thật không đúng. Hắn nhất định phải lấy hoàn mỹ nhất trạng thái, đến tiến hành bước kế tiếp cực kỳ trọng yếu thôi diễn. Tân Lâm cũng rất nhanh liền chấn định tâm thần, xinh đẹp trên mặt hồng hà dần dần ẩn lui, cầm lấy lụa mỏng, chậm rãi cho Tiêu Phàm lau sạch lấy cường tráng thân thể, động tác vẫn như cũ nhu hòa tỉ mỉ, hai tay cũng đã biến phải ổn định dị thường. Từ phòng tắm ra, Tiêu Phàm như có lẽ đã khôi phục thần thái. Thay đổi khô mát bông vải sợi đay quần áo, ngồi xếp bằng tại sạch sẽ gọn gàng trên giường gỗ, hai mắt khép hờ, bắt đầu thổ nạp hô hấp, đà tọa nhập định. Tân Lâm cũng trở lại mình trên giường gỗ, hai chân ngồi xếp bằng, hai tay tại nơi bụng, một tay ngồi chỗ cuối, một tay dựng đứng, đều nắm bắt pháp quyết, lẳng lặng thổ nạp vận hơi thở. Chuôi này cực mỏng cực nhỏ nhuyễn kiếm, liền đặt ở trong tay ba tấc chỗ, hàn quang lóa mắt. Hắc Lân ghé vào Tiêu Phàm lún xuống. Toàn thân lông tóc xóa tung lỏng, vẫn như cũ là dáng vẻ lười biếng, ngẫu nhiên thêm một chút mình móng vuốt. Trong mật thất, yên lặng như tờ. Chương 36, Máu tướng chi thuật thượng. Ngày kế tiếp buổi trưa, Tiêu Phàm cùng Tân Lâm lần nữa tiến vào nhập mật thất dưới đất. Giữa trưa là một ngày dương hót nhất thịnh chi lúc, cũng địa khí thịnh vượng nhất thời điểm. Tắm rửa trai giới một ngày một đêm, Tiêu Phàm tinh khí thần đều đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất, tinh thần sung mãn, trên mặt bảo quang trầm tĩnh. Đây là chỉ thủy xem dưới mặt đất kiến trúc chính trung tâm một gian mật thất chính giữa, trưng bày một chương gỗ tử đàn án, đàn mộc bàn trà một bên, là một cái quy hình lư đồng, trình tím đen chi sắc, kiểu dáng cực kỳ cổ phác. Toàn bộ mật thất mặt đất, là đen trắng hoàng tam sắc trứng ngỗng thạch phô thành hỗn độn đồ, cùng Tiêu Phàm thường ngày sinh hoạt thường ngày cái gian phòng kia mật thất bên trong hỗn độn đồ hơi có sự khác biệt. Hỗn độn đồ án, nguyên bản liền thiên biến vạn hóa, không có có ý đã định. Mật thất thành hình lục giác, phía chính bắc có một tôn thổ hoàng sắc tượng nặn, phục sức kỳ cổ, dung mạo gầy gò, dưới hàm ba tròm râu dài, thần thái sinh động. Nhìn thật kỹ, cái này tượng nặn là lấy nguyên một khối hoàng ngọc điêu thành. Tô hướng phía trước là một hồ sơ bàn, bên trên bày ra một cái cổ phát thanh đồng lư hương. Tượng nặn không có điêu khắc danh tự, cũng không có thần chủ. Cái này tượng nặn là chỉ thủy tổ sư tự tay điêu khắc mà thành. Cung phụng chính là vô cực môn đời thứ nhất khai phái tổ sư vô cực thiên tôn. Vô cực thiên tôn phía sau trên vách tường, còn có từng cái tiểu nhân điện thờ, cung phụng thì là vô cực môn lịch đại trưởng giáo tổ sư, đều xuất từ triệu chỉ thủy chi thủ. Y theo vô cực thuật tàng bên trong, lịch đại tổ sư chân dung điêu khắc mà thành.
chỉ thủy tổ sư chạm trổ cực kỳ tinh xảo, dân quốc thời kỳ, nghe nói hắn tự tay điêu khắc một cái tiểu vật kiện, còn vẻn vẹn chỉ là cái đồ trang sức, không phải phát ra ánh sáng pháp khí, đưa cho một vị bằng hữu, về sau vị bằng hữu kia bị hồi lộc tai ương, quẫn bách đến cực điểm, đem cái kia nho nhỏ ngọc hồ lô xuất thủ, thế mà đổi được 3.000 đại dương. Bất quá chỉ thủy tổ sư điêu khắc tiểu đồ trang sức đều là hưng chi sở trí, chưa từng dựa vào cái này ôm tài, hắn điêu khắc đồ trang sức cùng phát ra ánh sáng pháp khí, đều là đưa tặng cho người hữu duyên. Tiêu Phàm chậm rãi đi tới cung phụng tường trước, uốn gối quỳ xuống, đầu dạp xuống đất, miệng lẩm bẩm bái ba bái. Đứng dậy, tự tay tại pho tượng trước đèn trong bên trên nhóm lửa ba nén hương nến, cung phụng tại lịch đại trưởng giáo tổ sư linh thiền. Lại bái mà lên, trở lại bàn trước, đối mặt vô cực thiên tôn giống, khoanh chân ngồi xuống, trầm giọng nói, đốt hương. Tân Lâm nhẹ nhàng đi tới lư hương trước đó, hai đầu gối một khúc, lấy ra đàn hương điểm lên. Tiêu Phàm sắc mặt nghiêm túc, đem ba cái hắc ngọc hộp tại trước mặt xếp thành một hàng, từ cái thứ nhất đen trong hộp ngọc lấy ra một cái lục sắc chỉ điểm, chậm rãi mặc lên ngón giữa tay phải. Kia chỉ điểm toàn thân xanh biếc, đem Tiêu Phàm nửa người đều chiếu rọi phải xanh mơn mởn, như là xoa một tầng thúy lục nhan sắc. Tân Lâm nhận biết cái này chỉ điểm, đây là vô cực môn trấn giáo tam bảo một trong tạo hóa điểm. Bất quá theo Tiêu Phàm nói, cái này tạo hóa điểm không phải chính phẩm, mà là hàng nhái. Từ vô cực môn đời thứ 36 trưởng giáo tổ sư tự tay chế tác. Chân chính tạo hóa điểm, đã tại ngàn năm trước liền di thất, một mực không thể tìm trở về. Tạo hóa điểm chẳng những là vô cực môn trấn giáo tam bảo một trong, cũng là vô cực môn trưởng giáo tín vật. Cái này tạo hóa điểm mang tại trên tay người nào, người đó là vô cực môn đương đại trưởng giáo. Chỉ thủy tổ sư dạo chơi trước đó, trịnh mà trọng chi đem tạo hóa điểm cho Tiêu Phàm đeo tại trên tay. Nói cách khác, từ lúc kia bắt đầu, Tiêu Phàm trên thực tế đã là vô cực môn trưởng giáo chân nhân, chỉ thủy tổ sư đã đem vị trí trưởng giáo chính thức truyền thụ cho hắn. Cái này tạo hóa điểm, Tiêu Phàm bình thường cũng không thường thường mang theo trên tay, mà là chôn ở mật thất dưới mặt đất linh tuyển chi nhãn bên trong tẩm bổ. Tạo hóa điểm sở dĩ có thể trở thành trấn giáo tam bảo một trong, cũng là bởi vì nó có thể hội tụ thiên địa linh khí, lại trả lại cho người đeo. Tại linh tuyển chi nhãn bên trong tẩm bổ thời gian càng dài, hội tụ thiên địa linh khí liền càng đục dày, đối người đeo linh khí bổ sung càng có công hiệu. Cái thứ hai đen trong hộp ngọc lấy ra chính là huyền vũ giáp. Tiêu Phàm đem huyền vũ giáp thả tại tay trái vị trí. Cái thứ ba hắc ngọc hộp cũng bị mở ra, lập tức một cỗ nồng đậm vô so mùi thuốc nháy mắt đầy tràn cả gian mật thất. Tiêu Phàm hai tay trịnh mà trọng chi lấy ra một cái chữ màu đỏ bốn chân tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh kia cao không tới hai thốn, phương bất quá tấc hơn, 10 điểm vi hình, nhìn qua giống như là một cái tinh xảo đồ chơi. Nhưng mà đỉnh dù tiểu lại tinh xảo, từ chân vạc đến thân đỉnh, đều điêu khắc cực kỳ phức tạp hỗn độn hoa văn, linh xảo chi cực, hơi nhất định thần nhìn kỹ, những hoa văn kia phảng phất muốn sống tới, vây quanh toàn bộ tiểu đỉnh không ngừng du động. Nhìn thấy chiếc đỉnh nhỏ này, Tân Lâm một mực sắc mặt bình tĩnh, rốt cục thay đổi, trở nên cực kỳ giật mình. Ngươi muốn suy diễn máu tướng. Nguyên bản Tân Lâm cũng biết, tại dạng này quan trọng ngay miệng, không nên đi quấy rầy Tiêu Phàm, thực tế là nhịn không được. Cái này tiểu đỉnh, Tân Lâm cũng từng gặp, chính là vô cực môn trấn giáo tam bảo đứng đầu càn khôn đỉnh. Càn khôn đỉnh có ba công dụng lớn, nó một là luyện chế đan dược, hai chính là thôi diễn máu tướng, thứ ba thì là an hồn. Cái gọi là an hồn, nghe nói là vô cực môn lịch đại trưởng giáo tổ sư vũ hóa về sau, sẽ đem một sợi tinh hồn nguyên thần an trí tại càn khôn đỉnh bên trong. Càn khôn đỉnh luyện chế đan dược, dùng đều là cực phẩm dược liệu, nhiều năm như vậy truyền thừa xuống, càn khôn đỉnh bên trong không biết hấp thu bao nhiêu chân quý dược liệu linh khí, để mà an hồn, chính là được tiện lợi. Cái này công dụng, Tân Lâm nửa tin nửa ngờ. Dù sao nàng chưa hề thấy tận mắt, vô cực môn thứ 6 đời thứ 13 trưởng giáo tổ sư Triệu Chỉ Thủy cùng đời thứ 64 trưởng giáo chân nhân Tiêu Phàm cũng còn nhảy nhót tưng bừng đâu, Tân Lâm tự nhiên không có cơ hội kiến thức cái này càn khôn đỉnh làm sao cái an hồn pháp. Thất Diệu Cung không có thần kỳ như vậy công pháp, cũng không có luân hồi mà nói. Hiện tại Tiêu Phàm bắt đầu dùng càn khôn đỉnh, không hề nghi ngờ không phải muốn luyện chế đan dược, cũng không phải muốn an hồn, vậy cũng chỉ có thể là thôi diễn máu tướng. Vô cực môn tướng thuật truyền thừa, chia làm tướng mạo, tướng tay, cõng tướng, xương tương hòa máu tướng. Máu tướng là vô cực môn nhất tinh thâm tướng nhân chi thuật. Tướng mạo, tướng tay, cõng tương hòa xương tướng, cái khác tướng thuật lưu phái cũng có, chỗ tinh diệu, các có sự khác biệt. Duy chỉ có máu tướng là vô cực môn đặc hữu, chỉ có đem vô cực chín tướng thiệt tu luyện tới cực tinh thâm cảnh giới, mới có thể thôi diễn máu tướng.
Liền vô cực truyền thừa mà nói, máu tướng là nhất tinh chuẩn tướng thuật, mà lại nhất định phải có càn khôn đỉnh nơi tay. Càn khôn đỉnh là duy nhất có thể thôi diễn máu tướng pháp khí. Đương nhiên, phỏng chế càn khôn đỉnh cũng có thể dùng, bất quá tinh to đến đừng. Lấy phỏng chế càn khôn đỉnh thôi diễn ra máu tướng, so chân chính càn khôn đỉnh thôi diễn ra máu tướng muốn mơ hồ được nhiều. Chính là bởi vì máu tướng nhất tinh chuẩn, cũng liền khó khăn nhất thôi diễn, cực kỳ hao tổn chân nguyên. Dù coi như Tiêu Phàm đã đem hạo nhiên chính khí tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cũng không muốn tùy tiện thôi diễn máu tướng. Tân Lâm cùng Tiêu Phàm ở chung 3 năm, chỉ nghe hắn đề cập tới máu tướng chi thuật, chưa hề gặp hắn chân chính thôi diễn. Trời cơ che đậy chi lực quá nặng, khác ý tưởng đều vô dụng, chỉ có dùng máu tướng chi thuật. Hy vọng mượn lịch đại tổ sư anh linh tương trợ, có lẽ có thể xua tan che đậy chi lực, có thể phá thiên cơ. Tiêu Phàm nhẹ nói, thế nhưng là, người cũng đã nói, càng là thân cận người, trời cơ che đậy chi lực càng mạnh. Máu tướng thuật mặc dù cao thâm mà chắc, nhưng càng như vậy, trời cơ phản vệ cũng càng lợi hại. Ta biết, Tiêu Phàm chỉ là nhàn nhạt gật đầu, nếu như đợi chút nữa động tính quá lớn, người phải chú ý bảo vệ mình. Tân Lâm cố nhiên võ thuật cao cường, tu luyện thất diệu cung tuyệt kỹ đại thành, nhưng ở to lớn thiên địa nguyên khí chi lực áp bách dưới, cũng khó đảm bảo không bị thương tổn. Tân Lâm nhẹ gật đầu, biết hắn quyết tâm đã định, cũng không tốt lại khuyên. Tiêu Phàm đem càn khôn đỉnh trong tay chậm rãi vuốt ve một lát, mới trịnh mà trọng chi bày ra tại án mấy chính giữa, lập tức lấy ra ba cái ngân sắc liễu diệp tiểu đao, nhìn kỹ một chút, cầm lấy cái thứ nhất tiểu đao, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Chỉ thấy nguyên bản bóng loáng sắc bén trên lưỡi đao hiện ra một sợi vết máu, dần dần ngưng kết thành một đạo tơ máu, chậm rãi hướng mũi đao chỗ lưu động, cuối cùng tại trên mũi đao ngưng kết ra một viên sáng tỏ huyết châu, khẽ run lên, huyết châu rơi xuống đến càn khôn đỉnh bên trong. Tiêu Phàm lại cầm lấy viên thứ hai liễu diệp tiểu đao, y theo cách đó mà làm, giọt thứ hai huyết châu nhỏ vào càn khôn đỉnh. Tân Lâm lần nữa mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hỏi, ta nhớ được ngươi thật giống như từng nói với ta, thôi diễn máu tướng, một giọt máu liền đầy đủ. Cái này giọt thứ hai máu, là có ý gì? Tân Lâm trong lòng, ẩn ẩn lên một loại dự cảm bất tường, tựa hồ Tiêu Phàm đang bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, giọt máu đầu tiên là từ lão gia tử trên thân lấy. Giọt thứ hai máu là cha ta trên thân lấy, cái này giọt thứ ba máu. Không đúng, Tân Lâm kêu lên, dưới tình thế cấp bách, bỗng nhiên đứng lên, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Người rõ ràng nói qua, máu tướng chỉ có thể thôi diễn một người. Mà lại, coi như chỉ thôi diễn một người máu tướng, cũng muốn hao phí đại lượng chân nguyên nội lực. Người bây giờ muốn đồng thời thôi diễn ba người máu tướng, làm sao có thể? Người luân hồi cảnh còn không có tu luyện tới cảnh giới đại thành. Tân Lâm không quan tâm, bắn liên thanh như nói. Là thật gấp, Tân Lâm nhớ được rất rõ ràng, Tiêu Phàm đã từng nói với nàng, vô cực chín tướng thiên một tổng cộng chia làm 9 cái cảnh giới, lộc tướng thứ nhất, phúc tướng thứ hai, thọ tướng thứ ba, cướp khổ tướng thứ tư, hồng trần tướng thứ năm, luân hồi tướng thứ sáu, thiên nhân tướng thứ bảy, trường sinh tướng thứ tám, tạo hóa tướng thứ chín. Vô cực môn đệ tử, chỉ cần đem vô cực chín tướng bất kỳ một cái nào cảnh giới tu luyện tới đại thành chi cảnh, đều có thể thôi diễn máu tướng. Nhưng chỉ có đem luân hồi tướng tu luyện tới cảnh giới đại thành, máu tướng thôi diễn mới nhất là tinh chuẩn, cũng có thể chống cự trời cơ phản phệ chi lực. Đương nhiên, nếu như có thể tu đến thiên nhân tướng cảnh giới, kia trên cơ bản liền không gì kiêng kỵ. Nhưng thiên nhân kia sớm đã tán giật, 10 không còn một, còn sót lại những cái kia công pháp cũng là lộn xộn, không chút nào ăn khớp. Từ đời thứ 36 trưởng giáo tổ sư về sau, lịch đại trưởng giáo cùng trong môn đệ tử kiệt xuất, đều lại không người có thể tu đến thiên nhân cảnh. Luân hồi cảnh đại thành, đã là vô cực môn cảnh giới tối cao. Dù coi như là chỉ thủy tổ sư, tựa hồ cũng còn hơi có khiếm khuyết, chưa đạt đến luân hồi tướng đại thành chi cảnh. Hiện tại Tiêu Phàm lại muốn một hơi thôi diễn ba người máu tướng, nguy hiểm nhiều, tột đỉnh. Tân Lâm không thể không ngăn cản hắn. Tiêu Phàm yên lặng cầm lấy viên thứ ba liễu diệp tiểu đao, đem giọt thứ ba giọt máu nhập càn khôn đỉnh bên trong. Giọt máu này, là Tiêu Thiên. Già Nhi, đưa tay cho ta. Tiêu Phàm quay đầu nói. Sắc mặt bình tĩnh, làm cái gì, ngươi cũng là ta người thân cận nhất. Tiêu Phàm cầm lấy một viên liễu diệp tiểu đao, nhìn về phía Tân Lâm, nhẹ nói, ngữ khí 10 điểm nhu hòa, không mang mảy may chế tạo. Không, không thể, Tân Lâm lập tức lui lại, trắng nõn tay nhỏ, gấp nắm chắc thành quyền đầu, giấu ở phía sau, giống đứa bé như liều mạng lắc đầu. Nước mắt trong suốt ở trong mắt nàng đảo quanh. Chương 37, máu tướng chi thuật hạ. Già Nhi, đừng cố chấp. Bất kể như thế nào,
ta cũng sẽ không để các ngươi bị thương tổn. Tiêu Phàm thở dài, nói, ngôn từ ở giữa, đem Tân Lâm cùng tổ phụ của mình huynh đệ đặt song song, đều là người thân cận nhất của mình. Ngươi, ngươi nhất định phải tính, vậy coi như ba người bọn hắn tốt, khỏi phải tăng thêm ta. Tân Lâm ý tứ rất rõ ràng, Tiêu lão gia tử, Tiêu Trạm cùng Tiêu Thiên, đều là Tiêu Phàm người thân, bốn người ở giữa, có mật thiết nhất liên hệ máu mủ, ba người cùng một chỗ suy tính, có lẽ là có thể. Dù sao có quan hệ tướng thuật chi đạo, nàng cũng không hiểu được, chỉ là nghe Tiêu Phàm nhắc qua. Nhưng nàng cùng Tiêu Phàm không phải người thân, cũng không có tiếp xúc da thịt, tính được là cái thuần túy ngoại nhân. Thanh Minh thêm vào, cái này máu tướng thôi diễn độ khó nhất định phải tăng lên gấp bội. Tiêu Phàm nói, ngươi cùng ta ngày đêm làm bạn, nhất định phải tăng thêm ngươi. Máu tướng chi thuật mặc dù thần kỳ, thôi diễn tự thân tướng mệnh cũng sẽ phi thường mơ hồ. Hắn cùng Tân Lâm ở giữa, có đồng mệnh cấm chế, nếu như có thể thôi diễn ra Tân Lâm sau này mấy năm kiếp số, Tiêu Phàm liền có thể sớm làm phòng bị. Lý do này rất mức cứng rắn. Tân Lâm do dự, trần chờ nói, đồng thời tính bốn người, thật. Không có vấn đề, trời cơ phản phệ chi lực khẳng định có, bất quá chỉ cần chuẩn bị mạo xương phân, cũng không phải hóa giải không được. Yên tâm đi, không có vấn đề quá lớn. Tiêu Phàm nói, lộ ra có phần có lòng tin. Tân Lâm cắn môi, do dự chốc lát, rốt cục giống như là hạ quyết tâm, chậm rãi đến gần, hướng Tiêu Phàm vươn trắng noãn tay nhỏ, năm ngón tay tiêm tiêm, tựa như bạch ngọc điêu thành. Tiêu Phàm êm ái cầm bàn tay nhỏ của nàng, bạch quang lóe lên, liễu diệp tiểu đao tại nàng trên ngón giữa nhói một cái, một giọt óng ánh huyết châu chậm rãi nhỏ xuống đến càn khôn đỉnh bên trong. Già nhi, lui ra phía sau, đứng ở tổ sư gia trước mặt đi, Tiêu Phàm khẽ cười nói, có vô cực thiên tôn anh linh phù hộ, Tân Lâm tử sẽ không nhận thiên địa nguyên khí chi lực tổn thương. Tân Lâm theo lời thối lui đến vô cực thiên tôn pho tượng trước đó, thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, nhìn qua Tiêu Phàm, thủy doanh doanh trong mắt to tràn đầy vẻ lo lắng. Tiêu Phàm hướng Tân Lâm mỉm cười gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Lấy liễu diệp tiểu đao đâm rách ngón giữa tay trái, cũng nhỏ một giọt máu tươi xuống dưới. Cẩn thận đem liễu diệp tiểu đao thu vào, tay trái ngực phẳng, nâng huyền vũ giáp, tay phải dựng đứng, bóp cái kiếm quyết, miệng lẩm bẩm, bắt đầu thi pháp. Tân Lâm không chớp mắt nhìn chăm chú lên hắn, chỉ thấy Tiêu Phàm hai mắt khép hờ, niệm quyết càng ngày càng nhanh, trên mặt bảo ánh sáng đại thịnh, một đoàn nhân uân tử khí dần dần tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ. Tân Lâm có thể cảm giác được một cách rõ ràng cả gian mật thất thiên địa nguyên khí đều đang cuộn trào, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, cực nhanh hội tụ tới. Tật, Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, kiếm tay phải quyết bỗng nhiên hướng càn khôn đỉnh một chỉ, một cỗ mắt trần có thể thấy tử khí thẳng tắp hướng càn khôn đỉnh vọt tới. Kia cao hai tấc thấp tiểu đỉnh nhẹ nhàng chấn động, thân đỉnh hỗn độn đồ án bỗng nhiên tỏa sáng, giống là vật sống, vây quanh thân đỉnh chậm rãi lưu chuyển, theo Tiêu Phàm chân khí liên tục không ngừng rót vào. Hỗn độn đồ án chuyển động cũng là càng lúc càng nhanh, quang mang ít phát sáng rỡ, tựa như một vòng mặt trời nhỏ, trừ hào quang màu đỏ đại thịnh, lóa mắt sinh huy. Một cỗ nồng đậm máu tanh mùi vị hỗn hợp có mùi thuốc, tại mật thất bên trong phiêu tán ra. Tân Lâm cực lực trừng to mắt, lần lượt thêm thúc nội lực, muốn xuyên thấu qua trừ hồng quang mang đi xem Tiêu Phàm tình hình, nhưng vô luận nàng cố gắng như thế nào, đều không thể xuyên thấu càn khôn đỉnh tỏa ra đến trừ hồng quang mang. Lấy gỗ tử đàn bàn trà làm trung tâm, Tiêu Phàm cả người đều bị bao khỏa tại hồng mang bên trong. Hồng mang càng ngày càng lóa mắt, 30 phút sau về sau, tựa như một viên to lớn hồng bảo thạch xuất hiện tại Tân Lâm trước mắt. Từng đạo thiểm điện như bạch mang, vây quanh hồng bảo thạch mặt ngoài, không ngừng nhảy vọt chớp động. Tiêu Phàm niệm quyết thanh âm đều càng ngày càng nhanh, cũng càng ngày càng rõ ràng, xuyên thấu qua hồng bảo thạch, ở trong mật thất quanh quẩn. Đúng lúc này, cả tòa mật thất bỗng nhiên vì đó tối sầm lại. Nguyên bản không ngừng hướng hồng bảo thạch trung tâm dũng mãnh lao tới thiên địa nguyên khí bỗng nhiên quay cuồng lên, trở nên cực kỳ cuồng bạo, hóa thành một cỗ cự lực, tranh nhau hướng hồng bảo thạch màn sáng phóng đi. To lớn hồng bảo thạch màn sáng bắt đầu sáng tối chập chờn rung động động không ngừng. Nhàn rỗi ở giữa, Tân Lâm xuyên thấu qua màn sáng sáng tắt khe hở, nhìn thấy Tiêu Phàm, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua liền mất, Tân Lâm cũng có thể nhìn thấy, mồ hôi đã hoàn toàn ướt đẫm Tiêu Phàm quần áo. Sắc mặt biến đến mức dị thường tái nhợt, đỉnh đầu tử khí mờ mịt, kết thành một cái nho nhỏ hỗn độn đồ án, vây quanh Tiêu Phàm phía trên, cũng đang không ngừng rung động. Giữ lẫn nhau một lát, hồng bảo thạch màn sáng càng ngày càng mỏng, màu sắc cũng càng lúc càng mờ nhạt, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ tán loạn ra. Đốt, Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Tiêu Phàm tay phải dị thường nhanh nhẹn nâng lên một chút, kia ngụm máu tươi hóa thành một đạo huyết tiễn,
thẳng tắp hướng càn khôn đỉnh vọt tới, toàn bộ bị càn khôn đỉnh thôn phệ. Nguyên bản trở nên trì trệ mất linh thân đỉnh hỗn độn đồ án, lại một lần nữa cấp tốc lưu chuyển. Hồng bảo thạch màn sáng lại dần dần trở nên sáng tỏ, lại một lần nữa đem Tiêu Phàm bao vây lại. Tân Lâm đưa tay che lại miệng của mình, trong mắt nước mắt không thể kìm được, một chút xíu trượt xuống. Đốt, lại một ngụm máu tươi phun ra, Tiêu Phàm sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, thân thể cũng khẽ run lên. Đừng, đừng được rồi. Tân Lâm nội tâm quát to lên, liều mạng che miệng lại, xinh xắn thân thể như là trong gió lá rụng, không ngừng run rẩy. Cả gian mật thất, tiếng thét nổi lên, thiên địa nguyên khí nổi giận. Duy chỉ có Tân Lâm chỗ đứng chỗ, chung quanh trong vòng ba thước, tĩnh như chỉ thủy, thiên địa nguyên khí không có nửa phân ba động. Nổi giận trời cơ chi lực càn quét cả gian mật thất, một ở đây, lập tức liền quay đầu mà đi, không làm nửa điểm dừng lại. Đốt, cái thứ ba máu tươi phun ra, Tiêu Phàm sắc mặt không còn tái nhợt, bảy biện ra màu vàng kim nhạt, nguyên bản run rẩy thân thể trở nên vững như bàn thạch, động tác chậm chạp, niệm quyết thanh âm dần dần trầm thấp, nhưng mỗi một câu đều ở trong mật thất gây nên ầm ầm tiếng vọng. Càn khôn đỉnh lần nữa tỏa hào quang rực rỡ, loại kia cực kỳ nồng đậm mùi máu tanh cùng mùi thuốc, lại ngửi không thấy. Tân Lâm thân thể mềm nhũn, chậm rãi tựa ở cung cấp trên bàn, nước mắt như nước vỡ đê, không dứt chảy xuôi. Nổi giận thiên địa nguyên khí tại mật thất trên không dần dần ngưng tụ, cuối cùng lơ lửng tại mật thất đỉnh chóp, hóa thành một đoàn mắt thường có thể thấy được mây đen, chậm rãi lưu chuyển, phảng phất một vị tuyệt đỉnh cao thủ, chính đang xúc thế, chuẩn bị làm uy mãnh nhất một kích. Hàn mang lóe lên, dài nhỏ nhuyễn kiếm giữ tại Tân Lâm trong tay, gắt gao tiếp cận đám mây đen kia. Lúc này Tân Lâm, toàn bộ thân thể mềm mại đều tại run nhẹ nhẹ, duy chỉ có cầm kiếm cánh tay phải không nhúc nhích, ống tay áo phồng lên, chứa đầy kinh lực, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Già nhi, không thể. Liền tại lúc này, Tân Lâm vang lên bên tai Tiêu Phàm thanh âm nhu hòa, lộ ra từng tia mỏi mệt chi ý. Máu tướng thôi diễn đã đến cuối cùng trước mắt, trời cơ phản vệ cũng đến nhất khẩn yếu quan đầu, lực đạo mạnh, tuyệt không phải Tân Lâm có thể ngăn cản được. Ngươi, ngươi không sao à? Tân Lâm đại hỉ, liền vội vàng hỏi, thanh âm cũng đang run. Tiêu Phàm không có phản ứng. Sau một khắc, càn khôn đỉnh quang mang lóa mắt. Lần này quang mang, không phải tới từ thân đỉnh bên trên hỗn độn đồ án, mà là trực tiếp từ đỉnh miệng phun ra, tựa như máu tươi đỏ tươi chói mắt, nháy mắt đem Tiêu Phàm bao khỏa ở bên trong, tê tê chi tiếng nổ lớn, kia đỏ tươi quang mang, giống là vật sống, một chút xíu hướng Tiêu Phàm thể nội chui vào. Tiêu Phàm thân thể, dần dần biến thành thiên diễm màu đỏ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Tiêu Phàm đỉnh đầu mây đen run lên bần bật, một đạo phích lịch bổ ra, như thiểm điện bổ về phía Tiêu Phàm đỉnh đầu. Tân Lâm tay nắm chặt lại, kém chút liền phi thân lên, đón phích lịch đánh tới. Cuối cùng quan trọng trước mắt, nàng nhớ được Tiêu Phàm vừa rồi phân phó, rốt cục không có dám ra tay. Cái này máu tướng chi thuật, nàng hoàn toàn không hiểu, thực đang lo lắng sẽ cho Tiêu Phàm làm trở ngại chứ không giúp gì. Lên, Tiêu Phàm một tiếng gầm nhẹ, gỗ tử đàn trên bàn càn khôn đỉnh bỗng nhiên bay lên, cực tốc hướng phích lịch nghênh kích đi lên. Bong bong, lóe sáng phích lịch bỗng nhiên đánh vào càn khôn đỉnh bên trên. Càn khôn đỉnh thân đỉnh kịch chấn, quay tròn ở giữa không trung chuyển động, Tiêu Phàm vươn người đứng dậy, ngưng tụ toàn thân chân nguyên, một chưởng nhờ hướng chân vạc. Ầm vang một tiếng thật lớn, phích lịch tiêu tán, bị càn khôn đỉnh hấp thu sạch sẽ. Cả gian mật thất nhàn rỗi ở giữa an yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tiêu Phàm một tay nâng càn khôn đỉnh, chậm rãi ngồi xuống, thân thể lung lay hai cái, khóe miệng tràn ra một sợi ân máu đỏ tươi, mặt mũi tràn đầy vàng nhạt chi sắc. Bị ướt đẫm mồ hôi quần áo áp sát vào trên thân. Tiêu Phàm, Tân Lâm gọi một tiếng, thân ảnh lóe lên, nhàn rỗi đến Tiêu Phàm bên người, mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu. Tiêu Phàm cắn chặt hàm răng, nhắm mắt không đáp, chỉ cần há miệng, máu tươi lập tức liền sẽ phun ra ngoài. Tân Lâm cắn răng, bỗng nhiên tại Tiêu Phàm sau lưng quỳ xuống, tay phải duỗi ra, chống đỡ Tiêu Phàm chỗ lưng tâm du huyệt, nội tức vận chuyển, cuồn cuộn không tuyệt hướng Tiêu Phàm thể nội đưa đi. Ngay từ đầu Tân Lâm còn có chút lo lắng Tiêu Phàm dưới mắt thân thể cực kỳ suy yếu, sợ hắn không chịu nổi, rất cẩn thận khống chế nội lực, không dám chuyển vận quá mạnh. Ai ngờ bàn tay vừa kề sát để bụng du huyệt, lập tức liền bị dính chặt, Tiêu Phàm thân thể, phảng phất biến thành một khối to lớn sắt nam châm, một mực dính chặt bàn tay của nàng, Tân Lâm nội tức, càng là tựa như vỡ đê hồng thủy, cực nhanh hướng Tiêu Phàm thể nội dũng mãnh lao tới. Bất quá trong chốc lát, Tân Lâm xinh xắn khuôn mặt nhỏ liền trở nên tái nhợt. Thái dương đổ mồ hôi rò rỉ tuôn ra, thân thể cũng nhẹ nhàng run rẩy lên. Ngay vào lúc này,
một cỗ nhu hòa kinh lực từ Tiêu Phàm thể nội truyền đến, nhẹ nhàng chấn động, đem Tân Lâm tay phải đẩy ra. Nhà đầu ngốc, ta hiện tại tựa như một cái đại thuyền qua, sẽ đem ngươi hút khô. Tiêu Phàm thấp giọng nói, khí tức rất là yếu ớt. Ngươi thế nào rồi? Tân Lâm chỉ cảm thấy nơi đan điền lập tức trở nên trống rỗng, cực kỳ khó chịu, bất quá trong lúc này, nàng cũng không lo được những này, đưa tay ôm Tiêu Phàm thân thể, khẩn cấp hỏi. Còn tốt, tu dưỡng một hồi liền không sao. Tiêu Phàm cố gắng để thanh âm của mình lộ ra bình tĩnh. Kia, có kết quả sao? Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm bắt đầu trầm mặc. Tân Lâm trong lòng nhất thời cũng biến thành giống như là 15 con rổ treo múc nước bất ổn, thấp thỏm cực kỳ. Điềm đại hung, họa sát thân. Chốc lát, Tiêu Phàm thấp giọng nói. Ai điềm đại hung, ai họa sát thân? Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì nữa. Máu tướng biểu hiện, lão gia tử tuổi thọ sắp hết, toàn bộ Tiêu thị gia tộc đại họa, lửa xém lông mày. Nếu như không phát sinh kinh thiên biến cố, bất quá mấy năm ở giữa, tại nước Cộng hòa hiển hách một thời Tiêu gia, liền đem sụp đổ, bị triệt để thanh tẩy, như vậy tại hào môn thế gia trong hàng ngũ biến mất. Tiêu thị gia tộc mấy vị chủ yếu tử đệ, bao quát Tân Lâm ở bên trong, đều đem đại nạn lâm đầu. Chương 38, Thất tinh lều trà. Thất tinh quan lều trà, tại thủ đô có phần có danh tiếng. Thủ đô trong lịch sử chẳng những nhân khẩu đông đảo, mà lại có tiền có nhàn người cũng nhiều. Các loại giai tầng đều có. Từ cửu ngũ chí tôn, cho tới người buôn bán nhỏ, nhàn hạ thời điểm, đều thích nếm một chút trà. Khác biệt giai tầng, khác biệt truy cầu, đối quán trà tự nhiên cũng có khác biệt nhu cầu. Cho nên thành phố thủ đô bên trong quán trà số lượng nhiều, thuộc loại nhiều, đồng đều cư cả nước chi quan. Bình thường đến nói, Phật tự bên trong trà thiền cùng trong đạo quán lều trà, tại trong quán trà phẩm cấp là tương đối cao. Đàm tiếu có hồng nho, vãng lai vô bạch đinh. Thất tinh quan lều trà, tên như ý nghĩa, là thiết lập tại thất tinh quan bên trong. Sớm tại dân quốc thời kỳ, thất tinh quan lều trà chính là xã hội danh lưu tụ tập chi địa, về sau dần dần biến thành thành phố thủ đô bên trong một chỗ đồ cổ giao dịch chỗ, một chút trà khách uống trà trò chuyện, liền thanh sinh ý làm. Sau khi dựng nước, một đoạn thời gian rất dài, đồ cổ giao dịch mai danh ẩn tích, thất tinh quan cũng từ quốc gia tông giáo bộ môn tiếp quản, biến thành đường đường chính chính đạo quán, lều trà quan bế. Thẳng đến cải cách mở ra về sau, tông giáo bộ môn cũng theo sát thời đại trào lưu, lại đem thất tinh quan bên trong lều trà mở lên, dần dần khôi phục dân quốc thời kỳ quy mô, trong mỗi ngày có không ít trà khách ở đây hưu nhàn thưởng thức trà, cũng nói chuyện đồ cổ giao dịch. Tiêu Phàm ngồi tại thất tinh lều trà lầu 2 một chỗ nhã tọa bên trong, chậm rãi thưởng thức trà, song mi cau lại, tựa hồ tâm sự nặng nề. Mùa nhập thu, thời tiết còn không phải 10 điểm rét lạnh, Tiêu Phàm lại tại màu xanh nhạt đường trang phía dưới. Thêm một kiện dê mao sau lưng, sắc mặt tái nhợt, trên mặt vốn có cái chủng loại kia trầm tĩnh bảo quang ẩn liếm không gặp, ẩn ẩn lộ ra thần sắc có bệnh. Thi triển máu tướng chi thuật, mà lại là một hơi thôi diễn bốn người tướng mệnh, dù là Tiêu Phàm đã đem hạo nhiên chính khí tu luyện tới cảnh giới viên mãn, to lớn trời cơ phản phệ chi lực hay là làm cho hắn nguyên khí trọng thương. Hắn lại liền một ngày đều chưa từng nghỉ ngơi, liền chạy tới thất tinh quan tới uống trà. Thực tế thời gian cấp bách, đợi không được, rất nhiều chuyện. Nhất định phải lập tức bắt đầu đi làm, nhất định phải đoạt tại lão gia tử thọ chung trước đó, đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Nếu không, lão Tiêu nhà thật chạy không thoát trận này đại nạn. Chính là bởi vì Tiêu Phàm mình tinh thông mệnh lý tướng thuật, liền càng thêm cảm giác được trời cơ chi lực cường đại. Nếu muốn thay đổi Tiêu gia tộc diệt chi họa, trừ nghịch thiên cải mệnh, không còn lối của hắn. Thế nhưng là cái này nghịch thiên cải mệnh, như thế nào đơn giản như vậy? Bởi vì thiện đổi Tiêu gia mộ tổ phong thủy. Nghiêm Kim Sơn cả nhà mệnh tang hoàng tuyền, rất có cực quý tướng mệnh, một khi chém hết, lão bí thư chi bộ không hiểu ốm chết, Tiêu An cửa nát nhà tan kết cục cũng đã chú định, không thể vãn hồi. Bởi vậy có thể thấy được, thiện hôm nào cơ, mặc kệ hướng phương hướng nào đổi, đều là nghịch thiên hành sự, nhất định phải trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Thông tục đến nói, núp trong bóng tối tên kia đại địch, đã dùng Nghiêm Kim Sơn một nhà, Tiêu An một nhà lại thêm lão bí thư chi bộ, cái tính mạng cùng bọn hắn toàn bộ phú quý thọ lộc. Cưỡng ép đem Tiêu gia vận thế cải biến, từ rất có cực quý đại hào môn, hướng tộc diệt vực sâu trượt xuống. Hiện tại Tiêu Phàm muốn một lần nữa đem lão Tiêu nhà từ vực sâu bên trong kéo trở về, đồng dạng cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Mà lại động tác phải nhanh, lão gia tử một khi thọ chung, tất cả cố gắng đều đem trôi theo nước chảy. Tiêu lão gia tử sống hay chết, là Tiêu gia tộc vận nơi mấu chốt. Vì lão gia tử tục mệnh, hoặc là nói, để lão gia tử thoát khỏi ám toán. Một lần nữa sống đến hắn nên có cái kia số tuổi thọ,
trời cơ đã trở lại ban đầu trên quỹ đạo, lão Tiêu nhà tộc diệt chi hỏa có thể miễn. Tiêu Phàm hiện tại muốn làm, chính là đại sự này. Lần này, Tân Lâm không cùng theo ở bên, Tân Lâm tại sát phách nhã tọa, Hắc Lân thì ghé vào trong ghế, lười biếng nhìn xem Tân Lâm, không nguyện ý cùng nàng thân cận. Cái này mèo mun lớn, đối Tân Lâm một mực là loại thái độ này, không xa không gần, vẫn duy trì một khoảng cách, rất ngạo khí bộ dáng, thậm chí Tân Lâm còn có thể ngẫu nhiên theo nó trong mắt nhìn thấy cảnh giác thần sắc, giống như đang ăn giấm như. Tân Lâm mỗi lần nhìn thấy mèo mun lớn ánh mắt như vậy, đều là vừa bực mình vừa buồn cười. Đến, cho ngươi ăn cá. Tân Lâm kẹp lên trước mặt trong đĩa một đầu tiểu ngư làm, đưa tới mèo mun lớn trước mặt. Mèo mun lớn ngóc lên đầu, không thèm để ý. Hừ, ngươi không để ý tới ta, ta cũng không để ý tới ngươi. Tân Lâm giống tiểu cô nương, hờn dỗi đem tiểu ngư làm thả lại trong đĩa. Dựa theo tuổi tác đến nói, nàng vốn là cái trẻ tuổi nhẹ cô nương ra. Đạo quán lều trà cùng Phật tự bên trong trà thiền, có rõ ràng khác nhau. Phật gia giảng cứu tứ đại giai không, tại trong chùa uống trà, yên tĩnh sâu thẳm, rời xa hồng trần. Mà đạo gia mặc dù cũng giảng cứu thanh tĩnh vô vi, trên thực tế lại giảng cứu một cái có chữ, thật sự truy cầu con đường trường sinh. Trong đạo quán lều trà, so sánh với Phật tự bên trong trà thiền, nhiều mấy phần thế tục khí tức. Tại thất tinh quan lều trà có thể nói chuyện làm ăn, thức ăn mặn không kỵ, tại Phật tự bên trong quán trà, liền không thể làm như vậy, quá sát phong cảnh. Hôm nay không là ngày nghỉ, lều trà bên trong khách nhân không phải quá nhiều, lộ ra tương đối thanh tĩnh. Tiêu Phàm từng ngụm thưởng thức nước trà, cứ việc vô cực môn truyền thừa càng thêm tiếp cận đạo gia, chỉ thủy xem cũng là đạo quán, liền uống trà mà nói, Tiêu Phàm càng thích đi trong miếu. Bất quá tại trong miếu cùng người nói giao dịch, không phải tốt như vậy, Tiêu Phàm liền lựa chọn thất tinh quan lều trà. Đoán chừng Trịnh Minh Duệ chẳng mấy chốc sẽ đến. Tiêu Phàm thưởng thức trà thời điểm, một đài màu trắng xe BMW, chạy tiến vào thất tinh quan hậu viện bãi đỗ xe, dừng hẳn về sau, trên ghế lái phụ vọt hạ một danh tráng hán, ngắn tóc húi cua, dáng người khôi ngô, bắp thịt cả người cổ cổ, lộ ra cực kỳ khổng vũ hữu lực, động tác lưu loát kéo ra ghế sau cửa xe. Trịnh thiếu, mời. Tráng hán một tay mở cửa xe, cung cung kính kính nói. Một con sáng bóng giày da dò xét ra ngoài xe, sau đó đi xuống một vị 20 tuổi thiếu niên nam tử, âu phục giày da, tóc trải ô quang bóng loáng, thân cao trọn thẳng tắp, tựa như một gốc đón gió ngọc thụ, 10 điểm phong lưu phóng khoáng. Bất quá thiếu niên hiển nhiên có chút không lớn thích ứng loại trang phục này, vừa xuống xe liền dùng sức xoay xoay cổ, lại giật xuống cả vạt, tựa hồ siết phải có mấy phân khó chịu. Tráng hán nhịn không được buồn cười. Thấp giọng hỏi, Trịnh thiếu, đây là muốn đi gặp ai vậy? Như thế chính thức, đi gặp lão đại, ai, ta nói cho ngươi, A Hổ, người đợi chút nữa cũng không thể nói loạn lời nói. Lão đại người kia, lợi hại đâu? Dễ nói chuyện là dễ nói chuyện, muốn gây kinh hắn, ta có thể cứu không được ngươi a. Trịnh thiếu nguyết hắn một cái, nhỏ giọng cảnh cáo nói. A, lợi hại như vậy, người này ngay cả Trịnh thiếu mặt mũi cũng không cho. Tráng hán liền lấy làm kinh hãi. Dừng a, cho nên nói ngươi không có thấy qua việc đời, ngươi cho rằng ta Trịnh Cảnh Uy tại cái này tứ cửu thành bên trong tính cái đại nhân vật a. Nói cho ngươi, kém nhiều, cái này dưới chân thiên tử, như bức ra hỏa nhiều đi. Ta tiểu Trịnh tính là gì nha, tóm lại ngươi nhớ kỹ cho ta, đừng nói lung tung, càng đừng gặp rắc rối. Trịnh thiếu vung tay lên, có chút khinh thường nói. A Hổ liền khúm núm, mặt lộ vẻ kính sợ, từ sau cái nhấc lên cái màu đen vali mật mã. Theo thật sát Trịnh thiếu sau lưng. Trong lòng âm thầm hiếu kỳ, không biết Trịnh thiếu miệng bên trong vị kia lão đại, ra sao cùng nhân vật không tầm thường. A Hổ rất rõ ràng, Trịnh thiếu nhà lão đầu tử, thế nhưng là phó bộ trưởng. Tại A Hổ loại người này trong mắt, đừng bảo là phó bộ trưởng, cho dù có cái khu phó cục trưởng cục công an lão cha, đều có thể đi ngang. Nghe Trịnh thiếu trong lời nói ý tứ này, vị kia lão đại địa vị, so Trịnh thiếu còn muốn nhiêu bức được nhiều. Tiêu Phàm chậm rãi để ly xuống, hắn đã nghe tới hành lang bên trên tiếng bước chân. A Hổ khoảng chừng 200 cân trên dưới, giẫm tại cái này cổ lão làm bằng gỗ sàn gác bên trên, kéo kẹt rung động, tựa hồ cả tòa lều trà đều tại nhẹ nhàng chấn động. Lão đại, cửa bao xương là mở ra, Trịnh thiếu liếc mắt liền thấy gần cửa sổ mà ngồi Tiêu Phàm, lập tức cười rạng rỡ, bước nhanh hơn. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, nói Tiểu Duệ, đến rồi. Trịnh Minh Duệ vừa rồi có chút khiêm tốn. Lão đầu tử nhà hắn chức vụ mặc dù so ra kém Tiêu Trạm, Trịnh thiếu mình, tại tứ cửu thành hoàn khố nha nội vòng tròn bên trong, thật đúng là tính cái nhân vật. Không vì nhà hắn quyền thế, mà là bởi vì Trịnh Minh Duệ năng lực của mình.
đừng nhìn Trịnh Minh Duệ trẻ tuổi, tại thủ đô đồ cổ vòng tròn bên trong, đã có phần có danh tiếng, là một đám hoàn khố nha nội thu mua đồ cổ lúc quân sư. Tăng thêm Trịnh Cảnh Huy làm người điệu thấp, chưa từng lung tung khoe khoang, rất biết làm người, tại một đống lớn tiểu hoàn khố bên trong mọi việc đều thuận lợi, rất được người hoan nghênh. Trịnh Minh Duệ cũng là duy nhất cùng Tiêu Phàm từng có mấy lần vãng lai hoàn khố. Mỗi lần đều là bởi vì đồ cổ, lão đại trong tay, thật đúng là có chút đồ tốt. Mỗi lần lấy ra, đều là chân phẩm, không trộn lẫn nửa điểm giả. Lão đại, lúc này lại có vật gì tốt phải nhốt chiếu ta tiểu huy a? Trịnh Minh Duệ cười hì hì tại Tiêu Phàm trước mặt ngồi xuống. A Hổ thì mang theo cái kia vali mật mã, quy củ đứng tại Trịnh Thiếu sau lưng, có chút tò mò dò xét vị này Trịnh Thiếu miệng bên trong khó lường lão đại. Cũng không thấy cái gì chỗ thần kỳ a, còn có vẻ bệnh. Bất quá nghe nói hiện tại những người có tiền này nhà công tử ca nhi, đều thích đem mặt mình sắc hướng tái nhợt bên trong cả, nói là cái gì khí chất quý tộc, thật sự là cười chết người. Hóa ra quý tộc chính là ma bệnh, dạng này quý tộc, Hổ ca dùng một cái cánh tay liền có thể đánh 10 cái. Chỉ là gặp Trịnh Thiếu đối lão đại thái độ, A Hổ tử cũng không dám lỗ mãng. Tiêu Phàm cười cười, nói Tiểu Duệ, ngươi không phải vẫn luôn tại nhớ thương ta cái kia Khang Hy ngự chế đồ chơi nhỏ sao? Ta mang cho ngươi đến rồi, nói, cầm lấy bên người một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, đẩy lên Trịnh Minh Duệ trước mặt. Trịnh Minh Duệ lấy làm kinh hãi, nói, lão đại, ngươi nói là Khang Hy ra cái kia đồng thai men lọ thuốc hít. Vậy ta mang không đủ tiền a? Đồ chơi kia, tuyệt đối không chỉ 500.000, vừa rồi tiếp vào Tiêu Phàm điện thoại, để hắn mang 500.000 tiền mặt đuổi tới thất tinh quan lều trả đến, có cái đồ chơi nhỏ muốn đổi cho hắn. Trịnh Minh Duệ không nói hai lời. Lập tức lấy 500.000 tiền mặt liền chạy tới, đều không có hỏi là cái gì. Lão đại thân phận gì, làm sao có thể bắt hắn tiểu huy trêu đùa. Vị này, nhưng đường đường chính chính là lão Tiêu gia đích trưởng tôn, Tiêu nhị ca thân ca ca. Nhưng Trịnh Minh Duệ không nghĩ tới, Tiêu Phàm muốn đổi cho hắn là Khang Hy ngự chế đồng thai men hoa cỏ lọ thuốc hít. Cái này nhưng là chân chính đồ tốt, lần trước Trịnh Minh Duệ ngẫu nhiên tại Tiêu Phàm trong tay nhìn thấy, lập tức liền nuốt nước miếng. Làm sao Tiêu Phàm khi đó không đổi cho hắn, hắn cũng không dám miễn cưỡng. Mặc dù hắn chưa hề thấy Tiêu lão đại nổi giận, nhưng người ta khí thế kia, môn kia thứ, ai dám ở trước mặt hắn lỗ máng. Chương 39, giao dịch. Trước nghiệm một chút hàng, Tiêu Phàm mỉm cười nói. Ha ha, lão đại, kiểm hàng liền không cần đi. Ai còn có thể không tin được ngài a, đúng không? Trịnh Minh Duệ cười ha hả, lại nhẹ nhàng mở ra cái kia tinh xảo cái hộp nhỏ. Tiêu Phàm liền cười, Trịnh Minh Duệ chính là như vậy tính cách, khéo đưa đẩy giống con cá trạch. Vô luận lời gì, từ trong miệng hắn nói ra, để người khác nghe vĩnh viễn là như vậy thoải mái, cũng liền không đi so đo động tác trên tay của hắn. Vị này, tính được là hoàn khố nhà bên trong cực kỳ tinh minh người làm ăn, tuyệt sẽ không ăn nửa điểm thua thiệt. Lão đại, thật là đồ tốt ha. Trịnh Minh Duệ chật chật tán thưởng, duỗi ra hai tay, từ trong hộp lấy ra cái kia men lọ thuốc hít, nâng lên đến, đối mặt ánh nắng. Tinh tế dám thưởng, miệng bên trong không ngừng than thở. Nói là không tất kiểm hàng, kỳ thật nghiệm phải nhưng cẩn thận. Cũng không phải nói Trịnh Minh Duệ không tin Tiêu Phàm, cùng Tiêu lão đại đánh mấy lần quan hệ, Tiêu lão đại còn không có lửa gạt qua hắn. Người ta kia thân phận địa vị, cũng không có khả năng làm ra loại này lớn mất thể diện sự tình tới. Mấu chốt Trịnh Minh Duệ đã dưỡng thành thói quen như vậy. Không nghiệm một chút hàng, trong đầu vô luận như thế nào cũng sẽ không an tâm. Nghiêm cách thuyết. Đây là cái thói quen tốt, bây giờ thế đạo này, chuyện gì cũng có thể phát sinh, thân huynh đệ còn trở mặt thành thù đâu, chớ đừng nói chi là những người khác. Cẩn thận một chút không có chỗ xấu. Đương nhiên, nếu như Tiêu Phàm là cái đặc biệt so đo người, Trịnh Minh Duệ lại là một loại khác diễn xuất, tóm lại mình không thiệt thòi, cũng không thể đắc tội người. Đây là Trịnh Minh Duệ tại thủ đô hoàn khố vòng tròn cùng đồ cổ vòng tròn bên trong làm việc tiêu chuẩn nguyên tắc. Tiêu Phàm cũng không thèm để ý, mỗi người đều có mình làm việc nguyên tắc. Cái này rất tốt. Có nguyên tắc tổng so không có nguyên tắc tốt, dù là cái này nguyên tắc là hoàn toàn lợi mình bất lợi người, cũng vẫn là so không có nguyên tắc muốn tốt. Trịnh Minh Duệ quả thật có chút bị Tiêu Phàm lấy ra cái này lọ thuốc hít mê hoặc. Lọ thuốc hít là Trung Tây văn hóa dung hợp sản phẩm, tại thế kỷ 16 tả hữu, thuốc hít truyền vào nước ta Đông Bắc địa khu. Lúc ấy sinh hoạt ở nơi đó dân tộc du mục không cách nào tại trên lưng ngựa dùng khói ống hút thuốc lá. Thuốc hít phù hợp trên ngựa hút nghe, rất nhanh liền lưu hành ra. Vì để cho lọ thuốc hít kiên cố dùng bền, dân tộc du mục dùng nhiều các loại ngọc khí, kim loại, cốt giác vật liệu đến chế tác lọ thuốc hít. Lọ thuốc hít tiểu xảo linh lung,
tạo hình đặc biệt, chọn tài liệu dùng tài liệu chủng loại phong phú, chế tác công nghệ tinh mỹ tỉ mỉ, dần dần trở thành cung cấp người xem cùng hiển lộ rõ ràng thân phận địa vị tác phẩm nghệ thuật. Nhất là nước ta lọ thuốc hít, tập thư họa, điêu khắc, khảm nạm, suy nghĩ cùng kỹ nghệ vào một thân, vận dụng thanh hoa, ngũ thải, điêu sứ, bộ liệu, xảo làm, bên trong họa cùng kỹ pháp, hấp thu trung ngoại nhiều loại công nghệ có chút, cực kỳ tinh xảo. Thuốc hít cùng lọ thuốc hít tại nước ta lưu hành, bắt đầu tại Đại Minh, thịnh tại đời nhà Thanh. Nhất là Khang Ung Càn Tam Thế, càng là đạt đến đỉnh phong. Thanh Thánh Tổ, Thanh Thế Tông, Thanh Cao Tông Tổ Tôn ba đời, đều thích hút thuốc hít, nhưng đối lọ thuốc hít yêu thích, càng hơn đối thuốc hít yêu thích. Sắc lệnh nội vụ phủ, triệu tập thợ khéo chuyên môn chế tác ngự dụng lọ thuốc hít. Khang Hy đối men khí yêu thích, không hề tầm thường, đặc biệt pháp họa men tượng, truyền giáo sĩ Trần Trung Tín tại điện dưỡng tâm tạo xử lý chỗ men làm truyền thụ pháp bên trong ma ngày họa men kỹ nghệ. Cung đình tạo xử lý chỗ các thợ không chỉ có kinh người phỏng chế lực, mà lại tiến hành sáng tạo cái mới, họa men kỹ nghệ tại lọ thuốc hít chế tác bên trên rực rỡ hào quang. Cái này ngự chế đồng thai men hoa cỏ đồ lọ thuốc hít là Khang Hy thời kỳ hơi sớm tác phẩm, số lượng cực kỳ ít ỏi, là giới siêu tập sủng nhi, 10 điểm chân quý. Tiểu Duệ, nghiệm qua đi. Thế nào? Chốc lát, Tiêu Phàm mỉm cười hỏi. Hắn dưới mắt bây giờ không có quá nhiều thời gian cùng Trịnh Minh Duệ ở đây hao tổn. Trịnh Minh Duệ liền vội vàng đem lọ thuốc hít trả về, vừa cười vừa nói, nhìn ngài nói, lão đại lấy ra đồ vật, còn cần nghiệm sao? Ta chính là thưởng thức một chút. Lão đại, cái này lọ thuốc hít, ngài thật nhường cho ta. 500.000 tiền mặt mang tới rồi sao? Tiêu Phàm vừa rồi cho Trịnh Minh Duệ gọi điện thoại, cố ý yêu cầu tiền mặt, không muốn chi phiếu. Phiền phức, đương nhiên, lão đại chính miệng phân phó, ta dám giả bộ ngớ ngẩn sao? Chính là, lão đại, cái đồ chơi này, ngài cũng là người trong nghề, không chỉ cái giá này à. Nhận nói thật lên, 800.000 đều không đắt, 500.000, ta chiếm tiện nghi quá lớn, cái này làm sao có ý tứ? Đây chính là Trịnh Minh Duệ làm người kỹ xảo, tuyệt không rèm pha ngươi đồ vật, sẽ còn đem chân thực giá thị trường nói thẳng ra, tuyên bố mình chiếm tiện nghi, để người khác cảm giác giống như làm cái đại nhân tình, hoặc nhiều hoặc ít giảm ít một chút bán đổ bán tháo phiền muộn chi tình. Nếu như không phải Tiêu Phàm cần tiền gấp, dựa theo Trịnh Minh Duệ lời nói, bình thường giao dịch, cái này lọ thuốc hít xác thực đáng giá 800.000. Bất quá Tiêu Phàm đối tiền nhất quán không có cảm giác gì, cũng không phải quá để ý. Tiểu Duệ, lời này liền không nói, người đem đi đi. Trịnh Minh Duệ liền lộ ra vẻ làm khó, nói, lão đại, thật, Tiểu Duệ ta không thể chiếm ngài như thế đại tiện nghi, hai anh em ta ai cùng ai à, đúng hay không? Cứ như vậy đi, ngài hơi cùng một ngày, ta lại góp cái 100.000 khối, làm sao cũng muốn để ta biểu thị lời xin lỗi ý, ngài nói đúng không? Tốt như vậy đồ chơi, Tiêu Phàm 500.000 liền xuất thủ, nói rõ là vội vã muốn dùng tiền, mở ra giá cả, để Trịnh Minh Duệ hoàn toàn không có bất cứ chút do dự nào. Trịnh Minh Duệ cũng nhìn ra điểm này, liền nói câu tiện nghi lời nói, biết rõ Tiêu Phàm sẽ không đợi đến ngày mai. Nếu không, đối với Trịnh Thiếu mà nói, chỉ là 100.000 khối, lại làm sao đến mức phải chờ tới ngày mai. 500.000 hắn đều tiện tay liền lấy ra, Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, lấy ra đi. Tiểu tử này, tương lai trên quan trường tiền đồ có hạn, làm ăn này trận đạt thành tựu cao, khó lường. Tướng mạo bên trên biểu hiện phải thanh thanh sở sở đâu. Ai ai, tốt tốt, A Hổ. Trịnh Minh Duệ liên tục không ngừng kêu lên. Vẫn đứng tại Trịnh Thiếu sau lưng A Hổ liền liên tục không ngừng đem vali mật mã đặt trên bàn. 500.000 tiền mặt thêm vali mật mã, phân lượng thế nhưng không nhẹ. Trịnh Minh Duệ tự mình mở ra vali mật mã, chuyển hướng Tiêu Phàm, tràn đầy một cái dương trăm nguyên tờ, xếp chỉnh tề, ngân hàng giấy niêm phong đều không nhúc nhích. Lão đại, ngài kiểm nhận một chút. Tiêu Phàm gật gật đầu, lại trực tiếp đem vali mật mã khép lại, căn bản liền không đi kiểm nhận. Trịnh Minh Duệ sẽ làm ăn, tuyệt sẽ không tại cái này bên trên động tay chân gì, quy củ như vậy, thế nhưng là không thể hỏng. Hỏng một lần, chiêu bài liền nện, lại nói, tại người Tiêu gia trước mặt hỏng quy củ như vậy, còn đến mức nào? Tốt, Tiểu Duệ, gặp lại. Tiêu Phàm đứng dậy, nửa khắc cũng không muốn trì hoãn, ngón trỏ nhất câu, hời hợt liền đem vali mật mã nhấc lên, nắm trong tay. A Hổ giật nảy cả mình, hai mắt bỗng nhiên híp mắt một chút. Thật nhìn không ra, cái này ma bệnh lực tay, lợi hại như thế. Liền xem như hắn A Hổ, lực lớn vô cùng, cũng không thể dùng một cái ngón tay dạng này không tốn sức chút nào câu lên nặng 10 cây di vật. Tại Tiêu Phàm thủ hạ, 10 kg tiền mặt cùng một vóc đồng đồ chơi không có gì khác nhau.
lập tức liền đối lão đại lau mắt mà nhìn. Ai, lão đại, làm gì vội vã như vậy a? Chúng ta rất lâu không có cùng một chỗ uống trà, ngày hôm nay ta mời khách, hảo hảo tâm sự. Trịnh Minh Duệ liên tục không ngừng nói, lần này ngược lại là thật tâm thành ý. Lão người của Tiêu gia, ai không muốn nhiều kết giao a? Mặc dù lão đại yêu thích là có chút đặc thù, đường đường lão Tiêu nhà đích trưởng tôn thế mà chơi xuất ra, thực tế để người không nghĩ ra, nhưng lão Tiêu gia hàng hiệu tử không phải giả. Đơn lão đại thỉnh thoảng xuất ra như thế một hai dạng món hàng tốt, đã làm cho Trịnh Minh Duệ nhiều dưới một chút tiền vốn. Trịnh Minh Duệ vẫn luôn đang suy nghĩ, lão đại trong tay những này đồ chơi hay, đến cùng là ở đâu ra? Muốn nói nhặt nhạnh chỗ tốt, hiện nay đầy thành phố thủ đô, người đi đâu nhặt dạng này chính tông Khang Hy đồng thai men lọ thuốc hít. Thật có, sớm bị người nhặt xong, có lẽ đây chính là một cùng hào môn thế gia nội tình. Trịnh Minh Duệ tự nhiên tuyệt đối nghĩ không ra, cái này để lọt, là Tiêu Phàm 10 năm trước còn tại lên cấp 3 lúc nhặt được. Lúc đó thủ đô thành, đồ chơi hay là thật không ít, thường thường mấy chục khối tiền trăm thanh khối tiền liền bị cầm đi. Tiểu Duệ, tả, khách về ngươi mời, trà ta đã đủ rồi, lần sau đi. Tiêu Phàm cười vỗ vỗ Trịnh Minh Duệ bả vai, mang theo vali mật mã, trực tiếp ra nhã tỏa. Chiếm hắn 300.000 tiện nghi, mời uống chén trà vẫn là phải. Tiêu Phàm cũng không ghét Trịnh Minh Duệ loại này chiếm tiện nghi cách làm, tối thiểu nhất là công khai chiếm, không được tiện nghi khoe mẽ. Được rồi, lão đại, ngài đi tốt, lần sau ta cho ngài bổ sung. Trịnh Minh Duệ liên tục cúi người, cười rạng rỡ. Đi một chuyến Thất Tinh Quan, một giờ không đến, lấy không 300.000. Đi nơi nào tìm chuyện tốt như vậy? Tiêu Phàm vừa ra khỏi cửa, sát vách cửa bao xương lập tức mở ra, một vị dáng vẻ thướt tha mềm mại tuổi trẻ nữ lang cùng một con mèo mun lớn tướng đi theo ra. Tiêu Phàm tiện tay đem vali mật mã giao cho Tân Lâm, bóng đen lóe lên, mèo mun lớn trực tiếp chui tiến vào trong ngực của hắn, thò đầu ra hướng Tân Lâm nháy mắt mấy cái, meo một tiếng, có chút dáng vẻ đắc ý. Tân Lâm khóe miệng hiện lên một tia tiếu văn, thấy cái này tư thế, A Hổ trợn mắt hốc mồm, chốc lát chậc chậc lưỡi, nói Trịnh thiếu, cái này ai vậy? Trịnh Minh Duệ không để ý tới hắn, nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng, khe khẽ thở dài, nói, lão Tiêu nhà chính là lão Tiêu nhà, khí quyển. Lão Tiêu nhà, A Hổ giật nảy mình, bỗng nhiên hai đạo ánh mắt lạnh lùng quét tới, trong khoảnh khắc, mới vừa rồi còn hướng lão đại cười rạng rỡ Trịnh thiếu, đã tấm dưới mặt, lạnh nhạt nói, A Hổ, có chút sự tình, đừng tùy tiện nghe ngóng, cũng đừng tùy tiện ra ngoài nói lung tung. Cái này tứ cửu thành công tử ca vòng tròn bên trong nước, sâu đâu. Không cẩn thận hãm đi vào, người không leo lên được. A Hổ trong lòng một hàn, liên tục gật đầu, nói, biết biết, Trịnh thiếu yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Biết liền tốt, có chút sự tình là trời sinh, mặc kệ ngươi có tức giận hay không, ngươi đều phải thừa nhận sự thật này. Trịnh Minh Duệ lạnh nhạt nói, chốc lát, một đài không chút nào thu hút xe con lái ra Thất Tinh Quan, thẳng đến thủ đô sân bay mà đi. Sau một giờ, một khung to lớn phun khí thức phi cơ chuyến xuyên thẳng trời xanh, đây là bay hướng Liêu Bắc bỏ bớt sẽ ngân đô thị phi cơ chuyến. Các hành khách ngạc nhiên phát hiện, khoang thương gia trên chỗ ngồi, ngồi một con to mọng mèo mun lớn. Nguyên bản sủng vật ngồi máy bay, nhất định phải gửi vận chuyển, nhưng Tân Lâm mỗi lần đều có thể dễ như trở bàn tay thuyết phục sân bay nhân viên công tác, trực tiếp đem Hắc Lân mang tiến vào khoang thuyền, cũng không biết nàng sử dụng loại thủ đoạn nào. Hắc Lân máy bay ngồi nhiều. Nghiễm nhiên lão thủ, ngẩng đầu ưỡn ngực, oai phong lẫm liệt. Chương 40, cực bắc chi địa. Mặc dù mùa còn tại mùa thu, cực bắc chi địa cũng đã rất rét lạnh. Kiểu cũ xe jeep nhà binh xe cửa sổ xe mở ra một đường nhỏ, Tiêu Phàm tựa ở trên ghế lái phụ, thần sắc vẫn như cũ mỏi mệt. Một mực tại đi đường, không có đạt được bất luận cái gì đường đường chính chính nghỉ ngơi. Cứ việc hạo nhiên chính khí tùy thời tùy chỗ đều có thể tu luyện, dù sao tại linh khí sung túc chỉ thủy xem đả tọa. Hiệu quả xa xa muốn so tại sóc này không thôi trong xe jeep vận hơi thở thổ nạp mạnh hơn nhiều. Còn chưa có tuyết rơi, tốc độ xe rất nhanh, mở cửa sổ ra, gào thét hàn phong lập tức rót vào, đem Tiêu Phàm trên thân trắng noãn hổ áo khoác bằng da thổi đến có chút lộn xộn. Tiêu Phàm có chút híp mắt lại, tuyết trắng áo da trồn lĩnh đem gương mặt của hắn tôn lên càng thêm tái nhợt, mang theo một cỗ nhàn nhạt u buồn khí chất. Loại này hiệu quả cũng không phải là Tiêu Phàm muốn, nhưng cũng không có tính toán tận lực đi cải biến. Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều không thèm để ý những thứ này. Đến hắn bây giờ tu vi cảnh giới, xác thực cũng không cần thiết đi để ý những vật này. Hắc Lân vẫn như cũ lười biếng ghé vào trong ngực hắn, híp mắt, hưởng thụ lấy chủ nhân vuốt ve êm ái.
đen nhánh tỏa sáng lông tóc vừa vặn cùng Tiêu Phàm mặt mũi tái nhợt cùng tuyết trắng da trồn hình thành nhất tươi sáng đối so. Mèo so chó lười, mà lại lười nhắc nhiều, đa số thời điểm đều ghé vào kia bất động, cho nên từ trước đến nay chỉ có lớn mèo lười thuyết pháp, chưa nghe nói qua lớn lười chó dạng này danh từ. Mập mạp con mèo cũng so mập mạp cẩu cẩu phải hơn rất nhiều. Đây là thông hướng cực bắc rừng rậm nguyên thủy biên giới giản dị hồi hương đường cái. Trừ cái bệ cao xe Việt dã cùng xe tải, gia dụng xe con căn bản cũng không cần muốn chạy con đường như vậy. Đây tuyệt đối là tìm tai vạ. Trên thực tế, đầu này hồi hương đường cái chỉ thông hướng một cái gọi Lý Gia Chuân thôn trang nhỏ. Lý Gia Chuân ngay tại rừng rậm nguyên thủy biên giới địa khu, một cái rất tiểu rất nhỏ thôn, tại thành phố cấp 1 trên bản đồ tuyệt đối không có biểu hiện, chỉ có huyện cấp địa đồ mới có như vậy một cái chấm đen nhỏ, đánh dấu Lý Gia Chuân ba chữ. Ngày bình thường, nơi này là thật ít ai lui tới. Đầu này hồi hương trên đường lớn chạy nhiều nhất xe là máy kéo. Nhưng là dưới mắt, lại một hơi xuất hiện ba đài xe Việt dã. Dẫn đầu chính là một đài Jeep lớn cắt nạc cơ, ở giữa là Jeep mục mã nhân, đều là nhập khẩu xe, Việt dã tính năng cực dai, cưỡi thoải mái dễ chịu độ cũng rất tốt, hoàn toàn không phải Tiêu Phàm bọn hắn bộ kia kiểu cũ xe Jeep nhà binh xe có thể so. Cùng lớn cắt, mục mã nhân chuyển cùng một chỗ, đơn thuần ngẫu nhiên. Tiêu Phàm kiểu cũ xe Jeep nhà binh là tại huyện thành mướn. Từ huyện thành khi xuất phát, còn chỉ có bọn hắn cái này một chiếc xe. Vừa mới qua hương chính phủ, lớn cắt cùng mục mã nhân liền đuổi theo, siêu xe của bọn hắn. Sau đó một đường hướng Lý Gia Chuân xuất phát, lớn cắt treo Liêu Bắc tỉnh quân khu giấy phép, nhìn kia dãy số, hẳn là quân phân khu. Mục mã nhân thì treo Liêu Đông tỉnh sẽ lên kinh thành phố giấy phép, rất thông dụng, nhìn không ra có cái gì đặc thù. Ba đài xe, cứ như vậy lộn xộn cùng một chỗ. Cách Lý Gia Chuân còn có 20 km khoảng cách thời điểm, dẫn đầu lớn cắt ngừng lại, hồi hương đường cái cứ như vậy rộng, cơ bản không có khả năng hai xe song hành, sẽ phải xe, cũng nhất định phải tại tương đối khoáng đạt bằng phẳng khu vực. Lớn cắt dừng lại, phía sau hai chiếc xe cũng chỉ có thể dừng lại. Từ lớn cắt bên trên nhảy xuống một vị trang phục rất tân triều nam tử trẻ tuổi, giữ lại ngắn tóc húi cua, ước chừng 20 mấy tuổi, thân thủ mạnh mẽ, nhìn ra được, thường xuyên rèn luyện thân thể. Nam tử trẻ tuổi đi đến mục mã nhân bên cạnh, vừa cười vừa nói, Tô Thiếu, xuống tới hoạt động một chút đi, rút điếu thuốc, lập tức cũng nhanh đến. Tốt, mục mã nhân bên trong vang lên một cái thanh âm lười biếng, nghe vào niên kỷ cũng không lớn, phải cùng lớn cắt bên trên nam tử không sai biệt lắm. Lớn cắt cùng mục mã nhân thừa viên còn thật không ít. Phần phật xuống tới 6-7, 5 nam 2 nữ, cách ăn mặc đều rất tân triều, tất cả đều là nhập khẩu bảng tên đồ thể thao, mà lại đều rất trẻ trung. Lớn tuổi nhất cũng không cao hơn 30 tuổi, trong đó hai tên nữ tử đều rất có tư sắc, trang điểm cũng rất có phẩm vị, xem xét chính là thành phố lớn ra thời thượng nữ lang. Nhìn cái này tư thế, không giống lắm là bình thường con lừa bạn. Tại dạng này mùa, chạy đến cực bắc chi địa rừng rậm nguyên thủy đến du lịch, có chút không đáng tin lắm. Bọn nam tử đốt lên khói, bên cạnh hút thuốc bên cạnh duỗi người ra, nó bên trong một cái thậm chí đối vùng bỏ hoang lớn tiếng gào thét mấy cuống họng, tinh lực tràn ngập. Xem bọn hắn cử chỉ cử động, tựa hồ cũng là con em nhà giàu. Nhất là mục mã nhân bên trên xuống tới vị kia Tô Thiếu, ước chừng 28-29, tóc bóng loáng đen nhánh, dáng người thẳng tắp, khí độ bất phàm, nghiễm nhiên là một đám người thủ lĩnh, hút thuốc, rất tùy ý liếc phía sau xe Jeep nhà binh xe một chút, hiện lên một vòng kỳ quái thần sắc. Nói thật, Tô Thiếu thật nhìn không ra, Tiêu Phàm cùng Tân Lâm đến cùng đi Lý Gia Chuân làm gì. Nói bọn hắn là đi du lịch, thực tế không giống. Tiêu Phàm kia sắc mặt tái nhợt, tuyết trắng hồ áo khoác bằng da, rõ ràng tỏ rõ lấy hắn là một vị bệnh nhân. Cái này lớn trời lạnh, sinh bệnh không ở trong nhà ở lại, chạy cái này dã ngoại hoang vu tới làm gì? Tô Thiếu bọn hắn đi Lý Gia Chuân mục đích rất rõ ràng, bọn hắn là đi săn thú, cần một vị dân bản xứ cho bọn hắn làm dẫn đường. Lý Gia Chuân là nhất tới gần rừng rậm nguyên thủy thôn trang, trong thôn rất nhiều người đều lấy đi săn mà sống, đến Lý Gia Chuân tìm dẫn đường khẳng định không sai. Nhưng Tiêu Phàm bộ dạng này, đừng bảo là đi săn, hắn có thể đi vào Đại Sơn. Có lẽ đi chưa được mấy bước, mình liền nằm xuống. Ngược lại là kia lái xe nữ hài xác thực xinh đẹp. Tô Thiếu cũng coi là bụi hoa lão thủ, liền hắn lần này mang ra hai cái nữ hài tử, ở kinh thành như thế thành phố lớn đều được xưng tụng là mỹ nữ. Bình thường nữ hài, Tô Thiếu là thật không để vào mắt. Nhưng mà cùng Tân Lâm một so, chênh lệch vẫn như cũ không tiểu. Tân Lâm kỳ thật căn bản là không có đánh như thế nào đóng vai, quần áo phổ thông phải không thể lại phổ thông, bất luận nhìn thế nào, đều là mấy chục trăm thanh khối hàng thông thường.
dạng này thanh thuần xinh đẹp tiểu cô nương phối hợp dạng này quần áo trang phục, thật đúng là ủy khuất phải không được. Tô Thiếu đều thay Tân Lâm ủy khuất, nếu như là hắn Tô Thiếu bằng hữu, dù chỉ là nhất bằng hữu bình thường, Tô Thiếu đều cam tâm tình nguyện vì nàng bỏ tiền trang phục một phen, không vì cái gì khác, vẻn vẹn chỉ là vì đẹp mắt, vì không phung phí của trời. Như thế xinh đẹp nữ hài, tại Tô Thiếu xem ra, trời sinh nên khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh, mới không cô phụ cái này tuyệt thế hồng nhan. Tân Lâm lần này không có dịch dung, lấy bản tướng gặp người. Thực tế cũng không nghĩ tới, sẽ tại cái này cực bắc chi địa, rừng rậm nguyên thủy biên giới đụng tới như thế một nhóm người. Cũng may cũng không quan hệ, bọn hắn tới nơi này, không phải thăm người thân, cũng không phải vì kết giao bằng hữu. Phía trước mấy cái nam nữ vô cùng náo nhiệt nói chuyện hip hop, xe jeep nhà binh trong xe lại yên tĩnh, Tiêu Phàm cùng Tân Lâm cũng không tính xuống xe, cứ như vậy chờ lấy, cũng không định vượt qua quá khứ. Đã mọi người mục đích đều là Lý Gia Chuân, sớm vài phút muộn vài phút đuổi tới, cũng không đáng kể. Tô Thiếu hút thuốc, chậm rãi đi đến màu xanh lá mạ xe jeep nhà binh xe trước mặt. Loại này treo huyện thành bảng số kiểu cũ xe jeep, sớm đã bị đào thải, vừa nhìn liền biết là mướn xe second hand, Việt Giã cùng khu động tính năng cũng còn miễn cưỡng, chính là cưỡi thoải mái dễ chịu độ quá kém, điên phải xương cốt đau. Xe này, cái này quần áo cách ăn mặc, bao quát trên ghế lái phụ cái kia có vẻ bệnh còn không hiểu thấu ôm một con mèo mun lớn nam tử, tại Tô Thiếu xem ra, đều cùng Tân Lâm hoàn toàn không xứng. Tại dạng này lắc lư hồi hương trên đường lớn, thế mà còn để nữ hài lái xe, tự mình làm lão gia. Cái này gia môn, căn bản cũng không nên xưng hô như vậy, vũ nhục gia môn danh hào này. Nam nhân này cũng thật sự là quá cái kia, Tô Thiếu cũng không biết nên như thế nào hình dung. Này, xuống tới nghỉ ngơi một chút đi, phía trước không xa liền đến Lý Gia Chuân. Tô Thiếu đứng tại mấy bước bên ngoài, hướng Tân Lâm lộ ra một nụ cười sán lạn, răng trắng noãn chỉnh tề. Dù coi như dựa theo tương đối hà khắc ánh mắt để cân nhắc, Tô Thiếu cũng được xưng tụng là tiêu chuẩn Mỹ nam tử, 1m8 thân cao, góc cạnh rõ ràng mặt, thẳng tắp dáng người, hợp thể trang phục, nụ cười sán lạn, mang theo điểm uể oải quý tộc phong phạm, trên cổ tay lộ ra ngoài sông Stan bỗng nhiên nam đồng hồ, cùng bộ kia nhập khẩu mục mã nhân, đủ để chứng minh gia đình hắn giàu có cùng thể diện. Dạng này nam tử trẻ tuổi, chính là vô số thiếu nữ thiếu phụ trong mộng bạch mã vương tử. Trên thực tế, Tô Thiếu tại Liêu Đông tỉnh sẽ chính là nổi danh lên kinh tứ thiếu một trong. Đầu năm nay, giống như nổi lên một cỗ phục cổ phong, cái gì kinh thành tứ thiếu, thập đại mỹ nữ loại hình xếp hạng, bỗng nhiên liền xông ra, rất nhanh vang dội đại giang Nam Bắc. Bất quá Tô Thiếu cái này lên kinh tứ thiếu thật đúng là không phải thổi, danh phù kỳ thực. Vô luận là gia thế bối cảnh, vẫn là hắn bản nhân tại vòng tròn bên trong địa vị, đều đủ để xứng đáng cái này xếp hạng, thực chí danh quy. Tân Lâm song tay cầm tay lái, ánh mắt nhàn nhạt tại Tô Thiếu trên mặt quét một chút, liền nhìn hướng về phía trước. Không rên một tiếng, cái này thần sắc để Tô Thiếu có chút thụ thương. Tân Lâm nếu như ra tại thiếu nữ thận trọng không muốn cùng hắn đáp lời, thoảng qua đỏ một chút mặt, Tô Thiếu tuyệt đối có thể tiếp nhận. Chẳng những tiếp nhận, mà lại sẽ cảm thấy rất thú vị. Tô Thiếu lần này mặc dù là đến săn thú, nhưng cũng không ngại nhiều nhận biết một cái cô gái xinh đẹp. Thế nhưng là Tân Lâm cứ như vậy nhìn hắn một chút, lại không có cái khác bất kỳ biểu lộ gì. Vẻ mặt này, để Tô Thiếu một cách tự nhiên nhớ tới, những cái kia trăm phương ngàn kế muốn gây nên hắn chú ý nữ hài, Tô Thiếu cũng là như vậy nhẹ nhẹ liếc một chút, nhẹ nhàng nhìn về phía địa phương khác, thỉnh thoảng sẽ thêm lên một cái ôn hòa mỉm cười. Đó cũng không biểu hiện Tô Thiếu đối với các nàng có chút hứng thú, vẻn vẹn chỉ là vì hiển lộ rõ ràng Tô Thiếu thân sĩ phong phạm. Ha ha, một người lái xe quá lâu, nhất là tại loại này mặt đường bên trên, sẽ rất mệt mỏi. Tô Thiếu lại nói một câu, cũng không biết là đối Tân Lâm nói, hay là lẩm bẩm. Bất kể nói thế nào, Tô Thiếu phải tìm cho mình cái bậc thang. Nói thật ra, cùng loại kinh lịch, đối với Tô Thiếu mà nói, thật đúng là không có đụng phải mấy lần. Lớn cắt lái xe, cái kia giữ lại ngắn tóc húi cua, nhìn qua thân thủ mạnh mẽ nam tử trẻ tuổi lập tức liền phát giác được Tô Thiếu quẫn cảnh, trên thực tế hắn một mực đều chú ý tới Tô Thiếu nhất cử nhất động. Làm địa chủ, hắn mấy ngày nay nhiệm vụ chủ yếu chính là bồi tốt Tô Thiếu, tận lực để Tô Thiếu hài lòng. Đây là hắn kia tại quân phân khu khi phó tư lệnh lão ba thân thay mặt. Tô Thiếu gia tộc, ở kinh thành chẳng những có tiền, mà lại vô cùng có thế lực. Cha hắn có thể hay không phù chính, liền nhìn lần này Tô Thiếu chơi đến hài lòng hay không. Nghe nói Tô Thiếu tuy còn trẻ tuổi, ở gia tộc đã rất có quyền lên tiếng, là lên kinh Tô gia người nối nghiệp, thái tử gia. Mắt thấy Tô Thiếu bị cái này lãnh diễm nữ hài gạt sang một bên,
làm gì phó tư lệnh công tử đều phải ra mặt. Chương 41, đao săn gấu đen. Này, người tốt, ta là Trương Đồng Hoa, quân phân khu. Ca môn, có phải là thân thể không lớn dễ chịu a? Phó tư lệnh công tử không tiếp tục đi Tân Lâm nơi đó nếm mùi thất bại, vọt thẳng lấy Tiêu Phàm chào hỏi, nhếch miệng nở nụ cười, thu âm thanh khí quyển, rất ra môn dáng vẻ. Đừng nhìn Trương Đồng Hoa mặt ngoài tùy tiện, tựa hồ tứ chi phát đạt đầu não đơn giản, trên thực tế tinh khôn vô cùng. Thấy Tô Thiếu đều tại lãnh diễm mỹ nữ nơi đó ăn bế môn canh, làm cho lúng ta lúng túng, hắn cũng không cần phải lại đi nếm thử. Tô Thiếu là bụi hoa lão thủ, Trương Thiếu cũng không kém, một chút liền có thể nhìn ra được, Tân Lâm là thật rất lạnh, không phải giả vờ. Loại này nữ hài, trời sinh không thích cùng nam nhân dày vò khốn khổ. Trừ phi ngươi có thể triệt để chinh phục nàng, nàng liền sẽ đối ngươi khăng khăng một mực. Nếu không, còn là người sống chớ gần tốt. Bất quá đại lão gia cũng không thể vô duyên vô cớ hướng về phía con gái người ta phát cáu. Tiêu Phàm liền không giống, nếu là cũng dám giống Tân Lâm đồng dạng đối Trương Thiếu hở hứng, đừng trách Trương Thiếu trở mặt. Người một gia môn, trong mắt dài ở trên đỉnh đầu, không phải gây chuyện sao? Trương Đồng Hoa mở miệng liền chỉ ra thân phận của mình, quân phân khu. Có thể cầm lái nhập khẩu lớn cắt chạy loạn khắp nơi, hơi có chút đầu óc liền có thể muốn lấy được, Trương Thiếu tại quân phân khu cũng không phải 200 năm. Khẳng định là có thân phận có địa vị công tử ca. Tại cái này cực bắc chi địa, hai nước biên cảnh, quân đội đại lão nói chuyện là rất có tác dụng, xa so nội địa quân phân khu tới thực tế. Tiêu Phàm mỉm cười, nói, người tốt, ta họ Tiêu, Tiêu một nhóm. Ha ha, nguyên lai là Tiêu tiên sinh. Tiêu tiên sinh đây là đi Lý Gia Chuân làm gì đâu. Trương Đồng Hoa mang theo điểm ý tò mò hỏi, lại trên dưới dò xét Tiêu Phàm. Không sai, gia hỏa này chính là cái ma bệnh. Sắc mặt kia được không, tuyệt không giống như là người bình thường hẳn là có khỏe mạnh thần thái. Như thế cái ma bệnh, trời đông giá rét, chạy tới Lý Gia Chuân kia chim không thèm ị rừng rậm nguyên thủy biên giới, có thể làm cái gì? Cái khác mấy tên nam nữ cũng bị bên này hấp dẫn, nhao nhao nhìn qua. Trong đó một tên dáng người hơi cao cô gái xinh đẹp, hướng Tô Thiếu lộ ra cái biểu tình tự tiếu phi tiếu. Vị này Tô Đại Thiếu, hóa ra lại tìm đến mới liệp diễm đối tượng. Lái xe nha đầu kia. Cũng quả thực rất thủy linh, nhất là kia lãnh diễm khí chất, rất có hương vị. Nam nhân chính là như vậy, phạm tiện, nữ nhân đối với hắn càng lạnh nhạt hơn, thì càng giống đầu cực đói như chó điên, liều mạng dán đi lên. Lúc trước nàng chính là dùng cùng loại thủ đoạn bắt được Tô Đại Thiếu, không nghĩ tới tại cái này dã ngoại hoang vô đụng phải đồng hành. Tiêu Phàm nhẹ giọng đáp, đi săn, đi săn. Trương Đồng Hoa không khỏi ngơ ngẩn, há to miệng, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Liền ngài dạng này, còn đi săn đâu? Cho ngươi con thỏ hoang, ngươi sợ cũng không còn khí lực xách được a. Ngươi liền không sợ bị săn cho đánh? Một trận cười vang bỗng nhiên bạo phát đi ra, mỗi người đều đang cười, tựa hồ nghe đến một cái đặc biệt có thú trò cười. Không nghĩ tới Tiêu tiên sinh hay là người trong đồng đạo, chúng ta cũng là đi săn thú. Không biết Tiêu tiên sinh nghĩ săn cái gì? Thỏ rừng, gà rừng, hươu bào, lợn rừng hay là gấu đen? Muốn không con cọp? Tô Thiếu rốt cuộc tìm được chen vào nói cơ hội, cười hỏi. Gấu đen đi, ta muốn một bộ tươi mới mật gấu đến nấu thuốc. Tiêu Phàm hay là mỉm cười đáp, ăn ngay nói thật. Đoàn người lại một lần nữa cười ha hả, bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu. Mật gấu có thể làm thuốc, xác thực không sai, nhưng Tiêu Phàm lời này, thực đang nghe được đoàn người không nhịn được cười. Ngươi khi gấu đen là cái gì? Trong nhà ngươi nuôi chó con. Lệch Tiêu Phàm còn nói đến chứng chạc đàng hoàng, làm cho giống như thật. Tô Thiếu không cười, rất chân thành mà hỏi thăm, Tiêu tiên sinh, muốn mới mẻ mật gấu kỳ thật không cần thiết chạy đến trên núi đi, trên núi hay là rất nguy hiểm, đường cũng không tốt đi. Tiêu tiên sinh thật cần mới mẻ mật gấu làm thuốc, ta có thể giới thiệu ngươi đi một nhà nuôi gấu trận, cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm, hẳn là có thể ưu đãi. Nhìn qua, Tô Thiếu là thật muốn cho Tiêu Phàm hỗ trợ. Tiêu Phàm nhẹ cười nói, tạ ơn Tô tiên sinh, trại chăn nuôi gấu, giã tính không đủ, mà lại cho ăn rất nhiều dược vật. Mật gấu chất lượng không tốt. Dã ngoại gấu đen, tương đối phù hợp. Như thế thật, không biết Tiêu tiên sinh thích gì dạng đi săn phương thức, súng săn hay là cung săn. Tô Thiếu nói, ánh mắt hướng xe jeep nhà binh xe ghế sau ngắm thêm vài lần, không thấy được săn súng, cũng không thấy được cung tiễn hoặc là tên nỏ. Bình thường đến nói, muốn săn gấu đen, cung săn thật không đáng tin cậy. Liền xem như chuyên nghiệp thợ săn, chỉ sợ cũng không dám nếm thử cung săn gấu đen loại này mãnh thú to lớn. Một tiễn bắn không chết lời nói, liền giờ đến phiên ngươi cùng gấu đen thi chạy. Nhưng là,
một tiễn bắn chết gấu đen tỷ lệ lớn bao nhiêu đâu. Chính là uy lực cực lớn hai ống săn súng, một hai súng cũng đủ treo. Tiêu Phàm cười cười, đao săn. Tô Thiếu tức giận không vui, Tiêu tiên sinh thật biết nói đùa. Trương Đồng Hoa cũng rất khó chịu, nói, đúng vậy a, ca môn, ta là thật tâm muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, người đây là ý gì? Khoác lác cũng không phải như vậy thôi. Đao săn gấu đen, người nhà về nhà lấy đao giết giết người nuôi trong nhà Chihuahua, nhìn xem có thể hay không một đao xử lý. Cho là ngươi là thiên thần hạ phàm đâu, trêu chọc người cũng không mang dạng này, khi chúng ta một nhóm người này đều là nông thôn thổ lão mạo. Trang bước, mắt thấy Trương Đồng Hoa trừng lớn mắt, một bộ tùy thời chuẩn bị phát tác bộ dáng, Tô Thiếu lắc đầu, nói, được rồi, cùng Hoa, không đáng sinh khí. Chúng ta đi thôi, ngón tay búng một cái, đầu mẩu thuốc lá xẹt qua một đầu duyên dáng đường vòng cung, bay ra thật xa, xoay người rời đi, cũng không tiếp tục nhìn Tiêu Phàm một chút, ngay cả Tân Lâm cũng không nhìn một chút. Hai người điên, có cái gì tốt nhìn? Tân Lâm nhìn qua lãnh diễm cao quý, ai biết cùng thằng ngu hỗn cùng một chỗ, đầu óc có thể tốt hơn chỗ nào? Đáng tiếc gương mặt kia cùng dáng người. Trương Đồng Hoa hàm dưỡng hiển nhiên không bằng Tô Thiếu, hung hăng trừng Tiêu Phàm một chút, lạnh hừ một tiếng, trùng điệp đem đầu mẩu thuốc lá vứt trên mặt đất, nâng lên một chỉ mặc dã chiến giày chân to, hung hăng đạp xuống đi, trực tiếp đem đầu mẩu thuốc lá dẫm nhập dưới chân bùn nhão bên trong, lại trà đạp hai lần, phun một bãi nước miếng. Lúc này mới sải bước đi đến mình lớn cắt trước mặt, bên trên ghế lái, bỗng nhiên oanh một cái chân ga, lớn cắt tức giận gào thét, cái mông sau khói đen đại mạo. Nhàn rỗi hướng về phía trước biểu ra ngoài, đi theo Tô Thiếu đến nam nữ cũng tới Mục Mã Nhân, kia cao gầy xinh đẹp nữ hài còn vứt cho Tiêu Phàm một cái hôn gió, cười khanh khách không thôi. Tân Lâm ánh mắt lạnh lùng, Tiêu Phàm hòa tính như tích, không có chút nào không vui biểu thị. Sau nửa giờ, ba đài xe jeep sốt cục chạy tiến vào Lý Gia Chuân. Lập tức ngay tại cái này bình tĩnh thôn trang nhỏ nhấc lên một cỗ thao thiên cự lãng, vô số nam nhân nữ nhân cùng tiểu hài đi ra khỏi nhà đến xem náo nhiệt, tiểu hài tử vây quanh mấy đài trước đây chưa từng gặp cỗ xe, trên dưới dò xét, rất là hiếu kỳ. Nếu như không là đại nhân uống ngăn, chỉ sợ liền có người muốn đưa tay đi kiểm tra. Ai là thôn trưởng, chúng ta là bộ đội đến, tìm thôn trưởng nói chuyện. Trương Đồng Hoa từ lớn cắt bên trên nhảy xuống, trước trà trà dính nát bét bùn dã chiến giày. Lúc này mới một dương đầu, tiêu sái giống một cuống họng, rất có bế nghĩa tứ phương khí thế. Tô Thiếu lại đốt điếu thuốc, chậm rãi rút lấy, nhiều hứng thú đánh giá cái này nho nhỏ biên cảnh thôn trang, gà gáy chó sủa, dân phong thuần phác, rất có điểm thế ngoại đào nguyên ý tứ. Cái này không khí, so sánh với kinh muốn tươi mát phải nhiều, dễ chịu a. Tô Thiếu từ mũi khổng lý phun ra hai đoàn sương mù, mỉm cười tán thưởng không thôi. Cũng không phải sao, sớm hai tháng tới. Còn có thể giải nóng đâu. Thành ca, mùa hè sang năm ngươi dẫn ta đến nơi đây nghỉ mát có được hay không? Ta cùng ngươi đi đi săn a. Dáng người tương đối kiều tiểu nhân nữ tử Kiều Thanh nói. Hai tên nữ hài, nàng tương đối dính Tô Thiếu, không giống cao gầy nữ hài, thần sắc tương đối lãnh ngạo, đối Tô Thiếu cũng không phải như vậy dính. Nói đến cũng chỉ là sách lược khác biệt thôi, mục đích là nhất trí. Tô Thiếu đại danh Tô Như Thành, nghe vậy mỉm cười, nói, sang năm sự tình. Sang năm rồi nói sau. Rất ít có nữ nhân có thể tại Tô Thiếu bên người đợi cho một năm trở lên, đứa nhỏ này có chút lòng tham. Kiều tiểu nữ hài liền chép miệng, bên kia toa, Trương Đồng Hoa nhưng không có Tô Thiếu loại này nhàn tình nhã trí, hắn biết rõ nhiệm vụ của mình, chính là một vị hướng dẫn du lịch, trước tiên đem chuyện gấp gáp nhất chứng thực tốt lại nói. Vừa nghe nói là bộ đội người tới, thôn dân lập tức liền khẩn trương lên, các nữ nhân vội vội vàng vàng đem vây quanh xe jeep đảo quanh tiểu hài đều gọi trở về. Kéo tại bên cạnh mình, sợ bọn họ gặp rắc rối. Chỉ chốc lát, một vị mặc rúm gió cũ đổ vest, nhìn qua nhất thể diện hơn 40 tuổi nam tử trung niên vội vã đi tới, hướng Trương Đồng Hoa khiêm tốn cười, cẩn thận từng ly từng tí nói, đại quân đồng chí, ta chính là thôn trưởng Lý Lão Cây. Trương Đồng Hoa cười ha ha một tiếng, từ trong túi móc ra một hộp thiết kế tinh mỹ thuốc lá, gõ ra một chi ngậm lên môi, đem còn lại toàn ném cho thôn trưởng, đĩnh đạc nói, thôn trưởng, chúng ta muốn tìm cái dẫn đường. Lên núi đi đi săn. Ngươi cho đề cử hai cái tốt đi, phải có kinh nghiệm, đánh qua lợn rừng cùng gấu đen tốt nhất. Giá tiền ngươi không cần lo lắng, dễ thương lượng, bạc đãi không được các ngươi. Thôn trưởng luống cuống tay chân tiếp được kia nửa hộp thuốc lá, cẩn thận rút một chi ra, lại hai tay đưa trả lại cho Trương Đồng Hoa. Tại cái này nho nhỏ Lý Gia Chuân, Lý Lão Cây tính là thấy qua việc đời, hàng năm muốn đi trong thôn mở hai lần sẽ đâu. Trương thiếu điệu bộ này, so trong thôn bí thư trưởng làng còn muốn có khí độ,
xem xét chính là thành phố lớn đến. Cũng phải là huyện thành mới có nhân vật như vậy. Lý lão cây tưởng tượng cực hạn chính là huyện thành. Về phần nói đến giảm, hắn cả đời này mới đi qua hai về, đều là trước đây thật lâu sự tình, ấn tượng 10 điểm mơ hồ, có thể bỏ qua không tính. Trương Đồng Hoa vung tay lên, hào sảng nói, khỏi phải, tặng cho ngươi. Thôn trưởng, nhanh, cho tìm hai cái dẫn đường A. Lý lão cây vội vàng nói tạ, Trịnh Mà Trọng Chi đem nửa hộp thuốc lá thu tiến vào thiếp thân túi áo trên, cẩn thận nói, đại quân đồng chí, lúc này lên núi đi săn. Trên núi thời tiết rất lạnh A. Vừa nói vừa quan sát này một đám trong thành đến đại nhân vật, khi ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên mặt lúc, rõ ràng sững sờ ngơ ngác một chút. Vị này cũng là đến săn thú, dạng này có thể vào núi. Trương Đồng Hoa cũng biết Lý lão cây đang nhìn ai, cười lạnh một tiếng, nói cái kia ngươi đừng để ý tới hắn, cùng chúng ta không phải một đường, sống hay chết, cùng chúng ta không quan hệ. Lý lão cây liền thở phào một cái, nói, vậy là tốt rồi, dạng này. Thiếu gia, thật tiến vào không được núi, sẽ chết cóng. Trương Đồng Hoa bĩu môi, cái gì cầu thí thiếu gia, chính là cái không hiểu thấu tên điên. Chương 42, vũ khí lạnh cực hạn. Lý lão cây được nửa gói thuốc, làm việc nghiêm túc, rất nhanh liền tìm hai cái thợ săn tới, vừa nhìn liền biết là hai cha con. Lão tử khoảng 40 tuổi, nhi tử 18-19 tuổi. Bất quá hai người biểu lộ hoàn toàn khác biệt, lớn tuổi thợ săn mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, làn da ngăm đen, nếp nhăn trên mặt tựa như là đao khắc ra, khe rãnh tung hoành, nhìn qua xa xa so với tuổi thật muốn trông có vẻ già được nhiều. Con của hắn thì là cười hì hì, làn da mặc dù cũng đen, nhưng còn không có rất đen thấu triệt, tương đối mà nói, muốn non mịn được nhiều. Xem ai đều híp mắt lại, cười lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn. Đại quân đồng chí, cái này liền lý trưởng quý, chúng ta đồn bên trong tốt nhất kỹ năng. Đây là nhà hắn oát con chó trứng. Lý lão cây cho Trương Đồng Hoa giới thiệu, lộ ra mấy phân vẻ kiêu ngạo. Đừng nhìn các ngươi là trong thành đến phú quý người, nói đến đi săn. Sợ là ngay cả cho giải quý hai người sách giày cũng không xứng. Lý Cẩu Đàn, Trương Đồng Hoa nhịn không được ha ha cười ra tiếng, Tô Như Thành cũng không nhịn được mỉm cười, hai nữ tử thì là mím môi cười, đoàn người đều nhiều hứng thú đánh giá Lý trưởng quý phụ tử, nhất là Lý Cẩu Đàn, càng là hấp dẫn lấy nữ hài tử ánh mắt. Tiểu tử này cùng hắn kia chất phác lão tử hoàn toàn không giống, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ cơ linh kình. Lý Cẩu Đàn cũng không thèm để ý, hi hi cười. Hắn có đại danh, nhưng cảm giác được không cần thiết nói cho những này người trong thành. Cứ như vậy, chạy đến Thâm Sơn lão lâm đến đi săn, tại Lý Cẩu Đản xem ra, đơn thuần rảnh đến nhức cả trứng. Coi là đi săn là dạo chơi ngoại thành đạp thanh đâu. Người trong thành đang đánh giá hắn, hắn cũng đang đánh giá những này người trong thành. Trương Đồng Hoa giống như miễn cưỡng vẫn được, kia thân thể nhìn qua tương đối rắn chắc, nghe nói là bộ đội, hẳn là còn có thể. Tô Như Thành dáng người có vẻ như cao lớn, nhưng kia cỗ bơ vị, trực tiếp liền để Lý Cẩu Đản ở trong lòng đem hắn over. Đây là lên núi đi, không phải mẹ nó đi uống cà phê cua gái. Lý Cẩu Đản từng đi học, tốt nghiệp trung học, tại trong thôn nhìn qua TV, biết uống cà phê cua gái là chuyện gì xảy ra. Về phần những người khác, Lý Cẩu Đản chỉ có thể lắc đầu. Nếu như nói những người này đều có thể đi săn, Lý Cẩu Đản liền có thể cưới minh tinh điện ảnh làm vợ. Cùng Lý Cẩu Đản ánh mắt rơi vào cách đó không xa Tiêu Phàm cùng Tân Lâm trên thân lúc, lập tức liền mắt choáng váng. Hai vị này tới làm gì? Tìm người chữa bệnh à? Không nghe nói Lý Gia Chuân có tốt lang chung à? Người săn qua lợn rừng cùng gấu đen à? Trương Đồng Hoa không nói nhảm, trực tiếp hướng Lý trưởng quý đặt câu hỏi. Lý trưởng quý lạnh lùng liếc hắn một cái, lười nói chuyện. Trừ lão hổ bên ngoài, trong vùng núi thẳm này dã vật, đều bị hắn đánh toàn bộ. Đối với dạng này rõ ràng mang theo cao cao tại thượng khí thế tra hỏi, Lý trưởng quý khinh thường tại trả lời. Lý trưởng quý nhưng cũng là có đơn vị, hắn là hộ lâm viên, chỉ là không có chính thức biên chế, trong thôn hàng năm đều cho hắn phát trợ cấp, còn có một cái chính sách ưu đãi chính là cho phép hắn cầm súng. Lý trưởng quý có một chi 5-6 thước bước súng, toàn bộ Lý Gia Chuân, chỉ một mình hắn có tư cách khiêng 5-6 thước bước súng lên núi đi. Lý Cẩu Đản cười hỏi, các ngươi nghĩ săn lợn rừng cùng gấu đen? Nói nhảm, không săn lợn rừng không đánh gấu đen. Chúng ta chạy đến người cái này địa phương cứt chim cũng không có đến uống gió Tây Bắc A. Đối Lý Cẩu Đản loại này cười đùa tí từng thần sắc, Trương Đồng Hoa không phải rất thấy quen. Tại hắn cho rằng, nông dân nên có nông dân giác ngộ, nhìn thấy hắn dạng này công tử ca, thế mà cũng không thế nào kính sợ, Trương Thiếu trong đầu có chút khó chịu. Thế giới này,
vẫn là phải giảng quy củ. Không có quy củ sao thành được vuông tròn mà. Cái này liền muốn xem vận khí. Có đôi khi ngươi lên núi đi dạo 3 năm ngày, đều không nhất định có thể đụng tới lợn rừng, lại càng không cần phải nói gấu đen. Lại nói, gấu đen hiện tại quốc gia cũng không cho phép đánh, nghe nói là cái gì bảo hộ động vật, đánh phạm pháp. Lý Cẩu Đản không thèm để ý chút nào Trương Đồng Hoa cảm nhận, tiếp tục cười hì hì nói. Miệng thảo luận phạm pháp, tựa hồ cũng không sợ. Tiểu huynh đệ, ngươi còn rất hay nói. Yên tâm, ta trước đó không lâu còn làm tới 2 con tay gấu đâu. Chỉ cần ngươi có thể mang ta tìm tới gấu đen, chuyện còn lại liền khỏi phải ngươi lo lắng. Tô Như Thành mỉm cười nói, lộ ra phong độ rất tốt. Kỳ thật hắn so Trương Đồng Hoa còn không quen nhìn Lý Cẩu Đản cái này không có trên không có dưới đức hạnh. Hắn hiện tại trông coi lão đại một công ty, hơn mấy trăm nhân viên, không dựng lên cá thể thống đến, vậy còn không lộn xộn rồi. Bất quá tại những này vô tri vô biết nông dân trước mặt, Tô Thiếu đương nhiên phải gìn giữ phong độ của mình. Cùng bọn hắn khoe khoang, có ý gì? Thật nghĩ đánh gấu đen à? Cũng không phải không có cách nào. Lý Cẩu Đản trong mắt xoay tít chuyển động, cười đùa tí từng. Tô Thiếu lông mày có chút nhăn lại, khoát khoát tay, ngừng lại hắn, nói cho chứng, dạng này, mang bọn ta lên núi, mặc kệ đánh tới lợn rừng hay là gấu đen, cho ngươi 2000. Đánh tới cái khác vật nhỏ, cũng cho ngươi 1000, thế nào, có thể chứ? Nói, Tô Như Thành liền từ trong túi móc ra một cái xinh đẹp cặp da, chính tông Louis Huy trèo lên, từ bên trong rút ra 20 tấm lão nhân đầu, trực tiếp đưa tới Lý Cẩu Đản trong tay. Hắn không muốn cùng cái này rõ ràng mang theo nông dân thức giảo hoạt tiểu ra hỏa cây nấm. Lý Cẩu Đản quanh co lòng vòng, còn không phải liền là muốn thịt bọn họ một đao a. Đại khái 1000 khối trong mắt hắn, chính là nhiều có phải hay không tài phú cách xù. Hắn làm sao có thể biết, Tô Thiếu cái này cặp ra, đều muốn 5000 nguyên. Lý Cẩu Đản lập tức cười đến 2 con mắt đều nhìn không thấy, lập tức gật đầu. Đi, chính là quyết định như thế. Về phần đám người này mang theo thứ gì dạng dụng cụ, Lý Cẩu Đản ép căn bản không hề hứng thú đi tìm hiểu. Đợi chút nữa lên núi mặc kệ đụng phải cái gì dã vật, tự nhiên đều là hai bọn hắn phụ tử phụ trách giải quyết, chẳng lẽ còn thật có thể chỉ nhìn bọn họ. Chỉ cần có tiền liền đủ, coi như dẫn bọn hắn đi trên núi đi một vòng. Vừa nghĩ đến đây, Lý Cẩu Đản tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, đem cười đùa tí từng thần sắc thu vào, trịnh trọng kỳ sự nói, bất quá, lên núi trước đó, muốn nói với các ngươi tốt, hết thảy hành động nghe chỉ huy. Trên núi không so với các ngươi trong thành, không có cảnh sát giao thông chỉ huy, rất dễ lạc đường. Rời đội, vậy liền phiền phức, cao gầy nữ tử lạc lạc nở nụ cười, ngập nước ánh mắt tại Lý Cẩu Đản trên mặt dạo qua một vòng. Tên oát con này còn rất hài hước, Tô Như Thành, Trương Đồng Hoa cũng cười lên. Trương Đồng Hoa cười mắng, danh con, ngươi cho rằng liền ngươi sẽ đánh săn. Lão tử tại trinh sát ngay cả làm lính thời điểm, tiểu tử ngươi còn cởi chuồng đâu. Tô Như Thành mỉm cười nói, tiểu huynh đệ rất thú vị, hy vọng các ngươi hai người săn thú bản sự cũng giống miệng của ngươi lợi hại như vậy. Thật đụng phải gấu đen, đừng gào to, xúc sinh kia lợi hại. Một mực giữ im lặng Lý trưởng quý từ nhi tử trong tay tiếp nhận thật dày một chồng mới tiệm tiệm tiền giấy, biệt xuất một câu như vậy. Dừng a, Trương Đồng Hoa rất khó chịu vung tay lên, quay người từ lớn cắt đuôi trong dương lôi ra một cây đen nhánh sáng bóng 2 ống săn súng, lắc lư 2 lần. Lợi hại hơn nữa thì thế nào? Có thể chịu nổi lôi minh bỗng nhiên. Trương Đồng Hoa cười lạnh một tiếng, khẽ nói. Lý trưởng quý ánh mắt lóe lên một vòng khinh thường. Hắn không phải không gặp qua lôi minh bỗng nhiên. 2 năm này, đến Lý Gia Chuân tìm hắn mang vào trong núi săn thú người trong thành cũng từng có vài nhóm, trong đó có người mang theo lôi minh bỗng nhiên săn súng. Lý trưởng quý thừa nhận, loại này săn súng sức sát thương cực mạnh, không tại hắn 5-6 thước bước súng phía dưới. Nhưng chỉ có súng không dùng được. Đây là lên núi đi săn, không phải chơi đùa. Súng cho dù tốt, cũng được nhìn ở trong tay ai. Trước kia cái kia cầm lôi minh bỗng nhiên người trong thành, nhìn thấy lợn rừng, dọa đến chân đều mềm, lung tung mở súng, 2 viên đạn cũng không biết bay đi nơi nào, ngay cả lợn rừng mau đều không có lao đi một cây, ngược lại chọc giận kia lợn rừng vương. Cuối cùng còn không phải Lý trưởng quý dùng 5-6 thước bước súng kết quả xúc sinh kia. Tên kia ra mặt ngược lại dày, dương dương đắc ý đào xuống lợn rừng răng nanh, mang về trong thành khoe khoang đi. Lý trưởng quý đặc biệt không để vào mắt loại này. Lý Cẩu Đản lại trở nên cười đùa tí từng, tại Trương Đồng Hoa lôi minh bỗng nhiên 2 ống săn súng bên trên liếc qua, nhìn Tô Như Thành một chút. Tô Như Thành cười cười, trở lại mục mã nhân bên cạnh, mở cửa xe, từ trong xe tay lấy ra đen nhánh phục hợp cung ghép, mang theo tia hồng ngoại nhắm chuẩn nghi. Lý Cẩu Đản con mắt lập tức sáng,
Đây là hắn thấy qua tinh xảo nhất cung, lóng lánh lãnh khốc quang mang, đại biểu cho vũ khí lạnh cực hạn. Cùng bọn hắn đồn bên trong đại đa số thợ săn sử dụng hoa mộc cung so ra, loại này hiện đại hóa công nghệ sản phẩm quả thực khốc đánh chết. Lý Cẩu Đản nằm mộng cũng nhớ có được một chương dạng này phục hợp cung ghép. Không vì cái gì khác, liền vì khốc, Trương Đồng Hoa cũng đồng dạng mở to hai mắt nhìn, khoa trương kêu lên, oa tắc. Tô Thiếu, quả nhiên là cao thủ a. Trương Đồng Hoa tự nhiên so Lý Cẩu Đản càng có ánh mắt, vừa nhìn liền biết đây là chụp cách so sánh tiểu nhân chuyên dụng đi săn phục hợp cung ghép, cấp cao nhất thiết kế, cấp cao nhất chất liệu, cấp cao nhất chế tác công nghệ. Bình thường người đừng bảo là cầm loại này cung đi săn, chỉ sợ ngay cả dùng cũng sẽ không dùng. Tô Như Thành dám khiêng một chương dạng này chuyên nghiệp cung hướng Thâm Sơn Lão Lâm bên trong chạy, khẳng định là cần phấn khích. Tối thiểu nhất chứng minh hắn có thể rất nhuần nhuyễn sử dụng loại này đi săn dùng phục hợp cung ghép. Tô Thiếu, đây là 70 bang A. Trương Đồng Hoa hỏi, ngữ khí rất là ngưỡng mộ dáng vẻ. 80 bang, Tô Thiếu từ tốn nói, trên mặt rốt cục cũng không nhịn được hiện lên một vòng vẻ ngạo nhiên. Bình thường mà nói, đi săn phục hợp cung ghép đều là 60 bang tả hữu, tương đối phù hợp, đối tố chất thân thể cùng huấn luyện trình độ yêu cầu không phải cao như vậy. 70 bang phục hợp cung ghép, đã có thể nói là nghiệp dư người chơi tối cao tiêu chuẩn. Có thể kéo đến động 80 bang phục hợp cung ghép. Còn có thể tinh chuẩn đi săn, đó là thật không đơn giản, không có có chút vốn liếng không dám như thế khoe khoang. Trương Đồng Hoa lại một lần nữa trợn mắt hốc mồm, chép miệng một cái, nói, lợi hại lợi hại. Tô Thiếu, nghe nói ngươi là Lâm Phong Lâm Ngũ gia đệ tử. Đằng sau câu nói này, kìm lòng không đặng thấp giọng, còn tả hữu liếc hai mắt, tựa hồ sợ tai vách mạch rừng. Thực tế Lâm Ngũ gia danh khí quá lớn, danh xưng hổ Đông Bắc Phương, trên giang hồ có quan hệ hắn truyền kỳ. Cũng không biết có bao nhiêu cái phiên bản. Nghe nói tại mảnh này hắc thổ địa bên trên, không có Lâm Ngũ gia giải quyết không được sự tình. Lão nhân gia ông ta bận quá, không có thời gian dạy ta a, chỉ ngẫu nhiên chỉ điểm qua mấy lần. Tô Như Thành thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ mang theo vô tận tiếc nuối. Nhưng kia cỗ ngạo khí, lại càng thêm rõ ràng. Trương Đồng Hoa không chịu được nuốt ngụm nước miếng, trên mặt rõ ràng toát ra vẻ kính sợ. Hắn lúc đầu chỉ là nghĩ nâng Tô Như Thành một câu. Không nghĩ tới vị này thật đúng là gặp qua Lâm Ngũ gia, thậm chí từng chiếm được chỉ điểm của hắn. Cái này, đây chính là thật ghê gớm. Chương 43, bỗng nhiên nổi điên thủ sơn khuyển. Kỳ thật đây là bởi vì Trương Đồng Hoa còn tuổi còn rất trẻ, hắn lão tử quan cũng không đủ lớn. Nếu hắn lão tử là Liêu Bắc tỉnh quân khu tư lệnh phó mà không phải quân phân khu tư lệnh phó, Trương Đồng Hoa lớn tuổi hơn mấy tuổi. Dù coi như trong lòng của hắn Lâm Phong đối Lâm Ngũ gia đầu kia nổi tiếng hổ Đông Bắc Phương lại ngưỡng mộ sùng bái, cũng sẽ không trước mặt mọi người nói ra. Dù sao đi là đạo khác nhau, có lẽ có gặp nhau, nhưng chỉ có thể là trong âm thầm. Bất quá tại cái này Thâm Sơn cùng cốc, Trương Đồng Hoa cũng liền không thèm để ý những này. Tô Như Thành không có cảm thấy có cái gì không đúng. Tô thị gia tộc ở kinh thành thế lớn tài hùng, nhưng bày ra trên mặt bàn hay là bộ thương mại phân, cái khác đều chìm ở dưới nước. Có thể cùng Lâm Ngũ gia nhắc lên một chút quan hệ, thậm chí ngẫu nhiên đạt được Lâm Phong vài câu chỉ điểm, kia thật là vô cùng có mặt mũi. Tô Như Thành cứ việc không dám tự xưng là Lâm lão hổ đệ tử, nếu như người khác muốn như thế lấy lòng hắn, hắn lại cũng chưa từng phản bác qua. Lý Cẩu Đản ao ước một trận Tô Như Thành phục hợp cung ghép, chép miệng một cái, nói các ngươi chờ chút, ta cùng cha ta về nhà cầm ra hỏa. Lý Trường Quý cùng Lý Cẩu Đản vừa đi, bên này liền bắt đầu thay đổi trang phục. Thuần một sắc rừng cây dã chiến lính đặc chủng trang phục. Tô Như Thành tại đồ dằn di mắc lừa một kiện đen kẹp khắc, rất lắm lời túi cái chủng loại kia, mấy cái túi đều căng phồng, cũng không biết bên trong chứa vật gì, đeo nghiêng một cái màu đen túi đựng tên, chứa thập nhị chi tiễn. Sau đó giẫm tại mục mã nhân trên bàn đạp, rất cẩn thận kết tốt dã chiến giày bên trên dây lưng, lại tại trên đùi phải phối hợp một thanh chủy thủ quân dụng, màu đen vỏ đao, khốc huyễn cực kỳ. Trương Đồng Hoa lại một lần nữa trợn mắt hốc mồm. Vị này Tô Thiếu thật đúng là không phải bình thường trang A. Nghĩ hắn Trương Thiếu, đứng đắn dã chiến quân lính trinh sát xuất thân, cũng không có chuẩn bị phải dạng này đầy đủ. Tô Thiếu, người trước kia đã từng đi lính, chố mắt một trận, Trương Đồng Hoa mới hỏi dò. Hừ, không có đã từng đi lính nam nhân, có thể gọi chân nam nhân A. Tô Như Thành nhún vai, rất phong cách Tây nói. Tô Thiếu, lời này huynh đệ ta thích nghe, chúng ta còn là chiến hữu đâu. Trương Đồng Hoa không khỏi đại hỉ. Cái này có thể tính tìm tới cộng đồng chủ đề. Đừng nhìn Trương Đồng Hoa tại cái này Liêu Bắc một góc cũng coi là cái nhân vật, công tử ca,
đối mặt Tô Như Thành loại này đến từ Liên Kinh một cùng đại thiếu, trong đầu hay là lực lượng không đủ. Nghe xong Tô Như Thành cũng đã làm binh, lập tức trở nên tràn đầy phấn khởi. Tô thiếu tại bộ đội nào làm binh? Cảnh sát vũ trang Liêu Đông tổng đội. Hảo hảo, cảnh sát vũ trang tốt, cái đỉnh cái quá cứng. Trương Đồng Hoa liền tán thưởng không thôi. Trên thực tế bọn hắn loại này đứng đắn dã chiến bộ đội lính trinh sát xuất thân, thật đúng là sẽ không như vậy sùng bái cảnh sát vũ trang, bất quá đối Tô thiếu, đương nhiên phải nói như vậy. Nếu như Trương Đồng Hoa biết Tô Như Thành chỉ là tại cảnh sát vũ trang Liêu Đông tỉnh tổng đội bộ tư lệnh làm 2 năm lính cần vụ, lời này hắn thật nói không nên lời. Tô Như Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, từ trong vỏ đao rút ra hàn lóng lánh chủy thủ quân dụng, trong tay thử một chút mũi nhọn, gật gật đầu, tựa hồ rất hài lòng dáng vẻ, đem chủy thủ lại cắm trở về, động tác tiêu sái. Ánh mắt hữu ý vô ý ở giữa hướng Tiêu Phàm cùng Tân Lâm bên kia quét tới. Cứ việc Tô Như Thành ở trong lòng nhận định hai người này thần kinh không bình thường, nhưng Tân Lâm mỹ mạo lại không phải giả. Không bình thường liền không bình thường đi, Tô thiếu xưa nay không để ý nữ nhân thông minh không thông minh, hắn chỉ để ý nữ nhân đẹp mắt không dễ nhìn. Tiêu Phàm cùng Tân Lâm lẳng lặng ở bên kia nhìn lấy bọn hắn rối ren, một câu không nói. Tô Như Thành hoài nghi, bọn hắn có thể dạng này vẫn đứng xuống dưới. Chỉ chốc lát Lý trưởng quý Lý Cẩu đàn phụ tử liền kết thúc sẵn sàng tới. Lý trưởng quý đeo nghiêng một đầu đời cũ 5-6 thước bán tự động bước súng, còn có một chuỗi dây thừng, bên hông da trâu mang lên treo một thanh khảm đao, trên chân đâm dây băng, lão dày vải. Bước súng bảo dưỡng rất khá, bóng loáng đen nhánh. Lý cầu đàn thì cõng một chương hoa mộc cung cùng một túi đựng tên, phải tay nắm lấy một chi đâm súng, tay trái dắt hai con chó vườn. Tiêu Phàm ánh mắt lập tức rơi vào kia hai con chó vườn trên thân, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, khẽ gật đầu một cái. Đây là hai đầu chó ngoan, sức chiến đấu cực mạnh. Mặc dù dáng người chưa nói tới cỡ nào tráng kiện, lại là chân chính thuần chủng chó săn, kia tinh khí thần xem xét liền cùng cái khác chó không giống, không biết gặp bao nhiêu huyết tinh. Một mực im ắng ghé vào trong ngực hắn Hắc Lân cũng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hướng na hai con chó vườn, hai con mèo mắt híp mắt một chút, móng vuốt cực kỳ sắc bén nhàn rỗi từ bàn chân bên trong ló ra. Tiêu Phàm mỉm cười vuốt vuốt Hắc Lân tròn vào đầu, thấp giọng nói, là bạn không phải địch. Lợi chào thu về, Hắc Lân lại nằm ở trong ngực hắn, như ngủ không phải ngủ, không đánh nổi tinh thần. Lớn mèo lười, Tân Lâm nhìn không được nhếch miệng, chỉ có cùng Hắc Lân đấu khí thời điểm, Tân Lâm mới có thể ngẫu nhiên lộ ra tiểu cô nương tính tình. Đi thôi, Tô Như Thành khoát tay chặn lại, tựa như đại tướng quân lên tiếng ra lệnh. Lý trưởng quý không rên một tiếng, xoay người rời đi, Lý Cẩu Đản hi hi cười một tiếng, nắm hai con chó vườn cùng tại phía sau. Tô Như Thành, Trương Đồng Hoa bọn người nối đuôi nhau đuổi theo. Tiêu Phàm cùng Tân Lâm cũng âm thầm theo sau. Ai, chờ một chút, Trương Đồng Hoa kêu lên, bỗng nhiên xoay người, khí thế hung hăng tiếp cận Tiêu Phàm cùng Tân Lâm. Uy, làm gì đi theo chúng ta? Đi săn, Tân Lâm từ tốn nói. Đi săn, các ngươi thật đúng là muốn lên núi a. Trương Đồng Hoa mặt mũi tràn đầy mỉa mai, liền coi như các ngươi muốn lên núi, xin nhờ cũng đừng đi theo chúng ta. Đây là chúng ta mời dẫn đường. Các ngươi mặt khác mời đi. Đúng đấy, cái này muốn ra cái gì sự tình, người nào chịu trách nhiệm a? Cùng Trương Đồng Hoa cùng một chỗ từ quân phân khu đến một vị nam tử trẻ tuổi lập tức phụ họa. Tân Lâm vẫn như cũ từ tốn nói, hai cái dẫn đường, một bên mời một cái. Một bên mời một cái, ngươi có ý tứ gì? Trương Đồng Hoa chừng được tròng mắt, Tân Lâm không để ý đến hắn nữa, vượt qua bọn hắn, đi tới Lý Cẩu Đản bên người, móc ra một chồng trăm nguyên tờ. Đưa tới Lý Cẩu Đản trước mặt, nói, nơi này là 2.000 khối. Ta vừa nhìn thấy, bọn hắn kia 2.000, ngươi cho ngươi cha. Cái này 2.000 là đưa cho ngươi, chúng ta mời ngươi làm dẫn đường. Các ngươi thật muốn lên núi a? Lý Cẩu Đản lúc này cũng không có trực tiếp lấy tiền, con mắt tại Tân Lâm cùng Tiêu Phàm thân bên trên qua lại quét một vòng, gãi gãi đầu, nói. Là ngại tiền thiếu sao? Ngươi muốn bao nhiêu? Tân Lâm trực tiếp hỏi. Đây cũng không phải, chính là... Núi này bên trong thời tiết, ta lo lắng các ngươi chịu không được, so làng bên trong lạnh nhiều. Lại nói, đường núi cũng không tốt đi. Các ngươi được không? Lý Cẩu Đản phá lệ không có cười đùa tí từng, rất chân thành mà hỏi thăm. Được hay không là chuyện của chúng ta, ngươi một mực dẫn đường, thật theo không kịp, chúng ta sẽ tự mình trở về, không trách ngươi. Cái này, Lý Cẩu Đản nhìn qua kia mới tiệm tiệm trăm nguyên tờ, hiển nhiên có chút động tâm. Có tiền làm gì không kiếm a? Mà lại là 2.000, ai, không có các người dạng này a, đều nói đây là chúng ta mời dẫn đường. Trương Đồng Hoa lửa,
thốt nhiên sắc giận, làm ra vẻ trang, nơi này chính là Đông Bắc, không phải là địa bàn của các ngươi. Nếu không phải ra mặt chính là Tân Lâm, thay đổi Tiêu Phàm lời nói, Trương Đồng Hoa nói không chừng sẽ động thủ. Cứ việc hướng như thế cái ma bệnh xuất thủ, thắng mà không võ, tốt xấu là cái nam, không phải cái nương môn. Nhất làm cho Trương Đồng Hoa phát điên là, giống như ai cũng không nghe thấy hắn, Tiêu Phàm không nghe thấy, Tân Lâm cũng không nghe thấy, thậm chí ngay cả Lý Cẩu Đản tựa hồ cũng không có nghe được, trong mắt gắt gao dính tại kia 2.000 khối tiền cấp trên, trực tiếp đem Trương Đại Thiếu xem như không khí. Đưa tiền đương nhiên là đại gia, một bên mù ồn ào tính cái giám a, đây là Lý Cẩu Đản logic, đơn giản sáng tỏ. Liền ở thời điểm này, bỗng nhiên phát sinh không tưởng được tình huống, dắt tại Lý Cẩu Đản trong tay hai con chó săn nguyên bản đi theo Lý Trưởng Quý sau lưng, bỗng nhiên đồng thời xoay người, bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm tiến lên. Lý Cẩu Đản vừa không chú ý, kém chút liền cho mang cái lảo đảo. Chờ hắn phát giác tình huống không đúng, muốn khống chế lại hai con chó săn lúc, phát hiện hoàn toàn là phí công. Hai con chó săn trực tiếp liền tránh thoát dây thừng. Cẩn thận, Lý Cẩu Đản sắc mặt rốt cục biến. Chỉ có hắn cùng Lý Trưởng Quý biết cái này hai đầu nhìn qua cũng không đáng chú ý chó đất, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Cái này hai con chó săn, trực tiếp liền dám cùng gấu đen đối đầu. Hiện tại đột nhiên nổi điên, chỉ sợ trong nháy mắt Tiêu Phàm liền sẽ bị xé nát. Lý Cẩu Đản trong tay đâm súng dương lên, cùng nó đồng thời, Lý Trưởng Quý đã như thiểm điện gỡ xuống cõng 5-6 thước bán tự động, báng súng chống đỡ tại trên bờ vai, nhắm chuẩn hai con chó săn. Cứ việc cái này hai đầu chó là bọn hắn hai người một tay nuôi lớn, là săn thú tốt giúp đỡ, tình cảm thâm hậu, nhưng cùng một cái mạng tương đối mà nói, cái nào nặng cái nào nhẹ, Lý gia phụ tử hay là phân rõ ràng. Nếu thật là cắn chết Tiêu Phàm, hắn hai người đều phải đi ngồi tù, làm không tốt còn muốn mất đầu. Bất quá hai cha con cũng không dám xuất thủ, sợ ngộ thương, hai con chó săn đang ở tại bọn hắn cùng Tiêu Phàm ở giữa. Bất quá sau một khắc biến hóa, lần nữa để đoàn người trợn mắt hốc mồm. Hai con chó săn đồng thời ngừng lại, cong người lên, toàn thân lông tóc đều dựng lên, hướng về phía Tiêu Phàm một trận sủa loạn, hai tên nữ hài tử thét chói tai vang lên che lỗ tai. Cái này hai con chó vườn tiếng kêu, thực tế quá to. Nhìn cái này tư thế, rõ ràng là đem Tiêu Phàm xem như đại địch. Bóng đen lóe lên, nguyên bản uể oải ghé vào Tiêu Phàm trong ngực Hắc Lân bỗng nhiên vọt lên, đứng ở Tiêu Phàm trên bờ vai, hai mắt trừng trừng, thân thể cong lên, trên cổ xóa tung lông tóc từng cây dựng thẳng lên, tựa như một mặt tấm thuẫn tương tự, gắt gao tiếp cận cách đó không xa hai con chó săn. Tiêu Phàm vẫn như cũ nhàn nhạt đứng ở nơi đó, mặt không kham nổi nửa điểm gợn sóng. Chỉ là trở tay quá khứ, vỗ vỗ Hắc Lân đầu, mỉm cười nói, không phải nói cho ngươi sao. Là bạn không phải địch, giống như kia mèo mun lớn có thể nghe hiểu được hắn như. Để người không tưởng tượng được chính là, mèo đen tựa hồ thật nghe hiểu hắn, dựng thẳng lên lông tóc dần dần bình phục lại, con mắt cũng híp lại, nhẹ nhàng nhảy một cái, lại trở lại Tiêu Phàm trong ngực. Tiêu Phàm chậm rãi đi thẳng về phía trước, hai con chó săn liền từng bước một lui lại, vẫn như cũ thân người cong lại, cũng không gọi, chỉ ở trong miệng phát ra ô ô khẽ kêu. Thần sắc khẩn trương đến cực điểm, nhưng là không dám đột nhiên gây khó khăn. Lý Cẩu Đản nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là ngay cả gấu đen cũng dám đấu hai đầu thủ sơn khuyển a, hiện tại thế mà sợ thành cái dạng này. Cũng không biết bọn chúng là sợ người vẫn là sợ mèo. Cứ việc cái này rất buồn cười, nhưng là hiển nhiên, bọn chúng là thật khẩn trương. Có lẽ khẩn trương không có nghĩa là sợ hãi, chỉ là không chịu khinh địch. Dù là như thế, cũng đủ để người choáng. Bọn chúng đến cùng đang khẩn trương cái gì? Chương 44, không thể tưởng tượng nổi. Lý Cẩu Đản rốt cục lấy lại tinh thần, luống cuống tay chân xông đi lên đem hai con chó săn kéo lại, nhếch môi, hướng Tiêu Phàm cười đùa tí tửng một chút, xem như nói xin lỗi đi. Tiêu Phàm cũng cười cười, đưa tay sờ một chút đầu của hắn. Hắn rất thích Lý Cẩu Đản, đứa nhỏ này mặc dù có chút sơn dân giảo hoạt, nhưng không mất thuần phác. Hơn nữa nhìn Lý Cẩu Đản tướng mạo, đuôi lông mày dài mà bất loạn, nhan sắc đen bóng, hai mắt có thần, cái trán mờ mờ ảo ảo có chữ vương ấn ký, ngày khác nhất định phú quý. Chỉ là Lý Cẩu Đản lông mày xương tương đối cao, khóe mắt mang theo lệ khí, lại hiển kiêu hùng chi tướng. Ngẫm lại cũng rất bình thường, giống Lý Cẩu Đản sâu như vậy trên núi hài tử, ngày sau muốn vượt hơn mọi người, không chơi chút tâm cơ đùa nghịch chút thủ đoạn, thậm chí không tâm ngoan thủ lạt một chút, quả quyết không được. Thế đạo lòng người như thế. Từ Lý Trưởng Quý tướng mạo bên trên cũng có thể xác minh đến điểm này. Lý Trưởng Quý là điển hình lao lực tướng mệnh, bất quá hình miệng ngay ngắn, biểu hiện cảnh giả không sai.
Lý Cẩu Đản tương lai tiền đồ, tự nhiên hiếu thuận lão tử. Ta làm cho ngươi dẫn đường, không cần tiền. Lý Cẩu Đản có chút ngượng ngùng nói, tựa hồ muốn đền bù một chút vừa rồi mình sai lầm. Tốt, không trả tiền ngươi hay là cầm đi, ngươi so với chúng ta càng cần hơn tiền. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Tân Lâm đi tới, không nói tiếng nào đem 2.000 khối tiền đưa tới trong tay hắn. Lý Trường Quý nhìn qua Tân Lâm yểu điệu bóng lưng, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ kinh nghi. Liền vừa rồi, hắn giơ lên 5-6 thước bước súng trước đó, rõ ràng nhìn thấy Tân Lâm trong tay có bạch quang lóe lên, lập tức Tân Lâm liền đứng tại hắn cùng Tiêu Phàm ở giữa, chính ngăn trở họng súng của hắn. Lý Trường Quý là tốt thợ săn, ánh mắt xa không phải người bình thường có thể so, hắn có thể kết luận, Tân Lâm trong tay một màn kia hàn mang, tuyệt đối là lợi khí. Chỉ là Tân Lâm nhìn ra hắn đối cái kia có vẻ bệnh nam tử trẻ tuổi cũng vô ác ý, cho nên mới không có xuất thủ. Cái này kiều khiếp e sợ cô nương, chẳng lẽ là cái đại cao thủ? Uy, người thu tiền của chúng ta, còn giảng không tuân theo quy củ rồi. Trương Đồng Hoa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trên mặt mũi hay là không thể đi xuống, hướng Lý Cẩu Đản thái độ hung dữ. Lý Cẩu Đản duỗi tay ra, đem mới từ Tân Lâm trong tay tiếp nhận 2.000 khối đưa tới trước mặt hắn. Cười đùa tí từng nói, nếu không, tiền này ngài lấy về, hai chúng ta thanh, các ngươi tìm người khác dẫn đường đi, ta cho bọn hắn dẫn đường. Ngươi có ý tứ gì? Trương Đồng Hoa giận tím mặt, song mi dựng lên, ngay cả cái này nông thôn oát con cũng dám hướng mình nói như vậy. Thật sự cho rằng Trương Đại Thiếu là ăn chay. Lý Cẩu Đản cổ nghiêng một cái, cười như không cười hỏi, ngươi muốn giết ta sao? Sau đó đem toàn bộ Lý gia chôn người đều giết rồi. Không phải. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không cần nổi giận. Nơi này là Lý Gia Chuân, trên mặt loại kia ý trào phúng, ai nấy đều thấy được. Ngươi, Trương Đồng Hoa cổ đều nhanh phun phải bạo liệt ra, một đôi mắt trừng giống châu trứng. Tên oát con này lại dám uy hiếp hắn. Tiêu Phàm liền cười, cái này cười đùa tí từng tiểu gia hỏa một khi trở mặt, thế mà một điểm chỗ trống cũng không cho người lưu, trực tiếp liền đem Trương Đồng Hoa cho đẩy lên trên tường sượng mặt. Quả nhiên cùng gương mặt hắn rất là tương hợp. Làm việc mang theo 3 phân tà khí. Được rồi, cùng hoa. Người khác yêu đi theo liền để bọn hắn đi theo tốt. Nhiều hai người náo nhiệt không phải. Tô Như Thành ra mặt cho Trương Đồng Hoa giải vây. Ở đây, Lý Trưởng Quý Lý Cẩu Đản mới là ngay tại chỗ hổ. Rừng thiêng nước độc ra điêu dân. Cổ là như thế. Quân phân khu tư lệnh phó hàng hiệu tử. Tại cái này thâm sơn cùng cốc sợ là không dùng được. Không có người biết ngươi là quan lớn gì a. Tô Thiếu lời nói chính là có tác dụng. Cứ việc Trương Đồng Hoa hay là tức giận đến hô hô thở dốc, lại không phát hơn một lời, chỉ là hung hăng chừng Lý Cẩu Đản một chút. Đi nha, nếu ngươi không đi, muốn trong núi qua đêm. Lý Cẩu Đản hì hì cười một tiếng, đem 2.000 khối tiền tiện tay nhét tiến vào trước ngực mình túi, kéo một cái dây thừng, lôi kéo hai con chó săn, liền hướng về phía trước bên cạnh phóng đi. Đoàn người nối đuôi nhau đuổi theo. Trương Đồng Hoa phi một tiếng, trùng điệp nhổ ngụm nước miếng, cũng đi theo. Xuất phát lúc náo cái này không thoải mái, không bao lâu liền bị bỗng nhiên xuất hiện con mồi hướng chạy. Một con tông màu nâu thỏ rừng, bỗng nhiên từ đường núi một bên sông tới, hướng khác một bên nhanh chóng chạy tới. Người liên can lập tức hô to tiểu kêu lên, mấy mũi tên siêu siêu bắn ra ngoài, loạn thất bát tao, ngay cả thỏ rừng mau đều không có đụng phải một cây. Vội vã như vậy giống giống xuất thủ, tự nhiên là Tô Như Thành cùng Trương Đồng Hoa tùy tùng, đều khiêng cung tiễn đâu. Trương Đồng Hoa không nhúc nhích. Hắn gánh chính là lôi minh bỗng nhiên hai ống săn súng, không phải dùng để săn giết loại này tiểu mục tiêu. Một súng đập tới, có lẽ thỏ rừng liền phấn thân toái cốt, biến thành một đoàn huyết vụ. Lại nói cái này con thỏ chạy rất nhanh, Trương Đồng Hoa cũng không có gì nắm chắc. Lý Trưởng Quý phụ tử tự nhiên sẽ không xuất thủ, bọn hắn chỉ là dẫn đường, rất hiểu muốn đem cái này niềm vui thú tặng cho khách nhân. Người ta thế nhưng là trả tiền, trừ phi đụng phải lợn rừng cùng gấu đen loại này mãnh thú to lớn. Cái kia lại coi là chuyện khác. Đúng lúc này, Tô Như Thành cung kéo như trăng tròn, ngón tay buông lỏng, siêu một tiếng, một chi màu đen vũ tiễn phá không bay đi, chính giữa thỏ rừng cổ, một tiễn liền đem sắp chui tiến vào ven đường lùm cây thỏ rừng cho găm trên mặt đất, kít đều không kít một tiếng, lập tức tắt thở. Tiếng vỗ tay lập tức vang lên, càng có người reo hò thét lên, ngay cả Tiêu Phàm đều đang vỗ tay, mang trên mặt vẻ tán thưởng. Cái này Tô Như Thành xem ra thật tại cung tiễn trên dưới qua một phen khổ công, dưới tình huống như vậy, một tiễn bắn trúng thỏ rừng, mặc dù không bài trừ có tìm vận may thành phân, cũng coi như là rất không tệ. Tô Thiếu, tài bắn cung thật giỏi. Đại soái, Trương Đồng Hoa lớn tiếng khen hay, hướng Tô Như Thành vươn ngón tay cái.
không trách gia hỏa này túm hề hề, là thật có chút bản sự. Tô Như Thành chậm rãi đem cung thu hồi lại, mỉm cười nói, cái này không tính là gì, chỉ là quen thuộc mà thôi. Liệu bên trong bên kia có hai cái bãi săn, còn nhiều loại vật nhỏ này, bắn nhiều tay liền thuật. Trương Đồng Hoa âm thầm thở dài. Hắn biết như thế bãi săn, liệu bên trong có, bọn hắn liệu bắc cũng có. Mới mẻ là mới mẻ, quý cũng là thật quý. Một chút trong thành ăn no rồi lại nằm cành không có việc gì người giàu có, sẽ mời thích kinh dị quan viên chính phủ đến đó đốt tiền. 100% là đốt tiền. Trương Đồng Hoa mặc dù tại cái này xa xôi địa khu tính cái công tử ca, trong tay thật đúng là không phải rộng bao nhiêu dụ, bộ kia lớn cắt cũng không là chính hắn, là nhà nước. Nghe Tô Như Thành một hơi này, đi bãi săn thật giống như bên trên quán ven đường ăn bát hỗn độn như thế, căn bản không tính chuyện. Không biết lúc này hầu hạ tốt Tô công tử, lão đầu tử đỡ chính, mình có thể hay không phong quang một thanh. Bất quá Trương Thiếu là âm thầm thở dài, Tô Thiếu lại là âm thầm ấm ức. Tất cả mọi người đang vỗ tay, ngay cả cái kia không hiểu thấu ôm chỉ mèo đen lên núi đi săn ma bệnh đều cho hắn tiếng vỗ tay, duy chỉ có Tân Lâm thật giống như không nhìn thấy, một tơ một hào dị dạng biểu lộ đều không có, thậm chí ngay cả ánh mắt đều chưa từng đảo qua kia con thỏ hoang. Lại đi lên phía trước, vận khí coi như không tệ, không bao lâu lại bắn tới một con sóc. Hay là Tô Như Thành công lao, vẫn như cũ một tiễn trúng đích. Tiếng vỗ tay như nước thủy triều, tiếng khen liên tiếp. Tiêu Phàm mỉm cười cùng bên người Tân Lâm nói, già nhi, nghe nói Lâm lão hổ chẳng những chơi đến một tay hảo đao, tiễn thuật cũng phi thường chuẩn. Lâm Phong là Đông Bắc cự phách, tính được nhân vật giang hồ. Tân Lâm xuất thân Thất Diệu Cung, cũng trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy. Đoán chừng Thất Diệu Cung trưởng bối sẽ đề cập với nàng đến lập tức trong giang hồ danh tiếng nhất kình mấy vị đại hào. Vô luận như thế nào sắp xếp, Lâm lão hổ Lâm ngũ gia đều nhất định trên bảng nổi danh. Tân Lâm liếc bên kia ra vẻ gió nhạt mây nhẹ Tô Như Thành một chút, lạnh nhạt nói, nếu như hắn thật từng chiếm được Lâm lão hổ chỉ điểm, kia Lâm ngũ tiễn thuật, chỉ sợ cũng không có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. May mắn lời này Tô Như Thành không nghe thấy, không phải thật muốn bị tức gần chết. Tiêu Phàm cười cười, nói, này cũng không nhất định, có chút sự tình, thiên phú vẫn tương đối mấu chốt. Tân Lâm không lên tiếng, nàng không ở Tiêu Phàm trước mặt nói thiên phú, quá đả kích người. Lý Cẩu Đản tò mò hỏi, tỷ tỷ, các ngươi lên núi đến cùng làm gì đến? Liên tiếp đụng phải hai con vật nhỏ, hai vị này ngay cả mí mắt đều không có nháy qua một chút, có dạng này đến săn thú sao? Tốt xấu cũng bày tỏ một chút ha, đi săn, Tân Lâm vô cùng đơn giản về hắn hai chữ, cùng Tiêu Phàm đồng dạng, Tân Lâm đối Lý Cẩu Đản cũng không ghét. Nàng sẽ không xem tướng, nhưng tương đối mà nói, Lý Cẩu Đản so bên kia mấy vị thuận mắt nhiều. Đi săn, làm sao không thấy các ngươi động thủ đâu? Lý Cẩu Đản càng thêm hiếu kỳ, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Phàm cùng Tân Lâm, không nói đến hai vị này có phải là thật hay không thợ săn, tối thiểu phải có săn thú dụng cụ a. Một không có súng, hai không có cung, lấy cái gì đánh? Đao săn, Lý Cẩu Đản chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Đao săn loại sự tình này, coi như tại Lý Gia Chuân đều vẻn vẹn chỉ là cái nghe đồn mà thôi. Mang một cây đao liền dám hướng cái này mênh mông mênh mang rừng rậm nguyên thủy bên trong chui, kia là cố tình muốn tự sát. Cha hắn Lý Trưởng Quý là cái này phương viên trên dưới 100 bên trong công nhận đầu thanh ghế xếp, cũng không có chơi qua đao săn. Tân Lâm hỏi ngược lại, vùng này, gấu đen nhiều hay không? Người nghĩ săn gấu, Lý Cẩu Đản kém chút kêu la. Nói đùa cái gì, Tân Lâm song mi nhăn lại, Lý Cẩu Đản lập tức liền ngậm miệng lại. Không biết tại sao, Lý Cẩu Đản có chút sợ Tân Lâm. Đánh gấu đen, muốn xem vận khí. Vận khí tốt một ngày có thể đụng tới hai con, vận khí không tốt, ba năm ngày cũng không gặp được cái bóng. Lý Cẩu Đản thành thật trả lời Tân Lâm đặt câu hỏi. Tiêu Phàm cười cười, nói, hôm nay vận khí sẽ không sai. Làm sao ngươi biết, Lý Cẩu Đản hỏi ngược lại. Tiêu Phàm cười mà không nói, Tân Lâm cũng không nói thêm gì nữa. Tiêu Phàm nói vận khí không tệ, vậy khẳng định liền sẽ không sai. Điểm này không thể nghi ngờ. Lên núi 2 giờ về sau, vấn đề liền dần dần hiện ra, có người bắt đầu tụt lại phía sau. Ban đầu là kia hai cái lên kinh đến cô gái xinh đẹp, tiếp xuống các lão gia cũng hô hô thở, không thể không tìm địa phương nghỉ một lát lại đi. Đến giờ thứ 4, vừa lên núi lúc coi như đội ngũ chỉnh tề, đã đi thành quân lính tản mạn. Bao quát ở giữa ăn lương khô giữa trưa cơm thời gian, hết thảy nghỉ 3 lần. Lại hướng phía trước, biến thành Lý Trưởng Quý mang theo hai đầu chó đi ở phía trước. Tiêu Phàm cùng Tân Lâm không chậm không nhanh theo sát, Tô Như Thành cùng Trương Đồng Hoa miễn cưỡng tại phía sau hơn 10 mét, ra sức đuổi theo. Bất quá nhìn qua,
hai vị này cũng đã có chút chịu không được, đầu đầy mồ hôi. Về phần Lý Cẩu Đản, không thể không bọc hậu, phòng ngừa thật sự có người tụt lại phía sau. Đây cũng không phải là chơi, vạn nhất làm mất một cái, đi đâu mà tìm đây. Nhìn qua Tiêu Phàm trong gió rét theo gió phất phới tuyết bạch hồ áo khoác bằng da cùng Tân Lâm yểu điệu bóng lưng, cùng bọn hắn vĩnh viễn như vậy không nhanh không chậm bước chân, Tô Như Thành cùng Trương Đồng Hoa liếc nhau, đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Nhìn qua, hai người kia giống như ngay cả mồ hôi đều chưa từng chảy ra một giọt. So dạo chơi ngoại thành còn nhẹ nhõm, tại sao có thể như vậy? Chương 45, đến cùng phải hay không người? Tại một chỗ tương đối khô ráo tránh gió khu vực, Lý Trưởng Quý ngừng lại, tại trên một tảng đá ngồi xuống, hai tay ôm năm sáu thước bước súng, khép hờ hai mắt dưỡng thần. Đi 4 giờ, Lý Trưởng Quý thể lực cũng bắt đầu hạ xuống, cần phải nghỉ xả hơi một chút. Bốn phía tán lạc một chút túi nhựa cùng cái khác rác rưởi, còn có thể nhìn thấy thiêu đốt qua đi cho tàn, có thể thấy được nơi này là đám thợ săn lên núi nửa đường nghỉ ngơi chỗ. Tiêu Phàm cùng Tân Lâm vẫn như cũ đứng, dù bận vẫn ung dung, 4 giờ đường núi bôn ba, tựa hồ đối với hai người bọn họ không có tạo thành bất luận cái gì gánh vác, Tiêu Phàm tuyết trắng hồ áo khoác bằng da sạch sẽ như mới, Tân Lâm đưa tay cho hắn sắp xếp như ý bỗng chốc bị gió thổi loạn màu trắng hồ ly mao, động tác nhu hòa. Hai đầu thủ sơn khuyển ghé vào Lý Trưởng Quý dưới chân, thỉnh thoảng sẽ hướng Tiêu Phàm bên kia liếc mắt một cái, vẫn tràn đầy cảnh giác ý vị. Nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, ánh mắt của bọn nó nhưng thật ra là rơi vào mèo mun lớn trên thân, không phải hướng Tiêu Phàm đi. Mèo mun lớn uể oải, đối hai con chó săn cảnh giác cùng khẩn trương làm như không thấy. Tô Như Thành Trương Đồng Hoa thở hồng hộc theo sau, không ngừng lau mồ hôi, cảm giác hai ống săn súng cùng phục hợp cung ghép đều trở nên chịu nặng. Là cái không nhỏ gánh vác, dã chiến giày cũng giống rót chỉ đồng dạng chìm. Cùng 10 km võ trang đầy đủ thi Việt dã cảm giác cũng không kém là bao nhiêu. Sao, làm sao không đi rồi? Trương Đồng Hoa còn tại mạnh miệng, thở phì phò hỏi một câu. Lý Trưởng Quý không thèm để ý hắn. Người này cực kỳ không thích nói chuyện, thậm chí so Tiêu Phàm cũng còn muốn tiếc lời nói như vàng. Thấy Tô Như Thành ánh mắt cũng nhìn sang mình, Tiêu Phàm mỉm cười, nhẹ nói, lại đi lên phía trước. Liền muốn đụng phải gấu đen. Đợi mọi người đều tụ hợp, cùng đi tương đối an toàn. Chính đang nhắm mắt dưỡng thần Lý Trưởng Quý bỗng nhiên mở mắt ra, quét Tiêu Phàm một chút, khắc đá trên mặt, hiện lên vẻ kinh ngạc chi ý. Làm sao ngươi biết, Trương Đồng Hoa nhịn không được hỏi một câu, ngữ khí ôn hòa phải nhiều. Thấy Tiêu Phàm Tân Lâm cái này so Lý Trưởng Quý còn muốn khí định thần nhàn dáng vẻ, Trương Đồng Hoa cũng biết tình hình có chút không đúng, thái độ tự nhiên mà vậy có thay đổi. Tiêu Phàm cười cười. Hắn không phải thợ săn, nhưng lên núi trước đó, tiện tay bên cạnh chiếm bài học, liền biết hôm nay hành trình sẽ rất thuận lợi. Đã lên núi 4 giờ, lại không đi trở về, hôm nay liền phải trong núi qua đêm. Đoàn người nghỉ một lát, hảo hảo dưỡng dưỡng tinh thần, phía trước chính là gấu đen trải qua thường ẩn hiện chỗ ngồi. Chỉ chốc lát, Lý Cẩu Đản xuất lĩnh đại bộ đội theo sau, hai nữ hài kêu khổ thấu trời, mặc kệ 3721, đặt mông ngay tại ven đường trên tảng đá ngồi xuống. Không ngừng đánh lấy hai chân. Thành ca, chúng ta lúc nào trở về a? Mệt mỏi chết rồi, Kiều tiểu nữ hài rên rỉ nói, mân mê miệng, vô luận lúc nào, luôn luôn mang theo nũng nịu hương vị. Vừa lên núi không lâu liền đánh tới một con thỏ hoang, làm cho đoàn người hào hứng tăng vọt, sau đó lại đánh tới một con sóc, lúc này mới có thể để đại bộ đội kiên trì đến bây giờ. Bất quá hai con động vật nhỏ lấy sinh mệnh đổi lấy kích thích, rốt cục tại lặn lội đường xa về sau bị tiêu hao hầu như không còn. Tất cả mọi người tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi, mồ hôi không dứt chảy xuống. Chỉ là làm phiền Tô Như Thành cùng Trương Đồng Hoa, cha con cũng không dám giống tiểu cô nương đồng dạng lẩm bẩm. Tô Như Thành liếc Kiều tiểu nữ hài một chút, ánh mắt có chút lạnh. Tô Thiếu cũng không có ngồi, cố gắng đứng thẳng người. Hắn cũng không muốn bị cái kia ma bệnh hạ thấp xuống, làm sao mình mang tới cái này hai nữ nhân, cùng Tân Lâm so, thực tế cách biệt quá xa, không có chút nào cho Thành ca tranh mặt mũi. Kiều tiểu nữ hài dọa đến rụt cổ một cái, không dám lại nói, hốc mắt hồng hồng, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ khóc lên. Uống nước không, Lý Cẩu Đản gỡ xuống tùy thân mang theo kiểu cũ quân dụng ấm nước, ừng ực uống hai ngụm, đem ấm nước đưa cho Tiêu Phàm. Hắn không dám đưa cho Tân Lâm, cảm thấy sẽ khinh nhờn vị này thần tiên tỷ tỷ. Tiêu Phàm mỉm cười lắc đầu, Lý Cẩu Đản nhẹ giọng nói, phía trước chính là gấu đen trải qua thường ẩn hiện địa phương, muốn chừa chút thần. Gấu đen muốn chuẩn bị ngủ đông, hiện đang khắp nơi tìm ăn, tính tình không tốt. Loài gấu tại ngủ đông trước đó, luôn luôn phải tận lực chứa đựng mỡ,
để sống qua đồ ăn thưa thớt dài rằng giặc ngày đông giá rét. Tiêu Phàm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nghỉ ngơi gần 10 phút, Lý Trưởng Quý không rên một tiếng đứng người lên, cất bước hướng về phía trước, hai con chó săn đi theo bên chân của hắn. Ai nha, lại nghỉ một lát nha. Kiều tiểu nữ hài lại nhìn không được năn nỉ, nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh. Không ai để ý đến nàng, đoàn người đều đi theo. Không ai có thể nguyện ý tại trong rừng sâu núi thẳm này lạc đàn, nhất là vừa rồi Lý Cẩu Đản câu kia nhắc nhở, càng là nghe sợ hãi. Không đến một khắc đồng hồ, lại đi thành quân lính tản mạn. Hay là Lý Trưởng Quý phía trước, Tiêu Phàm Tân Lâm theo sát phía sau, Tô Như Thành Trương Đồng Hoa lạc hậu hơn 10 mét, lại sau này một chuỗi dài chiến năm cặn bã. Khác biệt duy nhất ở chỗ, Lý Cẩu Đản lúc này không ở phía sau bên cạnh thu nạp đội ngũ, theo thật sát Tô Như Thành Trương Đồng Hoa sau lưng. Phía trước chính là gấu đen thích nhất ẩn hiện khu vực, hắn không tỏa sáng tâm lão cha một người tại phía trước nhất. Tô Như Thành cùng Trương Đồng Hoa nhìn qua còn có chút sức chiến đấu, nhưng dù sao không phải người của mình, thời khắc mấu chốt khẳng định không thể chỉ nhìn bọn họ. Đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Về phần Tiêu Phàm cùng Tân Lâm, Lý Cẩu Đản hoàn toàn xem không hiểu. Hắn mặc dù đầu não linh hoạt, 10 điểm cơ linh, nhưng hai kẻ như vậy, đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Nhìn qua yếu đuối, đi hơn 4 giờ đường núi, lại so hắn còn muốn nhẹ nhõm, dưới chân vô thanh vô tức, giống như ngay cả một cây cành khô cũng sẽ không đạp gãy. Tình huống tại đột nhiên xuất hiện, nguyên bản không nhanh không chậm chạy ở Lý Trưởng Quý đằng trước cách đó không xa hai đầu chó săn, bỗng nhiên một tiếng thấp sủa, không hẹn mà cùng hướng về phía trước vọt ra ngoài. Bóng đen lóe lên, đầu kia một mực thư thư phục phục ghé vào Tiêu Phàm trong ngực mèo mun lớn, nhàn rỗi ở giữa cũng nhảy lên một cái, vọt ra ngoài, nhanh như thiểm điện, vậy mà mảy may cũng không lạc hậu tại hai đầu thủ sơn khuyển. Sau một khắc, Lý Trưởng Quý đeo nghiêng lấy 5-6 thước bước súng đã đầu trong tay, có chút hóp lưng lại như mèo, hướng về phía trước chạy tới. Tiêu Phàm cùng Tân Lâm hay là theo thật sát phía sau hắn, như bóng với hình. Cách đó không xa lập tức truyền đến hai con chó săn sủa loạn âm thanh. Trên sơn đạo, một đầu gấu đen to lớn đứng thẳng người lên, miệng bên trong ô ô khẽ kêu. Hai đầu thủ sơn khuyển một trái một phải, cùng gấu đen giằng co. Nhưng gấu đen lực chú ý rõ ràng không có hoàn toàn đặt ở hai đầu chó săn trên thân, mà là ngóc đầu lên, nhìn về phía cách đó không xa một khối đá lớn, trong lỗ mũi phun ra thô to khí tức, thử ra răng nanh sắc bén. Khối đá lớn kia bên trên, mèo mun lớn cong người lên, lông dựng đứng lên, lục quang oánh oánh mắt mèo, tiếp cận đại hắc hùng. Thấy tình hình như vậy, dù là Lý Trưởng Quý kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được sững sờ ngơ ngác một chút. Ngay sau đó, Lý Cẩu Đản vọt tới, ánh mắt quét qua, cũng ngây người. Yêu mèo, một luồng hơi lạnh không tự chủ được từ Lý Cẩu Đản xương đuôi chỗ bay lên, toàn thân đều lên một lớp da gà. Người xưa kể lại, mèo có yêu khí, nhất là lão hắc mèo. Tại Tây Phương cũng có dạng này truyền thuyết, mèo là linh môi, có thể câu thông âm dương hai giới, nhìn thấy nhân loại không nhìn thấy tình hình. Về phần đầu kia gấu đen, phản ngược lại là thứ yếu. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu cự hùng, đứng lên chừng 1m8 cao, phiêu phì thể tráng, nói ít cũng có nặng 300-400 cân, có lẽ còn không chỉ. Lý Trưởng Quý trong núi đánh hơn 20 năm săn, dạng này to lớn gấu đen cũng thấy rất ít. Lợn rừng vương, đại công tước gấu cùng hổ đông bắc, là rừng rậm nguyên thủy bên trong làm người ta sợ hãi nhất ba loại mãnh thú. Bình thường hắn nếu một người tại dã ngoại đụng phải loại này đại hùng, là sẽ không đi trêu chọc. 5-6 thước bước súng lực sát thương cứ việc to lớn, cũng không phải như vậy bảo hiểm. Hoang dại cự hùng sinh mệnh lực cùng lực bộc phát, đều vượt xa khỏi người bình thường ngoài tưởng tượng. Một súng không thể chí mạng lời nói, chưa chắc có cơ hội mở thứ hai súng. Nhưng bây giờ, Lý Trưởng Quý tự nhiên không chút do dự giơ lên súng, nhắm chuẩn kia con gấu đen vị trí trái tim. Không muốn mở súng, Tiêu Phàm bỗng nhiên nói, thanh âm nhu hòa, lại mang theo một loại nào đó không thể nghi ngờ mệnh lệnh như ý vị. Gấu bây giờ còn chưa có nổi giận, mật không đủ nhiều. Tự mình đến đây rừng rậm nguyên thủy săn gấu, Tiêu Phàm kỳ thật cũng không tình nguyện, nhưng luyện chế càn khôn đại hoàn đan nhất định phải mới mẻ mật gấu làm thuốc. Trên thị trường bán ra mật gấu nước, đều là trại chăn nuôi đến, phẩm chất quá kém. Lý Trưởng Quý kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm một chút, ngón tay chậm rãi từ trên cỏ súng rời. Lý Cẩu Đản có thể phát giác được hai người này một mèo quái dị, Lý Trưởng Quý cảm thụ chỉ có càng sâu. Lên núi không đến một giờ, hắn cũng không dám lại đem Tiêu Phàm Tân Lâm xem như bệnh tâm thần. Chưa thấy qua ma bệnh khí lực như thế kéo dài. Ngoá, làm sao không ra súng. Trương Đồng Hoa cùng Tô Như Thành cũng chạy tới,
liếc nhìn hung hãn như vậy một đầu cự hùng, đều là giật nảy cả mình. Trương Đồng Hoa lập tức giơ lên trong tay Lôi Minh bỗng nhiên hai ống săn súng. Một cây tái nhợt ngón tay từ bên cạnh đưa qua đến, nhẹ nhàng khoác lên hai ống săn súng nòng súng phía trên. Trương Đồng Hoa chỉ cảm thấy hai tay bỗng nhiên trầm xuống, giống như thiên quân cự lực ngăn chặn nòng súng, họng súng đột nhiên hướng mặt đất. Trương Đồng Hoa hoảng hốt, vội vàng quay đầu nhìn lại. Tiêu Phàm hướng nhẹ nhàng hướng hắn lắc đầu, ngón trỏ trái đặt ở nòng súng của hắn phía trên. Trương Đồng Hoa lực sâu hai tay, dùng sức đi lên vừa nhấc. Tại bộ đội khi lính trinh sát thời điểm, huấn luyện thân thể xưa nay không từng gián đoạn qua, xà đơn dẫn thể hướng lên Trương Đồng Hoa một hơi có thể làm 6-70 cái, hơn 100 cân tạ cũng nhấc lên được. Lúc này dốc hết toàn lực, nòng súng nhưng như cũ hướng dưới mặt đất, tựa như chuồn chuồn lay cột đá, không thể dung chuyển mảy may. Trương Đồng Hoa một gương mặt nháy mắt đỏ bừng lên, lại kiệt lực đi lên vừa nhấc, ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra. Săn súng hay là không thể nhúc nhích, khoác lên nòng súng bên trên cây kia tái nhợt ngón tay dài nhọn, tựa như mang theo một loại nào đó đáng sợ ma lực, tuyệt không phải hắn có khả năng đối kháng. Không muốn mở súng, muốn trước chọc giận nó mới được. Tiêu Phàm nhẹ nói, ngữ khí ôn hòa, ánh mắt cũng rất ôn hòa. Tân Lâm đã chậm rãi hướng gấu đen to lớn đi qua, thần sắc bình tĩnh dị thường. Ngươi, Trương Đồng Hoa trợn mắt hốc mồm, trên mặt hiện lên một vòng thật sâu vẻ sợ hãi, nguyên bản đỏ bừng lên sắc mặt, lập tức trở nên tái nhợt không máu, so Tiêu Phàm sắc mặt còn muốn trắng. Rất rõ ràng, Trương Đại Thiếu nhận không nhỏ kinh hãi. Cái này người nào a? Lại hoặc là, cái này đến cùng phải hay không người a? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 3.